Quan thần, hạ tưởng. Tập 91. Dù là xuất phát từ mục đích gì, mâu thuẫn nội bộ tốt nhất vẫn là giải quyết nội bộ, không được để gây ra một vụ việc tin tức gì. Gặp rắc rối chính là mọi người, là toàn bộ thành ủy Thiên Trạch, tất cả chúng ta sẽ không ngẩng mặt lên nổi. Ngô Minh Nghị còn bồn chồn, thật sự là do thị trưởng Hạ gây nên sao? Không thể nào, thị trưởng Hạ lại có thể làm liều như vậy ư? Hạ Tưởng cuối cùng cũng nói. Đúng thế, đến lúc cần chịu trách nhiệm sẽ phải dũng cảm mà đứng ra, Nguyên Dã vì sao phải nổi điên? Vì sao y nhất quyết muốn làm khó thành phố Thiên Trạch? Việc này vẫn có liên quan với việc thời gian trước y đến thành phố Thiên Trạch phỏng vấn khi mở hội nghị hội đồng nhân dân. Ông Thường, trong lòng ông hiểu rõ, đúng vậy không? Thường Hào im lặng hồi lâu, việc lần trước y tự cho là đã xử lý kín kẽ. Khi báo cáo lại với Trần Khiết Văn, chỉ nhắc qua loa, không nói tỉ mỉ. Lúc ấy cũng là khi Trần Khiết Văn đang nằm viện, cũng không thể nói gì nhiều. Bây giờ chuyện đã ập đến, y hối hận cũng đã muộn, cũng thật không ngờ bí thư Trần vừa bắt đầu đã nghi ngờ thị trưởng Hạ. Giờ thì tốt rồi, nói cạnh nói khóe Hạ Tưởng hồi lâu, rõ ràng là đánh vào mặt Hạ Tưởng, kỳ thực bí thư Trần đã đánh thẳng vào mặt y, nhưng đồng thời bí thư Trần cũng tự mình làm mất mặt. Đúng, còn có Bùi Nhất Phong. Có trách cũng chỉ trách bản thân y không dám chịu trách nhiệm, không thừa nhận sai lầm ngay lúc đầu, càng trách y lòng dạ hẹp hòi, cứ muốn tự dưng gây chuyện. Ai biết Nguyên Dã điếc không sợ súng, lại thực sự nổi điên. Bí thư Trần, thị trưởng Hạ, tôi xin nhận lỗi với hai vị lãnh đạo. Trách nhiệm chủ yếu trong việc Nguyên Dã làm loạn là nằm ở tôi, sự việc là thế này. Chương 951, thủ đoạn, đột phát, thất bại. Nếu không phải Trần Khiết Văn tự cho mình là đúng mà cho rằng Hạ Tưởng có vấn đề, thái độ của Thường Hào cũng không cần phải hạ mình như vậy. Y hoàn toàn có thể đúng lý hợp tình mà trút toàn bộ trách nhiệm lên người Nguyên Dã một tên nhà báo bất lương. Nhưng bây giờ thì không được rồi, y phải chủ động thể hiện thái độ, nếu không để thị trưởng Hạ thay y nói ra, sẽ ngang với việc thị trưởng Hạ đánh ngay vào mặt y và bí thư Trần. Sau khi Trần Khiết Văn nghe xong chân tướng sự việc, gương mặt chợt trắng bệch, vô cùng tức giận. Ông Thường, ông cũng làm công tác tuyên truyền mãi rồi, làm sao lại có thể phạm sai lầm thấp kém đến như vậy? Phòng cháy phòng trộm phòng nhà báo, nhưng không phải để ông chủ động đi gây chuyện với nhà báo. Ông làm thế này chính là tự tìm rắc rối, rảnh rỗi nhỉ. Bùi Nhất Phong cũng thấy ngượng ngùng, liền nói. Nếu Nguyên Dã đã báo hiệu trước thì hiển nhiên là cũng muốn giảng hòa, không muốn làm cho to chuyện. Cứ để ông Thường đứng ra nói chuyện với y, việc gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc được. Vấn đề là Nguyên Dã không chịu đàm phán, chỉ đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Khiết Văn vội vàng hỏi. Trần Khiết Văn thực sự rất vội vã, bởi vì bà không có kinh nghiệm xử lý các sự kiện tin tức quan trọng. Chủ yếu cũng là bà hiểu rất rõ hậu quả nghiêm trọng nếu để sự việc bùng nổ. Bà ta thân là bí thư, lại có thâm niên hơn so với Hạ Tưởng ở thành phố Thiên Trạch, phải đứng mũi chịu sào, đảm nhận trách nhiệm chính. Y đề nghị trừ phi bà đích thân xin lỗi y, nếu không thì miễn bàn. Thường Hào vốn không muốn nói ra điều kiện của Nguyên Dã. Nhưng hiện giờ sự việc đã có dấu hiệu không thể cứu vãn, y đành phải liều nói ra. Nếu không thực sự khi rắc rối lan ra khắp cả nước, y cũng không có bản lĩnh đi khắp nơi dọn dẹp hậu quả. Làm càn. Không đợi Trần Khiết Văn trả lời, Bùi Nhất Phong đã nổi giận trước. Một gã nhà báo tép diêu mà dám đòi bí thư Trần phải ra mặt. Y thật biết đề cao mình, chuyện này tôi nghĩ không thể nhân nhượng. Lần trước y đến đây, ban tuyên giáo chẳng phải là đã dúi cho y phong bì rồi sao, tên này khi nhận phong bì thì thân như anh em, hễ trở mặt thì như gái điếm, thật không biết xấu hổ. Việc này cũng không thể hoàn toàn trách Nguyên Dã, chỉ biết tìm ra tật xấu của người khác, không thấy vấn đề từ chính bản thân mình thì không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Hạ Tưởng nói, đầy hàm ý mà nhìn Thường Hào một cái. Ông Thường, làm việc thì nên nghĩ kỹ một chút. Nên để cho mình một con đường lui. Ông đã nói chắc chắn rằng nhất định phải trừng trị Nguyên Dã, không phải chính là vì muốn chút hận thù của cá nhân mình sao? Ông làm như thế này không phải là gây thêm phiền phức cho thành ủy sao? Muốn tôi nói, ông là trưởng ban tuyên giáo thật không xứng đáng, nên kiểm điểm với thành ủy. Tầm nhìn đại cục của ông đi đâu rồi? Muốn trừng trị người khác, không thành vấn đề, nhưng điều kiện đầu tiên là bản thân mình phải không có thiếu sót mới được. Bản thân mình còn thiếu sót lại muốn dạy dỗ người khác. Ông Thường,
ông là quả đen mắng con lợn đen cả thôi, quên mất bản thân mình là người thế nào. Ngô Minh Nghị thiếu chút nữa cười ra tiếng, lời nói của Hạ Tưởng rất sắc bén, quá tuyệt, mắng người mà không dùng những từ ngữ thô tục, lại vòng vo mắng Trần Khiết Văn, thật tài tình. Biểu cảm trên mặt Thường Hào thay đổi liên tục, biểu lộ tình cảm phong phú hết mức có thể, lại càng không thể phản bác, mặt cau lại như bị táo bón, lại cố nặn ra một nụ cười đau khổ. Thị trưởng Hạ, tôi đã biết là mình sai rồi, ngài mắng tôi xin nhận. Nhưng hiện nay là lúc nghĩ cách giải quyết vấn đề, ngài có nhiều mối quan hệ ở Bắc Kinh, xin nghĩ cách giúp thành ủy giải quyết khó khăn. Trần Khiết Văn cũng bị Hạ Tưởng mắng tới mức trong lòng uất nghẹn, liền nói. Đúng vậy, thị trưởng Hạ đứng ra giải quyết vấn đề một chút, ông Thường sẽ vô cùng cảm kích anh. Vô cùng cảm kích thì ích gì? Hạ Tưởng liền ngả về đằng sau một cách rất hách dịch, bắt đầu nói với giọng quan cách. Tôi cũng không nghĩ được cách gì. Việc tuyên truyền là của lãnh đạo thành ủy, ông Thường lại không hề trao đổi với tôi bất kỳ chuyện gì. Thị trưởng Hạ rất biết đợi thời cơ, Ngô Minh Nghị liền nói chen vào một câu rất đúng lúc. Có vấn đề không trao đổi trước, sự việc xảy ra rồi mới nhờ người khác giúp đỡ, thật chẳng ra đạo lý gì cả. Ông Thường, tôi đề nghị vì đại cục, ông đến Bắc Kinh một chuyến, hẹn gặp mặt Nguyên Giã một lần, nói chuyện tử tế, tiếp đãi cẩn thận, cho y thêm tiền. Như thế sự việc may ra còn có cơ xoay chuyển. Lại bật cười ha hả. Việc này có trách chỉ trách ý nghĩ cá nhân, ông nói ông hay lắm chụp ảnh gì, chứng cứ tố cáo gì. Nhà báo nhận phong bì có đầy giấy, ông đi tố cáo hết hả. Hạ Tưởng và Ngô Minh Nghị, một người thì sự việc không liên quan đến mình thì cao giọng nói, một người thì nhẹ nhàng bâng quơ cộng thêm châm chọc, liền khiến Trần Khiết Văn giận đến phát cáu. Bà ta gõ bàn vài cái. Các đồng chí, các vị bây giờ không phải là lúc tỏ ra thái độ đùn đẩy. Chuyện đã xảy ra rồi, ai cũng có phần, không ai có thể thoái thác, mọi người chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể vượt qua khó khăn. Nói như vậy, nhưng nếu chẳng may không bưng bít được, sẽ phải có người gánh trách nhiệm chính. Ngô Minh Nghị nói một câu đầy hàm ý, còn cố ý nhìn Thường Hào. Thường Hào liền đổ mồ hôi không ngừng. Tiếp tục trở lại vấn đề chính, mọi người ai nấy đều đã bày tỏ ý kiến. Nhưng thảo luận hồi lâu vẫn không đưa ra được một biện pháp nào khả thi thiết thực, liền khiến Thường Hào lo lắng đến đổ mồ hôi khắp đầu. Mắt thấy cuộc họp đã mở được gần 2 tiếng, đến một biện pháp có hiệu quả có thể thực hiện cũng không có. Hễ nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sắp phải đối mặt, không chỉ Thường Hào lo lắng đến miệng đắng khô khốc, đến cả Trần Khiết Văn cũng cau mày nhăn mặt. Đã sắp đến giờ nghỉ trưa, Hạ Tưởng giơ tay nhìn đồng hồ, rất bất đắc dĩ mà thốt lên một câu. Việc này tôi vốn dĩ không nên ra mặt, tôi không quản lý việc tuyên truyền, đứng ra sắp xếp thì danh không chính ngôn không thuận. Có điều thấy bí thư Trần quả thực lo lắng cuống cuồng, ông Thường cũng lo đến đi tới đi lui, sẽ cố nghĩ cách thăm hỏi một chút, xem có thể khiến Nguyên Giã thay đổi ý kiến không. Tôi cũng nói rõ, tôi không đảm bảo sẽ thành công, chỉ có thể thử xem sao. Hạ Tưởng nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, vào đúng lúc Trần Khiết Văn và Thường Hào đều không còn cách gì. Lời của hắn liền trở thành ơn cứu mạng. Không chỉ Thường Hào mừng không kể xiết, luôn miệng nói cảm ơn, chỉ còn thiếu nước mắt lưng tròng, đến cả Trần Khiết Văn cũng vui mừng ra mặt, tỏ ý vui mừng với chiêu ra tay kịp thời của Hạ Tưởng. Vậy làm phiền thị trưởng Hạ rồi, việc này anh có thể ra mặt giải quyết như thế nào, thành ủy đều phải cảm ơn anh. Đều là đồng nghiệp thường xuyên gặp mặt, bình thường mở cuộc họp nội bộ không bao giờ bắt tay, bây giờ bà ta lại đưa tay bắt tay Hạ Tưởng. Đành nhờ cậy anh, tôi chờ tin tốt lành của anh. Sau khi tan họp, Ngô Minh Nghị tới phòng làm việc của Hạ Tưởng. Y đã nhìn ra manh mối, liền hỏi. Thị trưởng Hạ nắm chắc được bao nhiêu phần? Cũng khó nói, chỉ có thể thử xem thế nào. Hạ Tưởng quả thật là cố ý bắt bí Trần Khiết Văn và Thường Hào, chính là muốn khiến bọn họ nợ hắn một ân huệ lớn. Trong quan trường có khi cũng phải dở một vài thủ đoạn, sử dụng một vài đòn giả. Nếu không khi anh dễ dàng đáp ứng ngay, người khác sẽ thấy anh chỉ làm việc còn con, càng không ghi nhớ sự giúp đỡ của anh. Nhưng đối với Ngô Minh Nghị cũng không thể nói thật. Ngô Minh Nghị thấy không hỏi được điều gì, chỉ cười rồi nói việc khác, liền quay người bước đi. Y vừa mới đi, Thường Hào đã tới. Thường Hào trước tiên là hết lần này đến lần khác tỏ lòng cảm ơn với thị trưởng Hạ, còn nói tất cả đều nhờ thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng cũng liền khách sáo vài câu, lại vừa đưa đẩy. Tóm lại khiến Thường Hào thấy vừa có hy vọng, lại vừa nơm nớp lo sợ, hơn nữa còn vô cùng cảm kích hắn.
Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Thường Hào chỉ là đến thể hiện tình cảm một chút, không ngờ nói xong những lời khách sáo, Thường Hào vừa chuyển đề tài, đã nói ra một việc bất ngờ. Có một việc cực kỳ cần thiết phải báo cáo với thị trưởng Hạ. Bí thư đảng ủy Phạm Minh Vĩ của xã Lam Thiên huyện Bào Mã đã hy sinh vì nhiệm vụ. Thường Hào liền đổi sang vẻ mặt đau khổ. Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Bào Mã đã thu xếp tài liệu câu chuyện tiên tiến của Phạm Minh Vĩ, chuẩn bị xây dựng một hình tượng nhân vật anh hùng, đã báo lên ban tuyên giáo thành ủy. Phạm Minh Vĩ hy sinh vì nhiệm vụ. Hạ Tưởng vô cùng bất ngờ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Theo trình tự thông thường, sau khi ban tuyên giáo nhận được tài liệu tuyên truyền từ cấp dưới, thì đầu tiên sẽ tiến hành công tác báo cáo bước đầu với trưởng ban thư ký thành ủy, sau đó báo lên bí thư thành ủy. Sau khi bí thư phê duyệt mới có thể đến bước thứ hai, về cơ bản thị trưởng không cần hỏi đến những chuyện liên quan. Nhưng Thường Hào lại trao đổi với hắn trước, lần đầu tiên cung kính xin chỉ thị báo cáo với hắn, cũng là hiệu quả tốt thu được khi hắn vừa mới ra tay. Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Phạm Minh Vĩ tại sao lại chết? Căn cứ theo cách nói của huyện Bào Mã thì sự việc như sau, đoàn của Phạm Minh Vĩ đi xuống địa phương thị sát. Trời tối, vốn có thể ở lại xã một đêm, nhưng Phạm Minh Vĩ khăng khăng muốn về quê nhà. Bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải xuống xã, anh ta sợ không kịp. Nửa đêm liền lên đường, đi đến nửa đường chẳng may gặp trận tuyết lở, tổng cộng 2 chiếc xe chở 5 người đều gặp tai nạn. Phạm Minh Vĩ và chủ nhiệm ủy ban nhân dân xã Minh Lam Hiểu ngồi ghế ở sau, khi đào thấy, hai người đang ôm chặt nhau. Minh Lam Hiểu năm nay 30 tuổi, trông cũng dễ coi, nhưng vấn đề ở chỗ cô là tránh văn phòng ủy ban nhân dân, tại sao lại đi cùng bí thư đảng ủy xã xuống xã, còn chết cùng nhau. Mọi người liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Chồng của Minh Lam Hiểu cũng không làm việc nữa, đến huyện ủy gây chuyện. Chỉ một câu nói của bí thư huyện ủy Biện Hữu Thủy liền kết luận. Khi cơn đại họa ập đến, thân là đàn ông sẽ phải bảo vệ phụ nữ. Đồng chí Phạm Minh Vĩ là một anh hùng, đối mặt với hiểm nguy không run sợ, dùng thân mình bảo vệ đồng chí Minh Lam Hiểu, anh ấy là một cán bộ đảng viên gương mẫu. Huyện Bào Mã liền không còn ai bàn ra tán vào nữa. Cùng hy sinh vì nước còn có Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Lại Quang Minh. Còn về phần Phạm Minh Vĩ một bí thư đảng ủy xã, cũng không phải ủy viên thường vụ huyện ủy, đi xuống xã vì sao lại có Phó Cục trưởng Cục Công an đi cùng thì không ai biết. Dù sao huyện Bào Mã không giải thích, chỉ nói là công vụ. Họ đã sửa sang câu chuyện của hai người thành một bản tài liệu tường tận, sinh động, cảm động lòng người, báo lên ban tuyên giáo thành ủy. Huyện Bào Mã xảy ra sự cố lớn khiến Hạ Tưởng trong lòng thương xót, cũng không tiện nói thêm gì, liền giữ lại tập tài liệu của Thường Hào, chuẩn bị xem xét kỹ. Người chết là chuyện lớn, nếu như đúng với sự thật, xây dựng điển hình thì hắn cũng ủng hộ. Từ bản tài liệu không nhìn ra được điều gì, Phạm Minh Vĩ là một cán bộ tốt vô cùng liêm khiết. Anh ta đã đi khắp các thôn trang trong xã đến rách toác mấy chục đôi giày ra, bởi vì tất cả gần như là sơn thôn, còn ngã vài trăm lần, vân vân. Viết rất cảm động, thậm chí đến tình tiết cõng cụ già qua sông cũng có, liền khiến Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Biên cũng phải biên cho chân thực một chút, chuyện gì cũng gom hết cho một người, thì có chút giả tạo. Mà chuyện của Lại Quang Minh lại khiến Hạ Tưởng thấy hiếu kỳ. Bởi vì Lại Quang Minh là một anh hùng chống tội phạm ma túy, đã từng hơn 300 lần thâm nhập vào sào huyệt ma túy, tóm được vô số kẻ buôn ma túy, khiến bọn buôn ma túy chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật. Câu chuyện về anh ta rất chân thực, vừa đọc là đã biết không phải bịa ra, Hạ Tưởng liền hết lòng kính nể anh ta. Vừa mới đọc một đoạn, điện thoại bỗng đột ngột đổ chuông, sau khi mở máy, bên trong vọng tới giọng nói của Lưu Nhất Cửu từ lâu không gặp. Thị trưởng Hạ, tôi đang ở huyện Bão Mã, có vụ án lớn. Chương 952, theo nhau mà đến, thất bại. Lưu Nhất Cửu biến mất một thời gian không ngắn, ít thì cũng khoảng một tháng rồi. Cậu ta cũng khá xuất quỷ nhập thần, nói xuất hiện là xuất hiện, nói biến mất thì biến mất. Huyện Bào Mã vừa xảy ra chuyện, Lưu Nhất Cửu đã liền có tình tiết vụ án quan trọng để báo cáo, hắn ta xuất hiện đúng lúc ghê nên Hạ Tưởng không khách khí nữa, nói thẳng. Nói đi, tôi nghe đây, anh đến và đi như gió, cứ như là một anh hùng can đảm. Lưu Nhất Cửu nghe ra lời của thị trưởng Hạ có ý kiến về mình, liền cười hi hi. Lãnh đạo muốn mắng cứ mắng ạ. Xin đừng khách sáo. Con người tôi chính là như vậy, con lừa lười không mài dũa được, đánh chửi cũng không có tác dụng. Bớt nói nhảm, nói vào chuyện chính đi.
Hạ Tưởng cười mắng một câu. Lãnh đạo vừa mắng xong, trong lòng Lưu Nhất Cửu liền thấy thoải mái hơn. Lãnh đạo càng khách sáo thì sẽ không tốt, mà càng chửi mắng thì mới chứng minh là người ta quan tâm đến mình. Thật ra tôi cứ luôn ngầm điều tra Kỷ Phong Thanh tự sát, có điều độ khó lớn quá, điều tra đi điều tra lại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Vừa hay huyện Bào Mã xảy ra vụ án ma túy nên tôi liền đến đó. Điều tra hơn một tháng, giờ thì đã mở được chút ánh sáng rồi. Chẳng trách mà không bắt được tội phạm buôn bán ma túy, hóa ra là do có nội gián tiếp ứng. Phó trưởng phòng công an huyện Bào Mã là Lại Quang Minh chính là tội phạm buôn lậu thuốc phiện lớn nhất. Con, trong lòng Hạ Tưởng vang lên một tiếng cổng chiêng, đùa quá trớn rồi. Huyện Bào Mã vừa lên báo tuyên truyền dữ liệu nhân vật anh hùng, Lưu Nhất Cửu liền chỉ ngay Lại Quang Minh bao che tội phạm ma túy, chỉ cần dính líu đến thứ hàng cấm đó thì tội danh rất nặng. Nếu như là công an, biết luật nhưng vẫn phạm luật thì tội càng nặng hơn. Chứng cớ mà Lưu Nhất Cửu chỉ ra không hề nhỏ, bởi vì không những Lại Quang Minh chết rồi, mà còn được huyện ủy huyện Bào Mã trình lên là hy sinh vì nhiệm vụ, và còn coi đó là điển hình trọng điểm để tuyên truyền. Nếu như ban tuyên giáo thành ủy mà thông qua, thì sẽ trình lên ban tuyên giáo tỉnh ủy, cuối cùng sẽ trở thành trọng điểm tuyên truyền của toàn tỉnh. Kết quả một vị anh hùng lại chính là tội phạm ma túy lớn nhát, làm trò cười cho thế giới. Cậu có chứng cứ xác thực? Hạ Tưởng hạ thấp giọng xuống. Huyện ủy huyện Bào Mã đã mang tài liệu về Lại Quang Minh trình lên ban tuyên giáo thành ủy rồi, chuẩn bị xây dựng hình ảnh anh hùng. Chứng cứ của cậu rất quan trọng, nếu không đủ 10 phần chắc chắn thì chắc chắn huyện ủy huyện Bào Mã sẽ không để cậu yên đâu. Cách làm của Lưu Nhất Cửu không chỉ là muốn cho Lại Quang Minh chết không yên, mà còn muốn bôi nhọ bộ mặt huyện ủy huyện Bào Mã, chắc chắn huyện Bào Mã sẽ không đồng ý. Lỡ như có một đám quần chúng tình nguyện kiện Lưu Nhất Cửu, thì anh ta cũng khó mà chạy thoát. Nếu Lại Quang Minh là anh hùng, tôi sẽ tự chặt đầu cho mọi người đá như đá bóng, mẹ nó, là cái thá gì chứ? Một thằng khốn nạn lại được coi là anh hùng, Biện Hữu Thủy cũng là thằng khốn khiếp, cả Trương Hòa Hưng nữa. Cả cái huyện Bào Mã này trên dưới chẳng mấy tên nào tốt đẹp cả, Phạm Minh Vĩ cũng là một con dê già. Bất chợt, Lưu Nhất Cửu nổi nóng. Thị trưởng Hạ, tôi lập tức quay về thành phố, đến lúc đó sẽ đích thân tôi đưa chứng cớ cho anh xem là biết ngay chuyện gì. Còn chuyện Kỷ Phong Thanh tự sát tôi cũng dò ra được rồi, đến lúc đó sẽ báo cáo anh một thể. Có điều tôi có một điều kiện. Cấp trên luôn luôn không thích cấp dưới ra điều kiện, nhất là điều kiện đề ra không phải lúc. Nghe thì có vẻ như đang uy hiếp cấp trên vậy, Hạ Tưởng cũng coi như là hiểu con người của Lưu Nhất Cửu, nên không để bụng sự thẳng thắn của y. Cứ việc nói, nếu tôi có chứng cớ Lại Quang Minh buôn bán ma túy, Phạm Minh Vĩ làm chuyện trái khuấy, anh có thể chống lại áp lực lật tung huyện Bào Mã này lên không? Lưu Nhất Cửu lấy hết can đảm nói ra, y cũng biết mình nói chuyện không khéo, nếu đổi là người khác thì chắc chắn sẽ ăn nói mềm mỏng nhiều hơn, chứ không nói giống như y nghe như đang khích tướng lãnh đạo vậy. Hạ Tưởng cười ha hả. Nhất Cửu, Hứa Phàm Hoa đến trường Đảng Trung ương học nửa năm, công việc cậu ấy quản lý hiện đã được giao cho phó thị trưởng khác rồi. Tính cách Lưu Nhất Cửu có thẳng thắn hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, hắn lấy Hứa Phàm Hoa làm ví dụ đã biểu lộ thị trưởng Hạ sẽ tuyệt đối không có thái độ nhân nhượng. Tuy gần đây hắn không ở thành phố, nhưng việc tranh giành trong thành phố thì hắn vô cùng chú ý, biết rõ là đằng khác. Cúp điện thoại xong, Hạ Tưởng xem tài liệu về Lại Quang Minh một lúc, trong lòng thấy vô cùng buồn bực. Tài liệu về Lại Quang Minh rất xác thực, bất kể là hoàn cảnh hay sự việc cụ thể đều miêu tả chính là người thật việc thật. Lưu Nhất Cửu tự dưng đi nói Lại Quang Minh là tội phạm buôn bán ma túy, rốt cuộc chuyện là thế nào? Một là do sự việc nguyên dã, một là do sự kiện huyện Bào Mã, đều có liên quan đến ban tuyên truyền. Hạ Tưởng cười bất lực, muốn không giao lưu với Thường Hào cũng không được rồi, cũng chính tại hắn, hay lo chuyện bao đồng, mới làm Thường Hào chủ động thể hiện thiện ý, báo cáo với hắn, cũng giúp hắn biết trước được ý đồ của huyện Bào Mã, nếu không, nói không chừng đợi Trần Khiết Văn phê chỉ thị rồi mới nhúng tay vào thì sẽ tự dưng tăng thêm nhiều phiền toái. Nhưng nếu nói lại, hắn có thể vô cùng chắc chắn nhúng tay vào chuyện nguyên dã được, cũng nhờ nhiều vào Kim Nhan Chiếu. Hạ Tưởng liền gọi điện cho Kim Nhan Chiếu. Nhan Chiếu, để nguyên dã thả thêm một chút phong thanh rồi dừng tay lại được rồi, đừng giả vờ rồi thành làm thật. Cô có thể khuyên bảo hắn ta sau này tốt nhất là kiềm chế bớt một ít, nếu không thì đừng mong sống còn với cái nghề làm tin tức nữa. Hạ Tưởng muốn cho nguyên dã im miệng,
không cần kim nhan chiếu ra mặt thì hắn cũng tự có biện pháp. Cần phải biết là Ngô Tài Dương là trưởng ban tuyên giáo trung ương, tuy hắn không cần phải làm phiền Ngô Tài Dương đích thân ra mặt, nhưng chỉ cần có cách để ban tuyên giáo trung ương ra mặt châm lửa thì cho dù Nguyên Giã có mối quan hệ thế nào, thì cũng không gây nổi một gợn sóng. Nhưng do sự việc từ lúc bắt đầu là do Kim Nhan Chiếu chủ động khơi mào, nên đành nhận ân tình từ Kim Nhan Chiếu. Tuân mệnh thị trưởng hạ. Sau khi Kim Nhan Chiếu ăn cơm cùng Hạ Tưởng một lần xong, tự mình cảm thấy quan hệ giữa mình và thị trưởng hạ gần hơn một chút, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Thị trưởng hạ, anh không thể qua cầu rút ván nhé, sau khi xong việc thì bỏ rơi tôi đấy. Lời nói này có chút ám chỉ rồi, Hạ Tưởng cười ha ha. Sau này có chuyện thì cứ nói chuyện, tôi nhận ân tình từ cô. Với chức vị thị trưởng nói ra lời, nhận ân tình, thì đã là cực kỳ nể mặt rồi. Lại cười nói vài câu, Hạ Tưởng mới cúp điện thoại với Kim Nhan Chiếu, không biết vì đâu Kim Nhan Chiếu tạo cho hắn cảm giác ngày càng lõi đời và khôn khéo, chẳng lẽ là do từ lúc bắt đầu đồng ý ăn cơm với cô là một sự sai lầm. Cũng không cho phép Hạ Tưởng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, sự việc cứ liền nhau mà đến. Đầu tiên là Nghiêm Tiểu thì đến thành phố Thiên Trạch, Dương Uy chỉ là bạn hợp tác làm ăn, hắn lại không thể chỉ để Dương Kiếm ra mặt đi cùng nên đành đích thân đi cùng, còn đưa theo cả Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong. Hạ Tưởng đi ra ngoài là bắt buộc phải đưa Bành Vân Phong đi cùng, ở thành ủy có người tung tin Bành Vân Phong là thư ký thứ hai của thị trưởng, cũng có người nói quyền quan thị trưởng hạ to lớn, biến trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân sử dụng làm của riêng, còn có người nói Bành Vân Phong mới chính là tâm phúc của thị trưởng hạ. Từ Tử Kỳ còn non nớt quá. Nếu đã là tin đồn, đương nhiên là Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong đều biết hết. Bành Vân Phong còn đỡ, sớm đã quên với việc đuổi hình bắt bóng trên quan trường toàn là kiểu loan truyền lung tung khắp nơi. Còn Từ Tử Kỳ thì tức giận không thôi, liền mượn cơ hội kêu than với Bành Vân Phong. Trưởng ban thư ký à, ở thành ủy có vài người ăn không nhàn rỗi, nói anh là thư ký thứ hai gì gì đó, những kẻ nói lời này chẳng có một chút đầu óc chính trị gì cả. Toàn linh tinh. Bành Vân Phong mỉm cười, khuyên Từ Tử Kỳ. Tử Kỳ, đi theo bên cạnh thị trưởng hạ cậu phải học hỏi cách cư xử của cậu ấy. Thị trưởng hạ trẻ hơn tôi, cũng nhỏ hơn anh, chúng ta có thể đi theo một thị trưởng trẻ nhất toàn tỉnh thì đó là phúc phận rất lớn đó. Bớt cào nhau đi, làm nhiều việc thiết thực, trong mắt phải có việc để làm, trong lòng có nhân dân. Tuy rằng tính cách Từ Tử Kỳ hơi cao ngạo, nhưng lại vô cùng khâm phục Bành Vân Phong. Bởi vì Bành Vân Phong có thể trong một thời gian ngắn nhận được sự tín nhiệm của thị trưởng hạ, thật đúng là một nhân vật giỏi giang, y liền khiêm tốn nhận lời răn dạy. Cảm ơn trưởng ban thư ký đã dạy bảo, cái tật lớn nhất của tôi chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đi theo thị trưởng hạ một thời gian rồi tôi cũng cảm thấy bản thân đã tiến bộ không ít. Cũng đúng, bất kỳ là ai có là tự cho mình giỏi, tự thấy bản thân tốt đi nữa, khi đối mặt với một lãnh đạo cấp trên nhỏ hơn mình 3. Hay 5 tuổi, thậm chí là 10 tuổi thì đều sẽ tự nhận thấy bản thân chưa đủ giỏi. Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì, Dương Uy thị sát ở phía trước, Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong bị tụt lại đằng sau, thầm thì nói chuyện. Hôm nay Nghiêm Tiểu thì mặc một chiếc áo gió rộng màu đỏ, đi giày cao gót, trang điểm nhẹ. Làn gió tháng 3 nhẹ nhẹ thổi làm bay tóc cô, đung đưa như tiên nữ dáng trần làm Bành Vân Phong thầm líu lưỡi. Mới hiểu ra vì sao sau khi thị trưởng hạ đến thành phố Thiên Trạch có biểu hiện rất bình thường, không giống với thị trưởng các nhiệm kỳ trước vừa thấy Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đã liền dính lấy không rời, thì ra là thị trưởng hạ quen với một người đẹp như tiên. Trong mắt Bành Vân Phong, khi so với Nghiêm Tiểu thì đúng là Kim Nhan Chiếu và Lân Mẫn Mẫn kém sắc hơn, hoặc là do thẩm mỹ của cá nhân y càng thích vẻ đẹp uyển chuyển của con gái Giang Nam. Trong mắt y, khí chất và sự dịu dàng của người con gái Giang Nam Nghiêm Tiểu thì chính là vẻ đẹp như tiên. Từ Tử Kỳ cười ha hả. Tổng giám đốc Nghiêm đúng là xinh đẹp, có điều trong mắt tôi cô ấy không đẹp bằng Vương Lệ Hà. Vương Lệ Hà là ai? Bành Vân Phong cũng hay cười đùa với Từ Tử Kỳ những lúc riêng tư. Chẳng lẽ là mối tình đầu của anh? Trưởng ban thư ký ghê gớm thế, vừa đoán đã trúng. Vẻ mặt Từ Tử Kỳ như đang ngẫm lại chuyện xưa. Trong lòng tôi Lệ Hà là người hoàn mỹ nhất, trên người cô ấy không chỗ nào là không hoàn hảo. Đáng tiếc là cô ấy lấy người khác rồi. Chương 953, gió thổi, lửa bùng, thất bại. Bành Vân Phong cười lớn. Đàn ông đều có một cái tính, không có được mới là tốt nhất, sau khi đạt được rồi thì có là Châu Ngọc cũng sẽ trở thành hạt gạo thôi.
Chưa chắc, chưa chắc. Từ Tử Kỳ lắc đầu nói. Lệ Hà vĩnh viễn là nữ thần trong lòng tôi. Nữ thần là dùng để hoài niệm và chiêm ngưỡng, không phải là dùng để hưởng dùng đâu. Bành Vân Phong cười đều vỗ vỗ vai Từ Tử Kỳ. Còn đàn ông luôn luôn là kẻ chủ nghĩa thực dụng, với phụ nữ thì chỉ cần mình thích là muốn chiếm hữu. Nếu một thằng đàn ông coi một người phụ nữ là nữ thần, thì cô ta quả là đau khổ. Đàn ông đều không thích người phụ nữ quá thuần khiết, mong muốn mà không đạt được là liền quay lưng đi ngay. Từ Tử Kỳ lắc đầu tự cười giễu. Trương ban thư ký, có thể giúp tôi một việc không, chuyển Lệ Hà đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Bành Vân Phong còn chưa trả lời, thì điện thoại vang lên. Sau khi y nghe điện xong, chỉ nghe được vài câu thì mặt biến sắc. Được, được, tôi lập tức thông báo đến thị trưởng Hạ. Sau đó chỉ kịp gật đầu với Từ Tử Kỳ, y liền nhanh chân đuổi kịp Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, trưởng ban thường gọi điện đến, nói là Nguyên Dã đến Thiên Trạch rồi, đòi gặp mặt anh bằng được. Hạ Tưởng hơi hơi nhíu mày, Bành Vân Phong lập tức phát giác ra thị trưởng Hạ không vừa lòng, y vội nói. Tôi trả lời trưởng ban thường. Không cần, nói với trưởng ban thường, một lúc nữa tôi về. Trong lòng Hạ Tưởng hơi khó chịu, sự việc vốn phải được Kim Nhan Chiếu xử lý âm thầm thỏa đáng rồi, sao lại để Nguyên Dã rất quang minh chính đại đến Thiên Trạch, rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì? Đến cả Hạ Tưởng cũng không ngờ rằng, việc Nguyên Dã đến Thiên Trạch lại là vì để thiêu một trận lửa thành phố này. Hạ Tưởng chưa vội trở về, đạo làm quan là cần phải biết giữ kiêu ngạo, mấu chốt là hắn và Nghiêm Tiểu Thì. Dương Uy vẫn chưa xong công việc khảo sát. Nghiêm Tiểu Thì gầy đi nhiều, cho dù có trang điểm nhẹ nhưng do Hạ Tưởng ở gần quá nên vẫn nhìn ra sự mệt mỏi và tiều tụy trong ánh mắt cô. Cũng phải, một mình cô phấn đấu ở tỉnh Yến, trong lòng chứa nhiều tâm sự mà lại không có bạn tâm giao, có khổ có mệt hơn cũng chỉ một mình cô chịu đựng, hơn nữa bên cạnh cô không có lấy một người đàn ông để dựa vào, thật đúng là mệt mỏi. Đồng thời cũng nhận ra là Dương Uy mê mệt Nghiêm Tiểu Thì không rời. Nụ cười trên mặt luôn tươi rói, chạy trước chạy sau vô cùng ân cần. Còn Nghiêm Tiểu Thì lại thản nhiên, không cười lại với Dương Uy, chỉ khi nào nhìn vào mặt Hạ Tưởng thì mới hơi hơi cười, nhưng cũng rất là gượng gạo. Trong lòng Hạ Tưởng thở dài, Nghiêm Tiểu Thì là người khổ nhất trong số các cô gái thích hắn. Cô thay đổi thái độ đối với hắn hoàn toàn là vì Cổ Ngọc, nhưng hiện tại Cổ Ngọc đã ra nước ngoài rồi, dường như ngọn núi ngăn cách giữa hai người không còn nữa, nhưng trên thực tế thì hắn cũng hiểu rõ. Giữa cô và hắn vẫn là có trăm sông ngàn núi ngăn cách. Hạ Tưởng đứng một mình trên đồi cao, phóng tầm mắt ra xa nơi thảo nguyên mênh mông vô bờ bến. Thảo nguyên tháng 3 vẫn là một vùng khô vàng, tuyết còn chưa tan hết, khí lạnh kinh người. Gió ở thảo nguyên lớn, thổi vạt áo bên dưới chiếc áo gió Nghiêm Tiểu Thì đang mặc bay phần phật, tự nhiên làm tăng thêm vẻ xuất trần của cô. Có lúc ngẫm lại, lấy chồng cũng tốt. Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên nói ra một câu. Thảo nguyên quả là mênh mông, làm cho lồng ngực của con người trống trải ra nhiều. Đầu tư 50 triệu tệ xây dựng một khu vườn thiên đàng để thực hiện giấc mơ và tình yêu của em. Câu nói cuối cùng đầy chất thơ làm rung động tâm can, khiến cho lòng Hạ Tưởng khẽ xáo trộn nên không khỏi thở dài, nói. Tiểu Thì, đừng làm cho mình mệt quá, cứ nhìn thoáng mọi chuyện là được rồi. Hoan nghênh em đến Thiên Trạch đầu tư, những chuyện trước kia thì không nên để trong lòng nữa. Dương Uy ở một bên nhìn Nghiêm Tiểu Thì, rồi lại nhìn Hạ Tưởng đã hiểu ra gì đó. Ánh mắt y xẹt qua sự thất vọng lớn. Thị trưởng Hạ, Tổng Giám Đốc Nghiêm, tôi qua bên kia hút thuốc một lát. Y cười rồi tự mình qua một bên, tự đau buồn. Dương Uy nhiều năm ăn chơi với nhiều phụ nữ, tự cho rằng sẽ không bị vướng víu bởi đàn bà, không ngờ vừa gặp Nghiêm Tiểu Thì thì bị trúng tiếng sét ái tình. Hơn nữa còn yêu vô cùng đến nỗi có ý niệm cưới cô làm vợ và sẽ chỉ có một mình cô mà thôi. Không ngờ trái tim Nghiêm Tiểu Thì đã có chủ, người đó lại là thị trưởng Hạ mà y tôn trọng nhất, nên làm cho y cảm thấy rất khó chịu. Không còn cách nào khác, ai bảo thị trưởng Hạ ưu tú quá, và cũng không trách được Nghiêm Tiểu Thì, dù sao cô quen với thị trưởng Hạ trước. Đành vậy, đa tình từ xưa luôn mang lại nhiều nuối tiếc. Vẫn là Bành Vân Phong biết điều. Trên đường chạy đến đưa ra một chiếc áo gió. Thị trưởng Hạ, gió lớn cẩn thận bị lạnh. Danh hiệu thư ký thứ hai quả không gọi nhầm, y còn tinh ý hơn Từ Tử Kỳ. Vẻ mặt Từ Tử Kỳ xấu hổ, nhỏ giọng nói với Bành Vân Phong. Trưởng ban thư ký, tôi phải học anh nhiều. Vừa rồi tôi cũng nghĩ đến việc đó, nhưng hành động lại chậm một bước, vẫn là chưa làm được nghĩ được.
Bành Vân Phong vỗ vỗ vai Từ Tử Kỳ. Cũng là do thị trưởng Hạ dùng người khoan dung, Tử Kỳ, cậu may mắn đấy. Một câu nói đầy thâm ý, Từ Tử Kỳ không khỏi xấu hổ. Hạ Tưởng nhận lấy áo gió, khoác lên cho Nghiêm Tiểu Thì, cô gật đầu nhận ý tốt, rồi nói. Đi nữa chứ. Hạ Tưởng hiểu tâm ý của cô, hai người liền đi sâu về phía Thảo Nguyên. Từ Tử Kỳ coi như là thông minh ra, y vội nói với tài xế lái xe đi theo, phải giữ một khoảng cách nhất định để khi nào lãnh đạo mệt thì có thể dùng xe bất cứ lúc nào. Còn y và Bành Vân Phong, Dương Uy đi theo sau. Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì vừa đi vừa nói chuyện, kể về mối làm ăn gần đây của Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Duệ Hằng, Phạm Tranh. Việc kinh doanh cũng khá, Nghiêm Tiểu Thì cũng là cô gái tỷ phú có số tài sản vượt qua con số 100 triệu tệ. Nhưng sự giàu có tăng thêm không mang lại cho cô nhiều niềm vui, so với lúc Hạ Tưởng vừa mới quen biết cô, lúc này cô càng nhiều tâm sự và nhíu mày nhiều hơn. Cũng may nói chuyện được một lúc, có thể do Nghiêm Tiểu Thì cảm thấy giữa mình và Hạ Tưởng đã khôi phục lại cảm giác trước, nên cười hỏi. Cổ Ngọc ra nước ngoài rồi, có phải là do cô ấy thất vọng về anh không? Cô ấy muốn theo đuổi cuộc sống tự do tự tại, anh sớm đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy muốn đi anh sẽ không bao giờ ngăn cản, anh sẽ trả tự do mà cô ấy muốn bay. Hạ Tưởng cười. Cổ Ngọc quá trong sáng, trái tim cô ấy không giấu nổi sự đau lòng. Không giống em, nhiều lúc em tự làm mình mệt mỏi. Em tình nguyện, cần anh lo. Nghiêm Tiểu Thì đột nhiên nói hờn dỗi một câu. Phụ nữ không ai giống nhau, đàn ông lại muốn có cảm giác mới mẻ, nếu phụ nữ cả thế giới đều giống nhau thì đàn ông sẽ còn có mới nới cũ không? Hạ Tưởng liền duỗi tay ra, cười bất lực. Nghiêm Tiểu Thì nói tiếp. Em chính là không vượt qua được cái ngưỡng tình cảm, một mình mệt mỏi, đau khổ nhiều năm, không dễ gì thích một người. Người đó một bên giả vờ đối xử tốt với mình, còn ở chung dưới một mái nhà giả vờ e thẹn. Một bên thì lên giường với người đàn bà khác. Nếu đổi là anh thì anh có thất vọng về cuộc sống không? Hơn nữa, cảm giác giống như trong lòng có cái gì đó bị vỡ vụn vậy. Hạ Tưởng không đối lại được, cái đêm hắn và Nghiêm Tiểu Thì ở trong khách sạn Bắc Kinh thật đúng là một đêm không gợn sóng gió. Chuyện xảy ra giữa hắn và Cổ Ngọc vừa là ngoài ý muốn vừa là sự trùng hợp của số mệnh. Giữa người và người là như vậy, cái gì cần đến thì sẽ đến. Không nên đến thì cũng có thể vĩnh viễn không đến. Hiểu Mộc giờ ra sao rồi? Đã rất lâu rồi Hạ Tưởng không có tin của Mai Hiểu Mộc. Anh ấy về Bắc Kinh rồi. Nghiêm Tiểu Thì nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, em không có cảm giác với anh ấy. Đừng nhắc đến nữa, bởi vì không thành đôi với Mai Hiểu Mộc, Bí Thư Phạm còn phát hỏa với em, nói em yêu cầu cao, kén chọn, không thực tế. Gọi Bí Thư Phạm mà không gọi là chú Dượng, có thể thấy trong lòng Nghiêm Tiểu Thì, Phạm Duệ Hằng là nhân vật có vị trí thế nào rồi. Phạm Duệ Hằng không những thực tế, mà còn quá thực tế. Trước kia ông ta đối xử không lạnh nhạt không thân gần với Nghiêm Tiểu Thì, nhưng thấy có cơ hội thì liền thừa cơ nên muốn Nghiêm Tiểu Thì kết hôn với Mai Hiểu Mộc, mượn cơ hội liên kết hôn nhân với nhà họ Mai. Đường đường là Bí Thư Phạm mà cũng có lúc không nhìn rõ ra tình thế, cho dù Nghiêm Tiểu Thì được gả vào nhà họ Mai. Cũng chưa chắc nhà họ Mai sẽ tiếp nạp ông ta. Thế lực họ tộc coi thường những chuyện hôn nhân liên kết, sẽ không vì hôn nhân mà thay đổi lập trường chính trị. Hơn nữa y vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với Nghiêm Tiểu Thì cũng không thân thiết lại với y. Gả vào nhà họ Mai có thể mang lại lợi ích hay bất lợi cho ông ta còn chưa biết được. Từ chuyện này mà Hạ Tưởng cũng coi thường Phạm Duệ Hằng hơn. Gần đây Nghiêm Tiểu Thì rất ít khi lui tới với Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng cũng không biết được bao nhiêu động hướng của Phạm Duệ Hằng từ cô. Cũng may sau khi Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy rồi vẫn luôn ôn hòa, cũng liên quan đến việc lần trước Hạ Tưởng lợi dụng Lưu Tuấn thăm dò y, làm cho y biết được ở tỉnh Yến nói một không làm hai rất khó. Hơn nữa tỉnh Yến gần Bắc Kinh quá, chỉ còn cách làm việc thiết thực, khiêm tốn mới khiến trên Trung ương yên tâm. Về phần Phạm Tranh vẫn đang đi theo đường học giả, cũng coi như là tiến bộ hơn trước. Trở nên càng lõi đời càng khéo đưa đẩy hơn, nhưng vẫn chưa kết hôn. Có điều nghe nói muốn đính hôn với con gái của một vị trung tướng, làm Hạ Tưởng phải cảm than, Phạm Duệ Hằng vẫn chọn con đường liên kết hôn nhân. Đối với Phạm Duệ Hằng và Phạm Tranh, hắn không muốn đánh giá thêm, nhưng trước cục thế của tỉnh Yến hắn vẫn là có chút lo lắng. Bởi vì không có dậy sóng gió cũng được, có người cố ý phát tán tin tức cũng được, có tin liên quan đến Tống Chiêu Độ bị điều chuyển càng nghe càng thấy vô lý.
thậm chí có người nói chủ tịch tỉnh Tống sẽ bị điều đến Bắc Kinh, bị giáng chức. Còn có người tung tin là chủ tịch tỉnh Tống sẽ bị điều đến một tỉnh xa xôi phía Tây Bắc, khả năng lớn nhất là tiếp nhận chức vụ của Ngô Tài Giang, còn Ngô Tài Giang có hy vọng đến một tỉnh nào đó ở phía Nam đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Nếu nói những tin đồn trên chỉ làm Hạ Tưởng lo lắng chứ không vô cùng lo nghĩ, thì tin Tào Vĩnh Quốc có thể sẽ bị điều chuyển đã làm cho hắn không khỏi bận tâm rồi. Bởi vì giống như thứ mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, một tin đồn nhỏ nói rằng Tào Vĩnh Quốc có thể sẽ đến tỉnh Tề lên làm chính, đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Có thể bước nhập vào hàng cán bộ tỉnh cấp cao đương nhiên là chuyện tốt lành rồi, nhưng bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề là Khâu Nhân Lễ. Trước kia Khâu Nhân Lễ có nói qua, mong rằng có thể cùng một bộ máy làm việc với Tào Vĩnh Quốc. Nếu như tin đồn là thật, vậy thì có thể gần như chắc chắn được rằng, người âm thầm kéo Tào Vĩnh Quốc lên chính là nhà họ Khâu. Ân tình quá lớn rồi, không dễ đền đáp lại. Hạ Tưởng thà hy vọng bố vợ mình muộn hơn một năm mới bước nhập vào hàng cán bộ tỉnh cấp cao còn hơn nhận ân tình của nhà họ Khâu. Thâm ý của nhà họ Khâu rất sâu xa, bằng với việc trói buộc hắn vào cuộc đấu giữa các thế lực họ tộc. Nhưng hắn không có cách nào phản kháng lại, hơn nữa lúc hắn và bố vợ nói chuyện điện thoại, bố vợ lại không phản đối đến tỉnh Tề nhậm chức. Cũng phải, hắn hoàn toàn có thể lý giải niềm vui từ cấp phó nhảy lên chức chủ tịch tỉnh. Có bao nhiêu cán bộ cấp phó cả một đời cũng không thể lên làm chính. Hạ Tưởng lại không tiện khuyên bố vợ gì cả, cho dù là thân như ông Tế thì cũng không có kiểu khuyên người khác không nên thăng quan tiến chức, không phải người trong cuộc thì khó mà cảm nhận được hết tâm trạng bức thiết muốn lên chức thế nào. Có điều may ở chỗ, bây giờ bất kể là Tống Chiêu Độ bị điều chuyển hay là bố vợ bị điều chuyển thì đều chỉ là chuyện tạm thời sấm đánh nhưng không mưa, không có tin tức xác thực truyền ra. Nhưng chuyện trong chính trị luôn luôn thay đổi bất ngờ, thật giả làm người ta khó mà phân biệt. Nói không chừng một lúc nào đó tin đồn tan theo mây khói, không có ai nhắc lại nữa. Cũng nói không chừng một lúc nào đó có một lệnh điều chuyển đưa xuống thật, thì tin đồn lại trở thành sự thật rồi. Ngày trước, việc điều chuyển cán bộ cấp tỉnh là chuyện đại sự, có lẽ do thời gian gần đây chính trị ngày càng trong suốt hơn, nên hầu như mỗi năm đều xảy ra, đừng nói là hắn, chính người dân bình thường cũng thấy quen rồi. Đương nhiên hắn cũng nhìn quen rồi, nếu như chuyện không liên can đến lợi ích của hắn, ai thích điều động thì chuyển, nhưng hiện giờ hai người đó đều có quan hệ mật thiết với hắn, hắn không quan tâm chú ý không được. Thế cục tỉnh Yến cũng được coi là ổn định, vững vàng, trước mắt là đang ở thời kỳ cân bằng. Tống Chiêu Độ không đi thì còn tốt, có thể duy trì cục diện hòa bình, nếu như ông ta bị chuyển đi, không những tiền đồ chính trị của bản thân ông ấy sẽ chịu ảnh hưởng phụ. Mà cục thế tỉnh Yến sẽ lại phải đón chào một đợt dung chuyển nữa. Kinh nghiệm lý lịch của Cao Tấn Chu không đủ, có thể Trung ương sẽ điều một chủ tịch tỉnh khác tới, lại gây ra một phen đấu đá chính trị và chọn lựa lại hàng ngũ. Đây không phải là kết cục mà Hạ Tưởng muốn thấy, nhưng hắn lại người nhỏ thế nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục được mà chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Vấn đề là, chẳng lẽ Thủ tướng sẽ chịu để người khác tự do giật dây Tống Chiêu Độ? Nếu cứ bỏ mặc không để ý đến thì làm người ta đau lòng quá rồi. Thôi không suy nghĩ nữa, Hạ Tưởng thấy Nghiêm Tiểu thì đang mở to đôi mắt như khôi phục lại sức sống, không chấp nháy nhìn hắn chằm chằm, làm hắn không khỏi phải bật cười. Nhìn gì chứ, trên mặt anh đâu có thảo nguyên xanh. Dáng vẻ anh trầm tư suy nghĩ là mê người nhất và làm người ta hướng tới nhất, rất có phong vị đàn ông. Nghiêm Tiểu thì mỉm cười, nói một câu nửa đùa nửa thật. Hạ Tưởng không kìm nổi bật cười. Đang cùng Nghiêm Tiểu thì cười đùa thì tiếng Từ Tử Kỳ từ xa vọng tới. Thị trưởng Hạ, phóng viên Kim muốn gặp anh. Kim Nhan Chiếu đến rồi. Hạ Tưởng quay người nhìn, thấy Kim Nhan Chiếu ăn mặc trau chuốt, đang đứng ở nơi xa hiên ngang oai hùng, trông giống như nữ anh hùng trên thảo nguyên vậy, suýt chút nữa làm hắn bật cười thành tiếng, cô ta lại diễn trò gì đây? Được Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong cho phép. Kim Nhan Chiếu chạy bước ngắn đến trước mặt Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì. Đầu tiên là cô nhìn đánh giá một lượt Nghiêm Tiểu Thì, rồi mới nói với Hạ Tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thị trưởng Hạ, có một chuyện tôi muốn báo cáo với anh. Nghiêm Tiểu Thì có quen biết với Kim Nhan Chiếu, những người nào có lòng quan tâm chú ý đến nhất cử nhất động của Hạ Tưởng thì đều biết Kim Nhan Chiếu gần như là phóng viên riêng cho thị trưởng Hạ, đương nhiên là có cả Lan Mẫn Mẫn. Cô không cho rằng giữa Kim Nhan Chiếu và Hạ Tưởng có gì cả, bởi cô hiểu con người Hạ Tưởng, do đó cô hơi buồn cười trước ánh mắt xăm soi của Kim Nhan Chiếu. Nghiêm Tiểu thì cũng đoán ra dụng ý mà Hạ Tưởng trọng dụng Kim Nhan Chiếu.
Trên quan trường khác tự có quy tắc ngầm, nhất là lúc lên bản tin thời sự. Có một quy tắc là ưu tiên ông lớn, chính là trong số các lãnh đạo đang ở hiện trường quay, ai cấp bậc lớn nhất thì người đó là nhân vật chính trong sự kiện tin tức thời sự. Ví dụ như Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn cùng lúc đến dự một hội nghị, vậy thì nhân vật số một chỉ có thể là một mình Trần Khiết Văn, cả khung hình tin tức thời sự đều lấy hình tượng và lời phát biểu của cô làm chủ đạo, dù Hạ Tưởng có lộ mặt ra thì cũng được có vài giây, nếu có phát biểu gì cũng chỉ là chiếu lược qua thôi. Nhưng với quyền hạn vốn có của thị trường, nếu có phóng viên riêng cho mình thì khi đi ra ngoài phát biểu, người đó chính là lãnh đạo to nhất, nếu lên bản tin thời sự thì y chính là nhân vật chính duy nhất. Với suy nghĩ của Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng cũng chỉ là mượn thủ đoạn trọng dụng Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn để làm nổi hình tượng làm việc thật sự của hắn ở thành phố Thiên Trạch. Tuy nhiên Nghiêm Tiểu thì không thể biết hết dụng ý sâu xa hơn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quay qua gật đầu với Nghiêm Tiểu thì, rồi cùng Kim Nhan Chiếu sang một bên. Hắn biết lý do Kim Nhan Chiếu vội vã đến tìm mình, nhưng hắn không nói ra. Nhan Chiếu, có chuyện gì? Ban đầu Nguyên Giã đã đồng ý hết rồi, ai biết được người này ngang ngạnh đến vậy. Đòi đến thành phố Thiên Trạch, nói cái gì là muốn gặp anh một lần, em ngăn không được. Xin lỗi thị trưởng Hạ, là em làm việc chưa tốt, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Thái độ cũng khá nghiêm chỉnh, lại ra vẻ mặt tủi thân, bày ra điệu bộ đáng thương. Đổi là người khác, nếu trước mặt lãnh đạo ăn to nói lớn rồi lại làm hỏng việc thì chắc chắn sẽ rất mất điểm trong mắt lãnh đạo, thậm chí có khả năng từ đó mà bị liệt tên mình vào danh sách đen. Sốt cuộc là Nguyên Giã nói lời mà không giữ lời, hay là từ đầu y thương lượng trước với Kim Nhan Chiếu diễn một màn kịch hay, Hạ Tưởng sẽ không ra kết luận ngay như vậy. Hắn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tự mình phán đoán, bất kể là trường hợp nào, cũng đừng mong dễ dàng gì nổi sóng nổi gió ở thành phố Thiên Trạch này. Gặp tôi được thôi, một lát nữa tôi sẽ về gặp anh ta. Có điều tôi phải nói trước, nếu như anh ta nhàn rỗi muốn đến Thiên Trạch diễu võ Dương Oai thì đừng có trách tôi trở mặt. Tôi sẽ làm cho anh ta không nói nổi một lời khi còn ở trong nước. Hạ Tưởng ra vẻ mặt nghiêm lạnh, nói giọng đe dọa. Kim Nhan Chiếu bị Hạ Tưởng dọa cho cũng thay đổi sắc mặt. Không có, không có, thật ra anh ta đến là muốn mật báo với anh đấy. Sau này có nhà nghiên cứu lý lịch Hạ Tưởng đã đem sự kiện Nguyên Giã suy ra là ngọn đuốc thứ ba kể từ khi Hạ Tưởng đến nhậm chức tại thành phố Thiên Trạch. Kim Nhan Chiếu vẫn còn non một chút. Bị Hạ Tưởng dọa cho một tí đã lập tức nói lộ ra khỏi miệng, cũng giúp Hạ Tưởng đoán ra được một điểm rằng trong sự việc Nguyên Giã cũng có sự tham gia của Kim Nhan Chiếu. Bất kể là cô ta xuất phát từ mục đích gì thì cô ta cũng đã âm thầm giúp đỡ cho Nguyên Giã. Hạ Tưởng cũng không nói trắng ra, hắn cười. Mật báo gì chứ, được rồi, cô về trước đi, tôi đi cùng với khách xong sẽ gặp anh ta nói chuyện. Kim Nhan Chiếu không quen thích ứng lắm với thái độ thay đổi chóng mặt của thị trưởng Hạ, cô đưa tay lên ngực. Vừa rồi nhìn anh giận dữ quá, suýt nữa làm em sợ muốn chết. Lúc này Nghiêm Tiểu thì đi đến gần chỗ hai người, Hạ Tưởng nhường bước cô liền vừa đúng bước đến đứng trước mặt Kim Nhan Chiếu, Hạ Tưởng liền giới thiệu hai người với nhau, coi như là hóa giải phút ngượng ngùng vừa rồi. Dường như Kim Nhan Chiếu không muốn quen với Nghiêm Tiểu thì, chỉ bắt tay đơn giản rồi chào tạm biệt đi mất. Cô lái một chiếc bọ dừa vàng, cũng không biết là bình thường như thế hay do cô cố ý mà đạp chân ga nổ vang, lái xe nhanh như gió cuốn đi mất. Hạ Tưởng cười thầm. Vừa đúng lúc việc thị sát kết thúc, hắn liền tạm biệt Nghiêm Tiểu thì cùng đoàn người quay về thành ủy. Vừa về đến thành ủy, thì thấy ở trong sân có nhiều cảnh sát hơn. Hạ Tưởng liền quay đầu nói với Bành Vân Phong. Bảo lão Bùi giải tán cảnh sát đi, một tên phóng viên không cần phải khua chống chiêm thế. Chương 954, đẩy tay, thất bại. Tới văn phòng, còn chưa kịp ngồi yên chỗ thì Thường Hào liền vội gõ cửa đi vào. Thị trưởng Hạ về rồi đây. Là trưởng ban tuyên giáo nhìn thấy thị trưởng như nhìn thấy bí thư vậy, có điều y không còn thời gian để tâm nhiều vậy. Thái độ của Nguyên Giã rất là ngạo mạn, y đang ngồi ở văn phòng làm việc của ban tuyên giáo. Chuyện cũng lạ lắm, trong tay y đúng là có tài liệu tỉ mỉ xác thực. Nếu mà tung lên mạng thật thì phiền phức lớn lắm. Kiến nghị lâm thời và sự kiện tai nạn giao thông 227 đã báo cáo lên tỉnh ủy rồi, bởi vì tuân theo quy định trình báo tin tức bằng máy nên không báo cáo lên không được. Nhưng báo cáo là báo cáo, học vấn bên trong rất lớn, vừa phải làm sao cho hậu sự không bị cấp trên truy cứu trách nhiệm che giấu không báo cáo,
vừa phải không bị cấp trên phát hiện lỗ hổng giấu bên trong tin báo cáo lên thì cần phải có kỹ xảo mới được. Nếu sự việc kinh động đến bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tống thì chắc chắn sẽ là một chuyện phiền phức. Thường Hào kể lại tỉ mỉ chỉ thị tinh thần của bí thư Trần, trấn an là chính, cố gắng hóa giải mâu thuẫn, sẽ để thị trưởng Hạ phụ trách toàn mặt. Hạ tưởng có thể lý giải cách làm của Trần Khiết Văn, thành phố Thiên Trạch rất ít khi phải phơi mặt trên bản tin, không khác gì một góc bị lãng quên, cô không có kinh nghiệm ứng phó với giới truyền thông. Đồng thời, Hạ tưởng cũng thầm đoán ra Nguyên Giã có thể nắm rõ tình hình thành phố Thiên Trạch là do có nội gián ở ban tuyên giáo thành ủy, nhưng hắn không nói trắng ra, có một số chuyện nên nắm trong tay mình mới bền chắc nhất. Bảo Nguyên Giã đến văn phòng của tôi. Hạ tưởng sai một câu, rồi lại căn dặn. Tôi bàn chuyện với riêng hắn ta. Thường Hào hiểu ý muốn mình tránh mặt, vừa đúng với ý của y nên vội đi ra ngoài. Một trưởng ban tuyên giáo thành ủy ở trước mặt thị trưởng như đang đối mặt với bí thư vậy, cũng là chuyện kỳ lạ nhưng nhìn quen ở thành phố Thiên Trạch. Không lâu sau Nguyên Giã liền khoan thai đến gõ cửa bước vào. Hạ tưởng liếc nhìn đánh giá Nguyên Giã một lượt, y khoảng 35 tuổi, cao gầy, mũi thẳng, vẻ mặt ngạo nghễ, vừa nhìn qua là kiểu người tính cách ngang bướng không nghe lời. Quả nhiên, sau khi bước vào y chỉ hơi hơi gật đầu, nói một câu nhàn nhạt. Xin chào thị trưởng Hạ. Hạ tưởng cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu. Mời nhà báo Nguyên ngồi. Sau đó hắn không khách khí nói luôn. Anh muốn gặp tôi, có chuyện gì muốn bàn thì cứ nói. Nguyên Giã thấy thị trưởng Hạ còn trẻ hơn so với tưởng tượng của mình, hơn nữa còn không ra vẻ giọng quan cao, có chuyện nói thẳng ra nên y đã bớt thái độ một chút. Thị trưởng Hạ, tôi và trưởng ban thường có chút mâu thuẫn, chuyện thế nào chắc anh cũng đã nghe qua rồi. Trưởng ban thường đề ra ý kiến giải quyết mâu thuẫn, tôi thấy ông ấy không đủ thành ý. Kim Nhan Chiếu nói anh muốn hòa giải ở giữa nên tôi muốn nêu điều kiện của mình. Vẻ mặt Hạ tưởng cười cười, gật đầu. Tôi có nghe qua câu chuyện rồi, nhưng cụ thể diễn ra như thế nào thì chưa biết hết. Ý tứ là muốn Nguyên Giã kể lại từ đầu. Nguyên Giã hơi mất hứng, thị trưởng Hạ rõ ràng không thân thiện lắm, rốt cuộc là có thành tâm hay không. Đang định mở miệng uy hiếp tiếp vài câu, thì thị trưởng Hạ nói tiếp. Tôi cũng không phải là hòa giải ở giữa, chỉ là muốn nghe ý kiến của cả hai bên. Nhan Chiếu là người bạn khá được, tôi cũng là do cô ấy nhờ giúp đỡ nên mới đồng ý ra mặt thôi. Tôi là thị trưởng, bất kể tuyên truyền miệng. Nguyên Giã bị Hạ tưởng vòng vo chóng mặt, rốt cuộc thị trưởng Hạ có ý gì, là đứng trên lập trường của ai để nói chuyện. Lại còn nhắc đến Kim Nhan Chiếu nữa, lại bày ra thái độ đứng ngoài cuộc rõ ràng là không coi chuyện này ra gì, y có chút tức tối. Nếu như không phải Kim Nhan Chiếu yêu cầu thì tôi cũng sớm tung chuyện này lên mạng và báo chí rồi. Cũng tại cô ta nói anh rất được, nên tôi mới muốn ngồi đàm phán với anh. Đối thoại luôn là chuyện tốt, luôn đối kháng là không tốt. Hạ tưởng nhẹ nhàng khoát tay. Tôi mặc kệ truyền miệng, nhưng ngày trước cũng giao lưu không ít với giới truyền thông. Năm đó tôi cũng từng tổ chức bộ máy viết lách luận chiến trên báo với các chuyên gia học giả, ồn ào huyên náo cả Bắc Kinh lẫn tỉnh Yến, cuối cùng thắng lợi may mắn. Có điều bây giờ tôi nghĩ lúc đó là do mình còn trẻ, năng nổ, có những chuyện không cần phải phơi bày ra chỗ sáng mới giải quyết được. Mặt Nguyên Giã biến sắc. Thị trưởng Hạ, ý của anh là không muốn giải quyết vấn đề rồi. Hạ tưởng lại cười. Xảy ra chuyện chắc chắn là muốn giải quyết, nói điều kiện của anh đi. Sâu không lường trước được, biến hóa đa dạng, nắm chặt quyền chủ động là ấn tượng đầu tiên về Hạ tưởng của Nguyên Giã. Nguyên Giã nghĩ ngợi, vẫn là kể ra điều kiện của y. Một là trưởng ban tuyên giáo thành ủy ra mặt trả lại sự trong sạch cho y trong việc lần trước tố cáo tài liệu y đăng trên báo là bịa đặt. Hai là Thường Hào xin lỗi y, dù sao cũng do Thường Hào đặt kế hãm hại y. Bình tĩnh xét, với hai điều kiện trên Hạ tưởng hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì không tổn hại đến hình tượng của thành phố Thiên Trạch, chỉ có mình Thường Hào bị mất mặt. Nhưng Thường Hào chắc chắn sẽ không đồng ý, anh ta sẽ không tự tát mình. Thật ra Hạ tưởng không quan tâm đến điều kiện của Nguyên Giã, mà quan tâm tin mật báo của y mà Kim Nhan Chiếu nhắc đến. Chưa chắc là có tin mật báo nào thật. Nhưng chắc chắn có bí ẩn khác, nhưng đến tận lúc này Nguyên Giã vẫn khá là lên mặt, làm cho Hạ tưởng không vui trong lòng, không muốn nói thêm gì với y. Được, hai điều kiện kia không quá đáng lắm, tôi sẽ hội ý với bí thư Trần thương lượng rồi trả lời anh. Hạ tưởng vừa nói vừa nhấc điện thoại. Tôi có hẹn trước sẽ gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo Trung ương Ngô.
ngụ ý chính là muốn tiễn khách. Mặt Nguyên Giã lại biến sắc, ánh mắt nháy nháy, rồi đứng dậy. Tôi chờ tin của anh. Nguyên Giã đi ra khỏi văn phòng của Hạ Tưởng, đi đến một góc gọi điện cho Kim Nhan Chiếu. Cũng không biết nói những gì, dù sao sắc mặt y ngày càng kém, cuối cùng tức tối quẳng điện thoại. Nhưng quẳng điện thoại xong y lại bình tĩnh một lúc lâu, vẫn là quay lại văn phòng của Hạ Tưởng, gõ cửa vô cùng cung kính. Thị trưởng Hạ, tôi nghĩ cả rồi, nếu như anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ rút lại toàn bộ các điều kiện. Thái độ của Nguyên Giã thay đổi 180 độ. Tạm thời bên cạnh tôi không thiếu người, nếu anh muốn đến cũng không tiện sắp xếp. Hạ Tưởng cũng đã biết tin mật Kim Nhan Chiếu nhắc đến, thật ra là Nguyên Giã cũng không biết vì sao y lại muốn đến làm bên cạnh hắn, muốn được hắn tiếp nạp. Nguyên Giã cắn răng. Tôi có biết một chút nội tình về cái chết của Kỷ Phong Thanh, và tài liệu tuyên truyền đăng báo của huyện ủy huyện Bảo Mã. Lại Quang Minh và Phạm Minh Vĩ chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả, trong tay tôi có tài liệu đen của bọn họ. Đến đầu quân, Hạ Tưởng trầm ngâm chốc lát, hắn không muốn dùng Nguyên Giã bởi vì người này quá tham lam, thích thế lực, nhưng nghĩ sâu hơn, muốn xây dựng một bộ máy tổ chức thì không chỉ cần có thư ký liêm chính như Từ Tử Kỳ, cần có trợ thủ khéo léo mọi mặt như Bành Vân Phong, mà cũng cần phải có một thuộc hạ có chút thủ đoạn đầu cơ như Nguyên Giã mới được, dù sao sau này có thể sẽ phải đối mặt với đối thủ rất lớn, rất mạnh. Hạ Tưởng không kinh ngạc Nguyên Giã nắm trong tay tài liệu đen về người khác, hắn gật đầu nói. Nói mà không có bằng chứng. Nguyên Giã lập tức hiểu ra. Tôi lập tức về Bắc Kinh ngay, sẽ tổng hợp ra một bản rồi đích thân gửi anh. Trong lòng y mừng thầm, biết là thị trưởng Hạ đã hơi rộng lòng ra với mình. Trước lúc y đi, Hạ Tưởng bỗng như tự mình lẩm bẩm nói ra một câu. Ông Thường đúng là có vấn đề trong việc nắm giữ ban tuyên giáo thành ủy, dùng người không thỏa đáng, vị trí then chốt đều là người không rõ gốc rễ thế nào. Cho đến khi ra khỏi cổng lớn của tòa nhà thành ủy rồi, Nguyên Giã vẫn còn cảm thấy khí lạnh sau lưng sộc lên. Y vốn cho rằng đám người ở thành ủy thành phố Thiên Trạch dễ dàng bị miệng lưỡi của hắn lừa cho chóng mặt, hắn ta không phải chưa từng như cá gặp nước làm cho bí thư và thị trưởng ở thành phố cấp nhỏ hơn tôn sùng như khách quý. Không ngờ trình độ của bí thư thành ủy Trần Khiết Văn bình thường, trưởng ban tuyên giáo Thường Hào cũng là tên được một nửa trình, nhưng thị trưởng Hạ lại thủ đoạn cao. Nhìn vấn đề rất chuẩn xác làm cho hắn ta kinh hồn bạt vía. Câu nói cuối cùng của thị trưởng Hạ đánh thẳng vào điểm yếu của y, đúng là y có nội gián trong ban tuyên giáo thành ủy nên mới có thể nắm rõ chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở thành phố Thiên Trạch, cũng là do y tự nhận mình có thể sờ nắn điểm mấu chốt ở thành ủy thành phố. Nội gián của y ẩn mình rất sâu, đến cả Thường Hào cũng không phát giác ra chút nào, thế nhưng thị trưởng Hạ lại luôn miệng nói hắn mặc kệ truyền miệng, lướt một cái đã nhìn ra bản chất của sự việc. Quá lợi hại rồi. Thị trưởng Hạ là người thâm sâu không lường trước được nhất, là người không manh động nhất mà y từng gặp, y mới biết giở chiêu trò trước mặt thị trưởng Hạ căn bản là tự rước lấy nhục. Có điều nghĩ khác đi một chút, thị trưởng Hạ càng có thủ đoạn, càng thâm sâu thì mới càng có tiền đồ. Nếu như y được thị trưởng Hạ tiếp nhận thì con đường sau này sẽ rộng mở hơn rồi. Trong nháy mắt Nguyên Giã hạ quyết tâm, đời người chỉ có vài lần cơ hội. Nói không chừng trước mắt chính là cơ hội cuối cùng để y vươn lên rồi. Nguyên Giã không đề ra bất kỳ điều kiện nào đã rút lui khỏi thành phố Thiên Trạch, Trần Khiết Văn cực kỳ vui mừng, Thường Hào càng là vô cùng cảm kích thị trưởng Hạ, còn Hạ Tưởng lại chẳng kể công kiêu ngạo. Lúc họp hội ý, đầu tiên là Thường Hào giới thiệu qua diễn biến sự việc, sau đó thị trưởng Hạ nói ngắn gọn quá trình làm cho Nguyên Giã biết khó mà lui, cuối cùng là bí thư Trần phát biểu tổng kết. Bất kể thị trưởng có công lớn thế nào thì đều do bí thư tổng kết, nếu không thì giống như thị trưởng mới là nhân vật số một. Phát biểu tổng kết là đặc quyền của nhân vật số một. Sự kiện Nguyên Giã thành công làm Trần Khiết Văn và Thường Hào nợ Hạ Tưởng một ân tình, cũng khiến cho Thường Hào có tâm lý lại gần Hạ Tưởng hơn một chút, càng giúp cho Hạ Tưởng thu phục được Nguyên Giã, đồng thời lại tóm được một manh mối khác, có thể nói là một tay hái được mấy quả trái. Nhưng mà ảnh hưởng sâu xa hơn vẫn còn ở phía sau. Chương 955, làm rõ, thất bại. Lưu Nhất Cửu sau khi biến mất gần nửa tháng ở cục thành phố, sau đó có vẻ mệt mỏi xuất hiện ở cục công an thành phố. Lão vừa xuất hiện, đã bị không ít người vây quanh, hỏi chuyện này chuyện kia, nhận được sự đãi ngộ như một người anh hùng. Bùi Nhất Phong mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải đóng chặt cửa phòng, chưa gặp mặt thì tâm sẽ không tịnh. Theo trình tự thông thường, Lưu Nhất Cửu phải đến báo cáo công việc với Bùi Nhất Phong trước tiên,
nhưng Lưu Nhất Cửu ngược lại chỉ cùng một đám cảnh sát hình sự cười đùa không ngớt, nói chuyện với nhau suốt buổi sáng, đến trưa lại cùng bọn họ đi ăn cơm, vờ như không để mắt tới Bùi Nhất Phong. Bùi Nhất Phong vốn không muốn giận Lưu Nhất Cửu, thấy rằng không cần phải chấp nhặt với một người kém hiểu biết như hắn, nhưng thái độ coi thường mà Lưu Nhất Cửu dành cho y quả là khiến lửa giận trong lòng y dâng cao, quyết định sẽ làm cho Lưu Nhất Cửu biết tay, định bụng lấy phí công tác để kẹp cổ Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu hiện tại nhiệt huyết cũng dâng cao, lão cũng biết Bùi Nhất Phong nhất định là không vui, nên lão cũng không thèm nịnh bợ Bùi Nhất Phong. Lão cùng một đám cảnh sát hình sự ăn cơm uống rượu no say, đùa vui ầm ĩ xong, liền có người đề nghị lão nên thăm hỏi Bùi Nhất Phong, dù thế nào cục trưởng Bùi cũng là nhân vật đứng đầu. Lưu Nhất Cửu cũng miệng lưỡi. Bùi Nhất Phong, biệt hiệu của y là Bùi Nhất Phong, có nghĩa là phải bồi thường mọi việc thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi người đều cười, có người liền hỏi. Sếp Lưu, tên của ông thì giải thích như thế nào? Lưu Nhất Cửu, có thể hiểu là Lưu Nhất Tửu, cũng có thể hiểu là Lưu Nhất Thủ, dù sao tôi cũng không bị Bùi Nhất Phong quật ngã. Kỳ thật một đám người của Cục Công an, sau khi uống rượu không được nghiêm chỉnh cho lắm, nói cười giận mắng đều là chuyện thường. Người dùng từ, mẹ, để chửi Bùi Nhất Phong cũng không phải là số ít, Bùi Nhất Phong sau khi nghe được cũng không để ý. Làm lãnh đạo phải có sự tỉnh táo của lãnh đạo, anh ngồi ở chiếu rên thì sẽ có người ngồi chiếu dưới chửi anh. Nếu không muốn bị người khác mắng, thì phải thoái lui. Nhưng sau đó lời nói của Lưu Nhất Cửu truyền đến tai của Bùi Nhất Phong, khiến y nổi giận lôi đình. Y họ Bùi, quả thật kiêng kỵ nhất người khác phối âm thành Bồi, tuy rằng y không phải là thương gia, nhưng cho dù quan trường hay là thương trường, đều muốn kiếm thêm chứ không muốn bồi thường, từ đó y hận Lưu Nhất Cửu đến thấu xương, trong đầu chỉ muốn buộc Lưu Nhất Cửu ra đi. Gặp dịp Cục Công an thành phố có Điền Tinh vận chuyển đi, chống một vị trí phó cục trưởng, nhưng vẫn chưa chọn được. Bùi Nhất Phong còn có ý để bạt cục trưởng phân cục khu Đông Thứ Tần Trạch Vũ, bởi vì Tần Trạch Vũ và Lưu Nhất Cửu là hai đối thủ của nhau, bất hòa của hai người, mọi người trong Cục Công an Thiên Trạch đều biết rõ. Nhưng sau khi đơn đề nghị chọn người được đưa ra, thành ủy vẫn không có công văn trả lời, về sau nghe ngóng tình hình mới biết được, thị trưởng Hạ không đồng ý. Đối với vấn đề nhân sự, tuy rằng quyền phát ngôn của thị trưởng không lớn bằng bí thư, nhưng Cục Công an thuộc hệ thống của Ủy ban Nhân dân, ý kiến của chủ tịch, bí thư phải cân nhắc. Nhưng cân nhắc chỉ là cân nhắc, nếu như quyền thế của chủ tịch không mạnh, bí thư không phối hợp, chủ tịch cũng không có cách nào khác. Tình huống của thành phố Thiên Trạch có sự khác biệt, thị trưởng Hạ không đồng ý, bí thư Trần cũng không dám cưỡng ép. Giới nhân sĩ biết tình tiết sự việc đều nói, bởi vì bí thư Trần nợ thị trưởng Hạ một ân huệ, định bụng buông lỏng trong sự việc phó cục trưởng Cục Công an thành phố, coi như là trả nợ ân tình cho thị trưởng Hạ. Bên ngoài suy đoán như thế nào Hạ tưởng cũng không để ý tới, hắn quả thật cũng đang cân nhắc có nên điều Lịch Phi đến thành phố Thiên Trạch hay không, sau khi trưng cầu ý kiến của Lịch Phi, hắn sẽ bắt tay vào làm việc này. Cùng lúc đó, huyện Bào Mã đã đưa ra tài liệu tuyên truyền về sự tích nhân vật anh hùng, sau khi ban tuyên giáo thành ủy cùng với văn phòng thành ủy kiểm tra, quyết định phát hành văn bản, rồi báo cáo cho Trần Khiết Văn. Trước khi báo cáo, Thường Hào lại đặc biệt đến gặp Phạ Tưởng, xin chỉ thị của thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng chưa gặp Lưu Nhất Cửu, sau khi Nguyên Giã trở lại Bắc Kinh, tạm thời cũng chưa có tin tức. Dương Kiếm vừa mới xuống huyện Bào Mã kiểm tra xem xét tình hình, cũng chưa có tin tức gì, nhưng sau khi tổng hợp tin tức từ nhiều mặt lại có thể rút ra kết luận, tài liệu mà huyện Bào Mã báo cáo là không xác thực, trong 10 phần thì có 8-9 phần mượn danh nhân vật điển hình để che giấu nội tình gì đó bên trong. Thậm chí có thể suy đoán, giữa Biện Hữu Thủy và Phạm Minh Vĩ nhất định có thủ đoạn đen tối gì đó không thể nói cho ai biết, miễn là sau khi xây dựng được nhân vật điển hình, Phạm Minh Vĩ cũng được, lại Quang Minh cũng được, bọn họ nếu bị mọi người phát hiện ra có vấn đề gì thì cũng được giấu nhẹm đi, không ai trong số họ tán thành việc vạch trần, bởi vì vạch trần cũng đồng nghĩa với tự tát tai mình. Hơn nữa nếu chẳng may ban tuyên giáo tỉnh ủy phê chuẩn nhân vật điển hình, vậy càng không có khả năng lật lại bản án. Cứ coi như lại Quang Minh và Phạm Minh Vĩ phạm tội giết người, tội ác tày trời, cũng cần phải che giấu sự thật, ít nhất phải che giấu trong vòng vài năm không nên vạch trần ra. Chính trị trong nước không cho phép, một thói xấu không tốt được nuôi dưỡng trước nay chính là biết sai mà không sửa, bao che lẫn nhau. Trừ phi lãnh đạo đương nhiệm thoái lui hoặc bị đối thủ đả kích, mới có thể lật lại bản án cũ, nếu không người phạm tội bỗng nhiên trở thành nhân vật anh hùng, cho dù tất cả mọi người đều biết hắn là tội phạm, cũng đều giả vờ làm như không biết. Bởi vậy,
lúc ở trong hội nghị họp bàn công việc bí thư, trước tình thế Trần Khiết Văn, Ngô Minh Nghị và Thường Hào đều tỏ ý kiến tán thành, nhưng hắn lại đưa ra ý kiến phản đối. Tôi nghe được một tin tức không hay là, lại quang minh bao che cho kẻ buôn bán ma túy, giữa Phạm Minh Vĩ và Minh Lam Hiểu lại có mối quan hệ nam nữ bất chính, ngoài ra còn có mấy vấn đề khác còn chưa được làm rõ. Ý kiến của tôi là, bây giờ thành ủy nên kéo dài thêm thời gian, để đồng chí của ban tuyên giáo đi xuống xem, tìm hiểu tình hình ở nhiều mặt vẫn tốt hơn. Nếu như tin đồn không có thật, có thể minh oan cho hai đồng chí. Đồng thời ban tuyên giáo thành ủy cũng có thể tới hiện trường nghe ngóng tình hình, tìm tài liệu, chứ không phải chỉ nghe ngóng tin tức từ một phía của huyện Bào Mã. Lời nói của Hạ Tưởng rất huyền chuyển, coi như cho huyện Bào Mã một chút sĩ diện, Trần Khiết Văn ngược lại không vui. Thị trưởng Hạ, đừng mang theo thành kiến khi nói chuyện, một số tin vịt không nên đưa ra bàn luận ở đây, cũng không cần đem ra nói. Ngô Minh Nghị muốn nói cái gì đó, nhưng lại nheo nheo một con mắt rồi sau đó lại không nói nữa. Trần Thiên Vũ lại nói, tôi cũng nghe được một số tin đồn, nghe nói giữa Phạm Minh Vĩ và Minh Lam Hiểu có quan hệ nam nữ bất chính, sau khi xảy ra chuyện, chồng của Minh Lam Hiểu đã làm ầm lên, nhưng huyện Bào Mã đã bưng kín chuyện này. Chúng ta tuyên truyền nhân vật anh hùng vốn là chuyện tốt, nhưng lợn lành chữa thành lợn què, người khác cũng sẽ chê cười thành ủy, đặc biệt là ban tuyên giáo. Nếu bình thường, Thường Hào nhất định bênh vực cho Trần Khiết Văn. Nhưng lần trước Hạ Tưởng lật tẩy đồng thời thu phục được thủ đoạn của Nguyên Giã quả thật khiến Thường Hào vô cùng kính nể, y cảm thấy so với những người khác, thị trưởng Hạ đưa ra chiêu cờ cao nhất, bởi vậy câu nói của thị trưởng Hạ cũng khiến y thiếu tự tin, suy nghĩ, cân nhắc một chút mới dám thốt ra lời. Cách nghĩ của thị trưởng Hạ tôi cũng tán thành, bởi vì tôi cũng có nghe được một số tin đồn không tốt, mới đầu cũng không quan tâm. Nhưng khi thị trưởng Hạ đứng ở trên toàn cục để nhìn nhận vấn đề, tôi cảm thấy quả thật phải cẩn thận khi ứng phó. Hiện ở dưới che giấu, báo cáo sai sự thật nghiêm trọng, thường xuyên áp dụng một số thủ đoạn bất chính để lừa dối cấp trên. Thường Hào đổi giọng là có nguyên nhân. Lần trước thiếu chút nữa bởi vì Nguyên Giã mà xảy ra một sự kiện tin tức, hiện tại nếu như trấn cửa ải không nghiêm ngặt sẽ gặp phải phiền toái, một trưởng ban tuyên giáo như y coi như chấm dứt. Trần Khiết Văn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, nhưng bị vài người phản bác. Trên mặt có chút tư lự, mất tự nhiên nói. Lão Thường, gần đây công việc của ban tuyên giáo không được tốt lắm, lúc nào cũng bị động. Lần trước là chuyện của Nguyên Giã, bây giờ lại xảy ra vấn đề xây dựng nhân vật điển hình, về sau thái độ trong công việc phải nghiêm túc một chút, không nên cứ tạo phiền toái cho thành ủy. Biết bí thư Trần đang tìm lối thoát cho chính mình, trong lòng Thường Hào có chút không thoải mái. Biện Hữu Thủy là người của bà. Là bà ngầm bảo phải nhanh chóng thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nhân vật điển hình của huyện Bào Mã, hiện tại xảy ra vấn đề lại đổ lỗi cho tôi. Làm lãnh đạo một chút trách nhiệm cũng không có, sao có thể thu phục lòng người. Oán trách cũng chỉ oán trách, nhưng ngoài mặt cần phải dành cho nhân vật đứng đầu sự tôn kính. Thường Hào liền thành khẩn nhận sai, nói rằng về sau sẽ làm tốt công việc của mình. Cuối cùng như thường lệ, bí thư Trần sẽ phát biểu lời tổng kết, chỉ ra chủ đề của cuộc họp hôm nay. Đồng thời cất cao giọng kết thúc cuộc họp. Ngô Minh Nghị lại lấy cớ có việc, đi đến phòng làm việc của Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, việc của huyện Bào Mã, có thể giơ cao tay được hay không? Ngô Minh Nghị và Hạ Tưởng cũng xem như đã quen biết, vừa vào đã tỏ rõ thái độ. Ồ, Hạ Tưởng ngược lại sửng sốt, cũng không nói vòng vo. Lão Ngô, anh xem có liên hệ gì trong đó không? Ngô Minh Nghị sắc mặt hơi do dự. Biện Hữu Thủy là người do bí thư Trần đề bạt, nhưng Trương Hòa Hưng là do tôi đề cử lên, nếu như phát hiện ra bọn họ đều có vấn đề, thể diện của tôi và bí thư Trần rất khó coi. Sắc mặt Hạ Tưởng liền trầm xuống. Nói như vậy, Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng quả thật đều có vấn đề. Ngô Minh Nghị thở dài. Cán bộ huyện, có mấy người không có vấn đề, làm việc gì cũng không nên tích cực quá, quá tích cực, thì chính mình sẽ sống không nổi, giống như chủ tịch tỉnh Tống. Nói một câu, Ngô Minh Nghị lại ngậm miệng. Thân là lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, lại ở tại văn phòng nói việc của lãnh đạo tỉnh là điều vô cùng cấm kỵ, Hạ Tưởng cũng không tiếp lời của y. Điều tra xong hãng nói, có một số việc có thể mở một mắt nhắm một mắt, có một số việc nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lão Ngô, có vài lời tôi vốn không nên nói, nhưng vì thể diện của nhà họ Ngô tôi muốn nhắc nhở anh một câu. Muốn leo lên trên cao, tay chân nhất định phải sạch sẽ một chút. Nếu không sạch sẽ, tất sẽ để lộ sơ hở,
chắc chắn sẽ bị kẻ khác bắt lấy. Có lẽ đây là lần thứ hai Hạ Tưởng khuyên bảo Ngô Minh Nghị, hắn cũng biết Ngô Minh Nghị cũng có cách làm là giúp đỡ người thân của mình, đồng thời hưởng chút ích lợi. Không phải ai cũng có sự giúp đỡ to lớn của đế quốc kinh tế từ phía sau như y, nhưng không thể đi quá xa. Trong mắt hắn, Ngô Minh Nghị có thủ đoạn và trí tuệ chính trị, có thể trở thành lực lượng trung kiên thuộc thế hệ thứ ba của nhà họ Ngô. Nhưng rốt cuộc y có thể tiến xa được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của chính y. Cuộc họp vừa kết thúc, buổi chiều Thường Hào liền phái người cải trang đi đến huyện Bào Mã thăm dò tình hình, Hạ Tưởng tiếp tục tiến hành phổ biến dự án Kinh Bắc Tân Thành, hắn chuẩn bị đến Bắc Kinh tìm mấy nhà đầu tư đến đây đầu tư. Đương nhiên, cái chính vẫn là nhắm vào tập đoàn Đạt Tài. Xem văn kiện được một lúc, điện thoại lại vang lên, là Lưu Nhất Cửu. Thị trưởng Hạ, buổi tối anh có thời gian không, tôi muốn báo cáo cho anh một chút về công việc tập kích ở huyện Bào Mã. Vừa mới buông điện thoại của Lưu Nhất Cửu xuống, Nguyên Dã lại gọi điện thoại đến. Thị trưởng Hạ, tôi đến Thiên Trạch rồi, tài liệu của huyện Bào Mã tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, lúc nào anh có thời gian? Sau đó lại có điện thoại của Dương Kiếm. Thị trưởng Hạ, vấn đề của huyện Bào Mã, lớn rồi. Hay thật, một hơi nhận được ba cú điện thoại, tất cả đều liên quan đến sự việc của huyện Bào Mã, tin tức bên trong của huyện Bào Mã dần dần làm rõ. Chương 956, bốn bề sóng dậy, thất bại. Hạ Tưởng hít sâu một hơi, vấn đề của huyện Bào Mã, có lẽ khiến cho mối quan hệ giữa hắn và Trần Khiết Văn lại một lần nữa trở nên trầm trọng. Từ lần trước Trần Khiết Văn ra sức bảo vệ Biện Hữu Thủy đã có thể nhận thấy, Biện Hữu Thủy nhận được sự tín nhiệm của bà. Hơn nữa huyện Bào Mã là huyện lớn nhất của thành phố Thiên Trạch, tổng giá trị sản xuất chiếm vị trí thứ nhất của toàn thành phố, nhân vật số 1, số 2 huyện từ trước đến nay đều do bí thư sắp xếp. Hiện tại lại có trạm sản xuất điện bằng sức gió Lam Thiên, vị trí của huyện Bào Mã so với toàn thành phố không ai sánh kịp. Nói thật một câu, nhân vật số 1 của huyện Bào Mã là người của ai, thì có thể chứng minh người đó có địa vị rất cao trong thành ủy. Trần Khiết Văn tuyệt đối sẽ đem hết sức mình bảo vệ huyện Bào Mã, cho dù có việc gì, cũng cố hết sức che giấu. Cuộc điện thoại của Dương Kiếm nói cho Hạ Tưởng biết sự thật về huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã không chỉ có sản nghiệp trụ cột của thành phố Thiên Trạch, Đông Y Thiên Trạch, mà còn có được những điều kiện thuận lợi mà thiên nhiên ưu đãi nhất trong toàn thành phố, tài nguyên thiên nhiên. Trạm điện năng lượng sức gió Lam Thiên chỉ là một trong số trạm phát điện sử dụng năng lượng gió của huyện Bào Mã. Trước khi có trạm điện năng lượng sức gió Lam Thiên, chỉ ít cũng có 3 trạm phát điện sử dụng năng lượng gió tại huyện Bào Mã, đồng thời cũng đã tạo ra giá trị kinh tế khá lớn. Mặc dù huyện Bào Mã không thu được bao nhiêu tiền thuế từ lĩnh vực Đông Y Thiên Trạch hay nhà máy điện, nhưng hàng năm riêng chi phí sử dụng đất, cộng với nhiều loại phí khác, còn có thể giúp địa phương giải quyết hàng loạt công ăn việc làm, VV, khiến cho GDP của huyện Bào Mã tăng lên mấy phần trăm. Nói huyện Bào Mã là huyện giàu có nhất toàn thành phố cũng không có gì khoa trương, mặc dù huyện Bào Mã luôn luôn được gán cho danh hiệu là huyện nghèo cấp quốc gia. Tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại, huyện nghèo khó cấp quốc gia có thể hưởng nhiều chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, VV, rất nhiều lợi ích. 11 quận huyện của thành phố Thiên Trạch, gần như tất cả đều là huyện nghèo khó cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, cũng là hiện tượng lạ rồi. Huyện Bào Mã bởi vì có Đông Y Thiên Trạch và mấy nhà máy phát điện, dần dần đã mang đến sự phát triển kinh tế cho vùng này, cũng góp phần đẩy mạnh sự thịnh vượng cho ngành bất động sản. Để kiếm tiền, Ủy ban Nhân dân huyện đã khoanh vùng đất nông nghiệp, mượn danh nghĩa chính phủ cờ dùng đất cưỡng ép thu mua đất với giá thấp, sau đó lại bán với giá cao cho nhà máy điện sức gió và Đông Y Thiên Trạch. Nếu sau này khi Đông Y Thiên Trạch cần mở rộng quy mô và khởi công xây dựng nhà ở, lại lần nữa bắt chước làm y như vậy, cưỡng ép thu mua đất của mấy trăm hộ nông dân, mua thấp bán cao, từ đó kiếm lấy một khoản cách xù từ sự chênh lệch giá, chính quyền không ra chính quyền, toàn một lũ gian xảo sống không tuân thủ luật pháp. Bước đầu thẩm tra, huyện Bào Mã vẫn còn tồn tại vi phạm quy định trong việc chuyển đổi đất đai, vi phạm quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm quy định chiếm đất VV, vi phạm chuyển đổi đất nông nghiệp và những vi phạm liên quan trong việc lợi dụng chính sách, quấy rối trật tự quản lý đất đai, xâm hại lợi ích của quần chúng nông dân. Dương Kiếm cuối cùng tức giận tổng kết. Chờ tôi trở về, sẽ đem tài liệu cụ thể báo cáo cho Chủ tịch Hạ xem qua. Hạ Tưởng tiếp xong cuộc điện thoại của Dương Kiếm, trong lòng nặng trĩu. Nông dân vốn có đời sống khó khăn, chẳng những không nhận được sự đãi ngộ công bằng của thành phố, còn phải chịu đựng sự áp bức bóc lột của Ủy ban Nhân dân huyện,
việc sinh kế của người dân thật là khốn khổ. Không ngờ trong lúc hắn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề của huyện Bào Mã, điện thoại lại vang lên, thấy cuộc điện thoại gọi đến là điện thoại của tỉnh ủy, trong lòng không khỏi giật mình. Sau khi đến Thiên Trạch, hắn rất ít nhận được điện thoại của tỉnh ủy, đặc biệt là điện thoại của Tống Chiêu Độ. Chủ tịch tỉnh Tống, chào anh. Hạ Tưởng nhiệt tình chào hỏi. Hạ Tưởng, lúc nào có thời gian, trở về đây một chuyến. Tết âm lịch cũng không có tụ tập với nhau, Tiểu Phàm luôn nhắc đến cậu. Giọng nói của Tống Chiêu Độ hơi mệt mỏi. Trong trí nhớ của Hạ Tưởng, Tết âm lịch năm nay không để lại cho hắn ấn tượng gì sâu sắc. Lúc ấy đang giữa tháng 2, mọi việc ở thành phố Thiên Trạch rất lộn xộn, hắn trước tiên quay về Bắc Kinh hạp ông cụ Ngô và Liên Nhược Hạp, sau mới trở lại thành phố Yến, cùng người nhà sum họp, gặp gỡ nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc một lần. Lại không quên về Đan Thành một chuyến, gặp mặt hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Hạ An đã lên chức làm cha rồi, cũng sinh con trai, khiến cha hắn vô cùng hạnh phúc. Bắc Kinh, thành phố Yến và Đan Thành, ba nơi, nhưng thật ra thời gian lưu lại thành phố Yến lại ngắn nhất, hơn nữa lễ đón năm mới năm nay, rất nhiều người cũng không ở lại thành phố Yến, phần lớn lãnh đạo tỉnh đều về Bắc Kinh hoặc về quê, Trần Phong cũng không rảnh quay về, Lý Đinh Sơn cũng chỉ ở lại thành phố Yến 2 ngày. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại gặp được Phương Cách và Phương Tiến Giang, còn cả Lam Nghiệt. Bí thư thành ủy Phương Tiến Giang làm việc rất xuất sắc, tuy nhiên nghe khẩu khí của y, muốn tiến lên trước một bước e rằng rất khó, phải từ bỏ ý định thôi, 2 năm nữa nhiều nhất cũng chỉ chờ đến hội nghị mặt trận Tổ quốc hoặc Đại hội Nhân dân toàn quốc liền rút lui rồi. Lam Nghiệt ngược lại rất tốt, tình cảm với Phương Cách cũng không tồi. Phương Cách vẫn như cũ, cũng không biết y trước mặt người ngoài như thế nào, nhưng khi ở trước mặt Hạ Tưởng vẫn cười đùa thoải mái, không nghiêm trang, khiến Phương Tiến Giang liên tục lắc đầu, nói Phương Cách không tiến bộ nổi. Khi nói chuyện lại nhắc tới Trần Phong, Hạ Tưởng liền nói đến Trần Công con trai của Trần Phong, Trần Công lấy được học bổng toàn phần của Đại học Cambridge rồi. Phương Tiến Giang không khỏi cảm thán, nói rằng năm đó bí thư Trần còn một lòng một dạ muốn cho Trần Công đi theo Hạ Tưởng, bây giờ xem ra, con cháu tự có phúc của con cháu. Đối với Hạ Tưởng, Phương Tiến Giang lại càng cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần, cán bộ cấp phòng cấp dưới của lão năm xưa, bây giờ đường đường là thị trưởng, có thể đĩnh đạc ngồi ngang bằng với lão. Lão có thể không công nhận số phận đời người không giống nhau được sao? Lão trước kia còn hy vọng Phương Cách có thể thẳng tiến trên con đường làm quan, bây hy vọng cũng đã chết, chỉ mong Phương Cách bình an hạnh phúc là tốt rồi. Năm trước Hạ Tưởng vốn không có gặp Tống Chiêu Độ, bởi vì thời gian đó không đúng dịp, Tống Chiêu Độ và Tống Nhất Phàm cùng nhau đi Bắc Kinh. Khi Hạ Tưởng từ Đan Thành trở về, may mắn gặp được Tống Chiêu Độ tại thành phố Yến, nhưng thời gian quá gấp gáp, chưa nói chuyện thấu đáo với nhau. Đồng thời còn chưa gặp được Tống Nhất Phàm. Tuy nói trước kia Tống Chiêu Độ đã từng mượn danh nghĩa Tống Nhất Phàm đi gặp mặt hắn, nhưng hôm nay Hạ Tưởng lại nghe được, e rằng không phải Tống Nhất Phàm muốn gặp hắn, mà là Tống Chiêu Độ. Có những chuyện không tiện nói trong điện thoại, Hạ Tưởng liền đồng ý. Tôi ngày mai trở về. Tống Chiêu Độ không nói gì, liền gác máy, trực giác mách bảo cho hắn, chủ tịch tỉnh Tống gặp phiền toái rồi, hắn dù có bận bao nhiêu việc. Về công về tư chủ tịch tỉnh có chuyện xảy ra, nhất định phải đáp ứng trước tiên. Khoảng thời gian trước có tin đồn chủ tịch tỉnh Tống bị lay động, xem ra không phải tin đồn vô căn cứ, chỉ ít chủ tịch tỉnh Tống đã cảm thấy áp lực rồi, Hạ Tưởng khó tránh khỏi lo nghĩ. Nếu bình thường, hắn có thể đi thành phố Yến ngay đêm hôm đó, nhưng bây giờ còn một đống việc của huyện Bào Mã ở đó, không xử lý không được. Nguyên Giã có thể sau 2 ngày nữa gặp mặt cũng được, nhưng Lưu Nhất Cửu đã hẹn tối nay gặp mặt rồi. Lưu Nhất Cửu có lẽ là người khơi nguồn tin tức của huyện Bào Mã, huyện Bào Mã có lẽ là nơi khơi mào của nhiều sự việc khác, cần phải chú ý. Hơn nữa việc lại liên quan đến lợi ích thiết thực của nông dân, quốc kế dân sinh, không phải là việc nhỏ. Vào buổi chiều khi tan tầm, Bành Vân Phong kịp lúc xuất hiện tại phòng làm việc, Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, lại gọi Từ Tử Kỳ. Cũng là một thư ký chính thức, nhưng Từ Tử Kỳ ngược lại không thân cận với hắn bằng Bành Vân Phong. Kỳ thật Hạ Tưởng đi ra ngoài xã giao không nhiều lắm, rất nhiều lời mời cơm hắn đều từ chối, hắn không muốn cùng các xí nghiệp nơi đó chạm trán quá nhiều. Khách mời nhậu thì không có gì, chủ yếu là lòng người khó đoán, trước những đối phương không hiểu rõ căn nguyên, tốt nhất là nên ít gặp mặt. Nhưng mặc dù số lượng bữa tiệc xã giao thân mật không nhiều lắm, nên hiếm khi dẫn theo thư ký, thật ra cũng có liên quan đến việc y còn trẻ tuổi, không biết ứng xử nhiều.
Từ Tử Kỳ nghe thị trưởng Hạ nói muốn dẫn y đi cùng, vô cùng phấn khởi, y cũng vì cảm thấy mối quan hệ giữa y và thị trưởng Hạ không mấy thân thiện, không thể tiến thêm một bước nữa mà sinh ra buồn rầu. Y cũng hiểu rõ, làm một thư ký nếu lãnh đạo có chuyện gì cũng không cho thư ký biết, không phải là chuyện tốt. Việc cá nhân của lãnh đạo, nếu anh biết càng nhiều, cũng chứng minh rằng lãnh đạo đối với anh rất tín nhiệm. Ngược lại là thái độ xa lánh. Từ Tử Kỳ vội đi xuống kêu xe, kỳ thật y chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể bảo người lái xe ở dưới lầu chờ, nhưng có khi phải vội vã chạy để lãnh đạo thấy anh biết làm việc, cái gọi là chạy trước chạy sau chính là ý tứ này. Lãnh đạo ngồi chỉ huy, anh cũng ngồi xuống gọi điện thoại chỉ huy, vậy anh không phải là thư ký, anh chính là nhà lãnh đạo thứ hai. Lãnh đạo thích anh mới là lạ, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hạ Tưởng cùng một nhóm người tới Vân Tiêu Các, Lưu Nhất Cửu đối với Vân Tiêu Các dường như có tình cảm đặc biệt. Trên đường đi Bành Vân Phong tiết lộ một bí mật, Lưu Nhất Cửu đại khái là đã thích cô chủ Vân Các của Vân Tiêu Các. Lần trước Hạ Tưởng ăn cơm ở Vân Tiêu Các, thật sự rất âm thầm, căn bản không ai biết có ngài thị trưởng Hạ cố đến chơi, nếu không sẽ vô cùng náo loạn. Vẫn căn phòng lần trước, nhưng lại có thêm một người. Một người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu, khoảng 35 tuổi, mặc áo sườn xám, trang điểm nhạt mà nho nhã, cũng không phải rất xinh đẹp, nhưng toát ra khí chất làm người ta mê say. Người đàn bà đã trải qua việc đời nên trong lòng lúc nào cũng trầm tĩnh bình thản, toàn thân cô toát lên vẻ đẹp tinh tế ý nhị mà không phải mấy cô bé có thể so sánh được. Nụ cười của Lưu Nhất Cửu rất ám muội, y giới thiệu với mấy người Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, đây là Vân Tiêu, cô chủ của Vân Tiêu Các. Cô ấy nghe nói anh tới, nên có ý muốn gặp mặt anh, tôi tự đưa ra chủ trương để cho cô ấy lộ diện, nếu anh không vui, muốn đánh hay chửi gì cứ chút vào tôi, dù sao tôi cũng da dày thịt béo không sợ. Hạ Tưởng mỉm cười, hắn đương nhiên nhìn thấy Lưu Nhất Cửu đang tâng bốc hắn, tăng thể diện cho chính hắn. Quân tử là phải giúp cho người khác thành đạt, hắn liền chủ động đưa tay ra. Nhất Cửu rất biết gây ngạc nhiên, tôi lần trước đã nói qua với y, đến đi như gió, là anh hùng can đảm. Làm anh hùng là chuyện tốt, nhưng không nên làm anh hùng cô đơn. Có một câu nói rất hay, anh hùng nhụt chí, anh hùng của tình yêu, chỉ có tình yêu nam nữ mới làm cho người ta cảm thấy chân thật. Lưu Nhất Cửu biết thị trưởng Hạ tâng bốc y, mừng đến vỏ đầu bứt tai, Vân Tiêu cười nói. Thị trưởng Hạ thật sự là tuổi còn trẻ, lại làm cho người ta kính nể. Nói thật, tôi thật sự chưa dám tin có thị trưởng nào trẻ tuổi như vậy, Nhất Cửu nói thị trưởng của chúng ta vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, tôi nói tôi trên TV có xem qua. Không ngờ vừa thấy anh, tôi muốn đề ra ý kiến cho đài kênh truyền hình thành phố, khẩn trương khai trừ tên nhiếp ảnh ra đó. Mọi người cười to, bầu không khí khá thoải mái. Vân Tiêu cũng tức thời, chỉ nói mấy câu, liền từ biệt. Cô vừa đi, trong phòng giờ đây không có người ngoài. Lưu Nhất Cửu bắt đầu kính rượu. Thị trưởng Hạ, tính khí của tôi không thay đổi được, anh cũng đừng trách, dù sao tôi không uống rượu thì đầu óc không tỉnh táo được, chờ tôi uống ít rượu rồi báo cáo với anh, nhất định lời nói lúc có rượu sẽ hay hơn khi không có rượu. Mọi người lại cười. Quả nhiên, sau khi uống ba lượt rượu, miệng của Lưu Nhất Cửu lớn hơn, ánh mắt sáng lên. Thị trưởng Hạ, tôi ở huyện Bào Mã đã trải qua những việc có thể dùng bốn từ để miêu tả, cực kỳ nguy hiểm. Chương 957, nội tình ngổn ngang, thất bại. Lưu Nhất Cửu ở huyện Bào Mã tổng cộng 1 tháng 20 ngày, hơn nữa còn ở vùng rừng sâu núi thẳm của huyện Bào Mã. Chưa đề cập tới huyện Bào Mã khí hậu rét lạnh hơn so với thành phố Thiên Trạch vì lệch về phía bắc hơn 100 km, một mình nằm ở trong nơi vùng sâu núi thẳm hơn 1 tháng dài, người bình thường cũng chịu không nổi. Huống chi Lưu Nhất Cửu là phó cục trưởng cục công an thành phố, có thể lấy mình làm gương, quả thật cũng khiến Hạ Tưởng thật lòng khâm phục. Huyện Bào Mã nằm ở tây bắc của thành phố Thiên Trạch, tây bắc giáp với Nội Mông, đông bắc giáp tỉnh Liêu, hình thành một mảnh đất tam giác, tuy rằng không nổi tiếng bằng vùng tam giác vàng, nhưng trong con mắt của một số tay buôn lậu thuốc phiện, đây cũng là mảnh đất thiên đường. Huyện Bào Mã có thảo nguyên trải dài và vùng núi rừng không có bóng người, cũng có người gieo trồng cây thuốc phiện trái phép, nhưng diện tích không lớn, không hình thành được trào lưu, tuy nhiên dường như có một năm thiếu chút nữa gây thành sự kiện lớn. May mắn phát hiện sớm, nếu không có khả năng trở thành một khu căn cứ thuốc phiện. Gieo trồng không được, có không ít người từ trong Nội Mông và tỉnh Liêu buôn lậu thuốc phiện, bởi vì là khu vực tam giác không có ai quản lý,
hơn nữa thảo nguyên và rừng rậm rất bao la, kẻ buôn ma túy giống như con thuyền nhỏ ẩn náu trong biển rộng, rất khó bị bắt. Có mấy lần rõ ràng nhận được tin báo xác thực, báo đang có giao dịch thuốc phiện ở nơi này, kết quả vài lần mai phục đều vô nghĩa. Lưu Nhất Cửu hoài nghi cục công an huyện có nội gián, tự mình dẫn người đi cắm điểm hơn một tháng, nghị lực phi thường, người người đều thán phục. Lưu Nhất Cửu đã không tra thì thôi, hễ tra thì phải tra ra manh mối, bởi vì buôn lậu thuốc phiện ở huyện Bào Mã luôn là cái u ác tính không chỉ tận gốc không được, liên tục vài năm bị tỉnh chỉ đích danh, nhưng mỗi năm chỉ mỗi năm cho tàn lại cháy, hơn nữa quy mô buôn lậu hiện tại so với trước kia còn lớn hơn, có xu thế càng ngày càng điên cuồng, y không tin, thề không dọn sạch sẽ không bỏ qua. Cũng chính là Lưu Nhất Cửu, nếu đổi người khác, ai cũng không có can đảm dám lấy thân thể của mình ra đùa giỡn. Dám ở nơi trời đông tuyết phủ cắm điểm hơn một tháng, không muốn sống nữa rồi. Đám cảnh sát đi theo Lưu Nhất Cửu từng người quay về, bọn họ đều không trụ lại được, chỉ có Lưu Nhất Cửu từ đầu tới cuối kiên trì tới cùng. Bởi vậy Lưu Nhất Cửu ở cục công an thành phố được người kính nể không phải là không có nguyên nhân, y dốc sức mình ra để đổi lấy sự kính trọng. Bản lĩnh không phụ lòng người, ý chí vững vàng cắm điểm hơn một tháng. Rốt cục Lưu Nhất Cửu cũng bắt được một tên tội phạm tình nghi quan trọng đã có lệnh truy nã nhưng từ trước đến giờ vẫn không quy án, Lô Thắng. Lô Thắng 40 tuổi, lòng lang dạ sói, mọi người đặt hắn biệt hiệu là Lô Hồ Lang, có ý nghĩa y cũng xảo quyệt như hồ ly, cũng độc ác như hồ ly. Sau khi Lô Thắng bị bắt, chết cũng không nhận tội, cũng không phối hợp với nhân viên điều tra, bởi vì căn cứ số lượng buôn lậu thuốc phiện của y, bị bắn chết 100 lần cũng đủ. Đằng nào cũng chết, hà tất gì phải liên lụy đến người khác. Sự tình chuyển biến từ sau cái chết ngoài dự liệu của Lại Quang Minh. Lại Quang Minh vừa chết, Lô Thắng không biết sao liền vội vàng chủ động đề xuất trao đổi điều kiện. Y muốn khai báo, nhưng muốn Lưu Nhất Cửu phải đáp ứng y một việc, y muốn lưu lại một khoản tiền cho người nhà của y, không cần nhiều, chỉ cần mấy chục ngàn tệ, đủ cho đứa con trai của y đến trường là được. Lô Thắng có vợ và đứa con nhỏ, đứa con 10 tuổi. Đang học ở trường tiểu học. Lưu Nhất Cửu biết được đây là manh mối quan trọng, nên đã trước tiên đáp ứng nguyện vọng của y. Lô Thắng liền kể ra một sự thật kinh người, tất cả người buôn lậu thuốc phiện đều phải giao tiền cho Lại Quang Minh, bởi vì Lại Quang Minh mới là tên trùm thuốc phiện lớn nhất của huyện Bào Mã. Kẻ buôn bán thuốc phiện ở huyện Bào Mã hung hăng ngang ngược, lệnh cấm cũng không sợ, là do bàn tay đen tối của Lại Quang Minh đứng phía sau. Theo Lô Thắng giải thích, tất cả thuốc phiện của mấy tay buôn lậu thuốc phiện trước tiên đều do Lại Quang Minh bảo quản, sau đó định kỳ sẽ tìm y thanh toán. Nếu ai không qua tay của y, thì người đó đừng nghĩ đến chuyện an toàn. Trước kia có người không nghe lời của y, tự mình buôn lậu bị cảnh sát phát hiện, không có chỗ chạy trốn đã bị giết chết tại chỗ. Khi lên báo còn nói không những có mưu đồ chạy trốn, còn uy hiếp sự an toàn sinh mạng của cảnh sát. Từ đó về sau, ai muốn buôn bán ma túy kiếm tiền. Người đó nhất định cũng phải phục tùng theo sự quản lý thống nhất của Lại Quang Minh, nếu không đừng nói kiếm tiền, ngay cả sinh mạng cũng khó giữ. Cũng đừng nói, ai gia nhập vào sự quản lý của Lại Quang Minh, người đó mãi mãi sẽ bình an vô sự. Lưu Nhất Cửu đi cắm điểm, những người buôn bán ma túy của huyện Bào Mã đều biết, không ai còn dám mạo hiểm. Ai cũng nghĩ Lưu Nhất Cửu chỉ cắm điểm 10 ngày, 8 ngày sẽ rút lui, không ngờ một tháng cũng không thấy có dấu hiệu rút lui. Lô Thắng không chờ được. Bởi vì vợ của y bị bệnh nặng nằm một chỗ, cần có tiền để chữa bệnh, y phải buôn thuốc phiện thêm một chuyến nữa mới có tiền chữa bệnh, bí quá hóa liều. Rất không may, không ngờ xa lưới. Hệ thống công an huyện Bào Mã, từ trong gốc rễ cũng mục nát. Lưu Nhất Cửu đập bàn, bộp một cái. Tôi nói một câu hơi khó nghe, từ cục trưởng đến đội trưởng bên dưới, toàn bộ đem ra bắn có lẽ sẽ có một hai người chết oan uổng, bắn chết một nửa, tuyệt đối có không ít người lọt lưới. Y uống hơi nhiều, đỏ mặt tía tai, tức giận khôn cùng. Thị trưởng Hạ, tôi không phải cáo trạng, tôi chỉ muốn bàn việc. Vấn đề của hệ thống công an huyện Bào Mã không phải một ngày hai ngày có thể nói hết, toàn bộ huyện Bào Mã đều dưới sự khống chế của Biện Hữu Thủy, có bất cứ chuyện gì đều bị hắn chế ngự hết, ai tới thành phố tố cáo cũng vô dụng, đến thành phố vốn không có kết quả gì, vì sao? Chính là bởi vì Biện Hữu Thủy là người của Bí Thư Trần, Biện Hữu Thủy một tay che trời ở huyện Bào Mã. Đó cũng là căn nguyên bây giờ thuốc phiện tràn ngập ở huyện Bào Mã. Tôi cũng không tin, Phó Cục trưởng Cục Công an tự mình tham gia buôn thuốc phiện, hay là một tên trùm lớn nhất của huyện, Biện Hữu Thủy một chút cũng không biết rõ việc này.
Nói xấu sau lưng bí thư thành ủy tóm lại không tốt, huống chi Hạ Tưởng còn là thị trưởng. May mắn không có người ngoài, nếu không may rơi vào tai Trần Khiết Văn, lại khó xử. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng hơi kinh ngạc chính là, Lưu Nhất Cửu trong lòng dường như rất hận thù sôi sục, không phải bức xúc của việc phá án, ngược lại xuất phát từ lòng căm phẫn. Quả thật, Lưu Nhất Cửu nói cũng có lý, phòng công an huyện xảy ra vấn đề lớn, nếu như nói bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện không hề biết gì, đó là gạt người. Biện Hữu Thủy nếu có thể một tay che trời ở huyện Bào Mã, những suy tính nhỏ của mỗi người phía dưới gã lại không nắm được rõ ràng. Nếu gã không hiểu rõ, gã sẽ không thể hoàn toàn khống chế cục diện huyện Bào Mã. Bởi vậy cũng phát sinh ra rất nhiều nghịch lý, cho dù là bí thư nào đều phải nắm quyền trong tay, nhưng thường thường sau sự cố quan trọng xảy ra, hoặc là phó chủ tịch huyện bị cách chức, hoặc là chủ tịch huyện bị xử phạt, bí thư thường không hề được nhắc đến, dường như không tồn tại vậy. Vì sao lúc khen thưởng bí thư luôn nhắc đến trước tiên, nhưng khi xảy ra vấn đề bí thư lại ít bị nhắc đến? Bí thư phải chủ trì mọi công việc, đối với công việc của ai đều có thể khoa tay múa chân. Nhưng công việc của ai mà phạm phải sai lầm lớn, gã lại thành người ngoài cuộc. Làm quan có vị thế của làm quan, lão làng ưu tiên, chính là quy tắc trong chốn quan trường, không muốn hiểu cũng cố hiểu. Dù sao nhân vật số một cũng rất tốt, ưu đãi nhiều, chỗ có hại sẽ ít hơn, cho nên mọi người mới cố gắng tiến thủ, phải là nhân vật số một mới được. Lợi ích của nhân vật số một quá rõ ràng, lợi ích thì mình hưởng, tiếng xấu người khác chịu. Đợi khi nào pháp luật hoàn thiện, quy chế đi vào nề nếp rồi, khi trách nhiệm của nhân vật số 1 được thực thi rồi, lúc này nhân vật số 1 mới đề cao cảnh giác, không để cho quyền lực không có cơ chế giám sát. Không phải tôi nói lung tung, tôi dám nói trưởng phòng công an huyện Bào Mã Hà Trạch Lâm cũng có phần, phó cục trưởng của y buôn lậu thuốc phiện, y là trưởng phòng lại không biết rõ, có quỷ mới tin. Mấy phó cục trưởng bên trong cục công an thành phố, ai có suy tính gì Bùi Nhất Phong đều biếu rõ. Phía dưới phòng huyện càng ít. Người bình thường cũng đều biết, ai chẳng biết ai. Lưu Nhất Cửu càng nói càng nhiều, càng đi sâu vào vấn đề, Bành Vân Phong cảm thấy khó chịu, liền vội ngắt lời. Nhất Cửu, anh uống ít rượu nói ít một chút, ăn nhiều một chút đi, uống nhiều rượu hại người thôi, anh lại nằm cắm điểm ở trong rừng sâu núi thẳm hơn một tháng trời, thân thể nhất định bị không ít gió lạnh, nếu không khỏe thì nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian. Tôi tĩnh dưỡng cái mẹ gì? Tôi hận vì không thể tự tay bắn chết đám cháu chắt của huyện Bào Mã. Lưu Nhất Cửu mắng thô tục, bỗng nhiên lại khóc giống lên. Lô Thắng sống không được rồi, là tôi tự tay bắt được y. Nhưng tôi không bắt y không được, y là kẻ buôn bán ma túy lớn nhất còn lại của huyện Bào Mã. Lô Thắng ơi Lô Thắng, cậu nói cậu là một vị cảnh sát tốt như vậy, vì sao cậu phải đi buôn lậu thuốc phiện? Mẹ kiếp, cậu buôn lậu thuốc phiện thì buôn lậu, vì sao lại buôn ở huyện Bào Mã? Chẳng phải buộc tôi đi bắt cậu sao? Có chuyện, Hạ Tưởng thấy Lưu Nhất Cửu khóc với bộ dáng thương tâm, biết y quả thật là bực bội, nên cũng không khuyên y, chờ sự thương tâm của y qua đi, nhất định y sẽ chủ động mở lời. Thị trưởng Hạ, tôi còn nhiều chuyện phải báo cáo, chính là sự việc của Kỷ Phong Thanh, tôi cũng tra được manh mối, buổi tối đêm đó y tự sát, y đã cùng uống rượu với Tử Hâm. Lưu Nhất Cửu giống như đứa nhỏ lau khô nước mắt. Tôi xem như vì anh làm một chút chuyện, hy vọng anh cũng có thể giúp tôi một tay. Lưu Nhất Cửu quả thật biết cách nói tựa như đang cò kè mặc cả với Hạ Tưởng. Cũng biết Hạ Tưởng là thị trưởng, là lãnh đạo cấp trên, có thể bất cứ lúc nào thay đổi sắc mặt bỏ đi. Giới lãnh đạo ở trên cao, kiêng kỵ nhất là nói điều kiện tranh công với lãnh đạo. Bành Vân Phong thay đổi sắc mặt, vội giải thích. Thị trưởng Hạ, Nhất Cửu uống rượu nhiều nên nói không ra gì. Y kỳ thật mong anh giúp đỡ y. Sau đó lại trách cứ Lưu Nhất Cửu. Nhất Cửu, cậu sao lại nói chuyện như vậy với thị trưởng Hạ? Cậu sau này phải sửa lại tật xấu uống rượu này đi. Hạ Tưởng khoát tay. Không sao đâu, Vân Phong, không nên trách Nhất Cửu, y là người trọng tình nghĩa, tôi hiểu lòng y. Cậu trách cứ Nhất Cửu, là cảm thấy tôi không có tấm lòng bao dung rồi. Nghe được lời này, Bành Vân Phong biết thị trưởng Hạ quả thật không tức giận. Vội cười. Tôi nói bậy rồi, tôi tự phạt mình 3 chén rượu. Từ Tử Kỳ cũng nói. Tôi cũng cùng trưởng ban thư ký uống 3 chén. Hạ Tưởng cũng cười, Từ Tử Kỳ tìm lối thoát cho Bành Vân Phong, có tiến bộ không ít. Thị trưởng Hạ, tôi biết Lô Thắng thoát không khỏi tội chết, y tội ác tày trời, nhưng thật ra y cũng bị áp bức, tôi không yêu cầu anh xin tòa án giảm án,
chỉ hy vọng anh có thể làm cho y chết có ý nghĩa một chút. Y đã nói, y có chết, cũng muốn chết ở trong tay của tôi. Nhắc tới Lô Thắng, Lưu Nhất Cửu đau khổ đến rơi lệ. Lưu Nhất Cửu làm sao thế, làm sao có thể vì một tên buôn bán ma túy lại có thể khó lóc nức nở xót thương thế kia. Hạ Tường sắc mặt trầm xuống. Một đại nam nhân, không nên khóc lóc sướt mướt, có chuyện gì thì nên nói ra. Khóc thì giải quyết được vấn đề gì. Nếu khóc có hiệu nghiệm, thì toàn dân Trung Quốc sẽ khóc lớn 3 ngày để trở thành nước lớn nhất thế giới, sẽ không bị người khác ức hiếp nữa rồi. Thu hồi hòn đảo trở lại. Một câu nói đã khiến Lưu Nhất Cửu dở khóc dở cười, y vội nói. Vâng, vâng, thị trưởng Hạ Anh không biết, Lô Thắng là bạn chiến đấu của tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi, y ban đầu là đội trưởng đại đội phòng chống ma túy, lập ra vô số công trạng, tự tay bắt được mấy chục tên buôn bán ma túy. Là một vị anh hùng trong việc phòng chống ma túy, bởi vì bị đối xử không công bằng, bị ép đi đến con đường phải buôn bán ma túy. Sau khi nghe xong chuyện của Lô Thắng, Hạ Tưởng giận tím mặt, đập bàn đứng dậy. Chương 958, đúng sai bên trong, thất bại. Lô Thắng và Lưu Nhất Cửu từng là bạn chiến đấu thân thiết, hai người vào sinh ra tử cùng nhau, thân nhau như anh em. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, Lô Thắng vì cứu Lưu Nhất Cửu, đã chặt đứt một ngón tay, bản thân lại bị trọng thương phải nhập viện 3 tháng mới thoát khỏi nguy hiểm. Từ đó trở đi Lưu Nhất Cửu xem Lô Thắng như là bạn chí cốt. Sau khi chuyển ngành, hai người, một người thì được cử về thành phố, một người thì cử về huyện, đều ở cương vị công tác quan trọng, lập ra nhiều công lớn. Trong chốt lát Lưu Nhất Cửu đã lên chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, về sau lại lên tới chức phó cục trưởng. Còn Lô Thắng cứ làm đại đội trưởng đội phòng chống ma túy suốt 10 năm. Suốt 10 năm chưa hề tiến thêm một bước. Trong 10 năm, y từng mấy trăm lần thâm nhập vào độc huyệt, bắt được vô số kẻ buôn ma túy, khiến kẻ buôn ma túy nghe tin đã sợ mất vía, gọi y là anh hùng can đảm. Lại bởi vì y chỉ có 9 ngón tay, bị kẻ buôn ma túy gọi là cửu vĩ hồ. Lại vì Lô Thắng có khứu giác và cơ trí của hồ ly, chẳng những có thể tìm được địa điểm ẩn náu của kẻ buôn ma túy, còn hết lần này đến lần khác giành thắng lợi trong cuộc phá án. Nhóm buôn ma túy đối với y vừa sợ vừa kính nể vừa căm hận. Cũng chính vì y tấn công vào bầu không khí càn quấy của nhóm buôn bán ma túy, có người tuyên bố bỏ ra 3 triệu đô la Mỹ để mua đầu của y, đồng thời nhiều lần muốn ám sát. Kết quả mỗi lần như vậy y đều không hề hấn gì mà thoát được nguy hiểm. Chẳng những có cơ trí linh hoạt giống hồ ly, lại có sự thận trọng cảnh giác giống như sói, biệt hiệu Lô Hồ Lang chính là do kẻ buôn ma túy đặt cho y. Bởi vì công lao của y đã từng được bầu là một trong 10 thanh niên trẻ tuổi xuất sắc của thành phố, người đạt được danh hiệu lao động 15 của tỉnh, người đạt được huy hiệu thanh niên trẻ tuổi ngũ tứ của tỉnh, thành viên ưu tú của tỉnh, đại biểu đảng lần thứ si, cảnh sát nhân dân ưu tú cả nước, người có công tác tiên tiến trên cả nước, người tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy của cả nước, vệ sĩ trẻ tuổi của cả nước. Song, một nhân vật anh hùng xuất sắc như vậy, vốn dĩ từng bước được thăng chức, vốn nhận được sự tôn kính và địa vị nên có. Nhưng bởi vì y quá liêm khiết, chỉ biết toàn tâm toàn ý chống lại kẻ buôn ma túy, không biết làm theo ý của người khác, kết quả vẫn ở vị trí đội trưởng đại đội suốt 10 năm qua, nửa bước cũng chưa được thăng chức, không chỉ như thế, y còn bị sự đối đãi không công bằng. Đầu tiên vốn là đồng ý cho y vào vị trí phó cục trưởng, nhưng bọn họ sớm đã để cho Hà Lâm Trạch bước trước một bước giành lấy, y lại đợi thêm vài năm sau, Hà Lâm Trạch làm cục trưởng. Thuộc hạ của hắn lại quang minh lại lướt qua y đảm nhiệm chức phó cục trưởng, mà y vẫn là đại đội trưởng, vẫn giữ nguyên chức vụ ban đầu. Không được lên chức y cũng nhịn, nhưng liên tục mấy năm bôn ba bên ngoài, sức khỏe y không những ngày càng kém, vợ y vì nơm nớp lo sợ cho y đã ngã bệnh, hơn nữa bệnh ung thư máu đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Họa vô đơn chí chính là, xí nghiệp của vợ bị phá sản, lại thất nghiệp. Đường đường là người phòng chống tệ nạn ma túy chưa từng bị khó khăn nguy hiểm đánh bại, không bị mấy triệu tệ của kẻ buôn bán ma túy mê hoặc, nhưng đối diện với cuộc sống quá khó khăn trước mắt, lại khóc không ra nước mắt. Y nhiều lần thỉnh cầu lãnh đạo cứu vợ của y, nguyện bằng lòng về sau không bao giờ yêu cầu đề bạt chức phó cục trưởng, chỉ hy vọng trong cục thấy được công lao của y trong nhiều năm qua, mà ra tay cứu giúp bệnh tình vợ của y, cứu vớt gia đình của y. Lại Quang Minh, Hà Lâm Trạch đều dở giọng đùa cợt với y, hoặc là bỏ mặc không thèm để ý tới, không có một ai mở to mắt ra nhìn y, hay nói một câu an ủi với y, để y cảm nhận được sự quan tâm của cấp trên. Trương Hòa Hưng, Biện Hữu Thủy,
càng tỏ ra thái độ hờ hững, lúc đầu còn giả vờ an ủi mấy câu, cuối cùng liền lấy cái cớ vì tài chính khó khăn ra làm lý do để phớt lờ cho xong chuyện. Sau nhiều lần Lô Thắng tìm đến họ, bọn họ cũng cảm thấy phiền, dứt khoát trốn tránh không gặp mặt. Lô Thắng rốt cục rơi vào tuyệt vọng. Y không bị các loại mánh khóe của kẻ buôn ma túy đánh ngã, cũng không bị sự cám dỗ của kẻ buôn ma túy đánh ngã, nhưng y lại bị ngã gục trong tay người cùng một nhà. Một nam tử hán kiên định, tình nghĩa, cuối cùng lại bởi vì sự sinh tồn dằn vặt, bởi vì sự đùn đẩy của một đám quan lại vô trách nhiệm, y đối với cuộc sống hoàn toàn mất đi niềm tin, cuối cùng bí quá hóa liều, hiểu luật nhưng lại lạc lối phạm pháp, buôn lậu thuốc phiện. Từng là nhân vật anh hùng, từng khiến kẻ buôn ma túy nghe tin anh hùng tập kích ma túy liền sợ mất vía, cuối cùng cũng thành một gã buôn ma túy, quả là nhận không ít sự mỉa mai cay độc. Lại nghĩ đến bây giờ ban tuyên giáo huyện Bảo Á còn muốn đem lại quang minh tuyên truyền thành nhân vật anh hùng, đổi trắng thay đen, đem vô sỉ trở thành cao thượng, thật sự mảng đen tối trong chốn quan trường đã được sử dụng đến cực hạn rồi. Hạ Tưởng tự cho rằng đã gặp không ít người lừa gạt trong chốn quan trường, cũng đã trải qua không ít kinh nghiệm trên chốn chính trị, cho rằng chính mình cũng đủ bình tĩnh và lý trí, nhưng sau khi nghe kể đến sự việc của Lô Thắng, vẫn khó có thể dồn nén sự tức giận trong lòng. Ngay tại chỗ quăng ngã bình rượu. Bọn rác rưởi, bại hoại khốn khiếp. Trong cơn thịnh nộ, thị trưởng Hạ lần đầu tiên ở trước mặt của Bành Vân Phong nói ra những câu thô tục như vậy. Bành Vân Phong chẳng những không sửng sốt, ngược lại trong lòng càng thêm nhận định thị trưởng Hạ là người biết đối nhân xử thế, có chính nghĩa và nhiệt huyết, y nên tin cậy và đi theo lãnh đạo. Hạ Tưởng vốn nghĩ rằng biện hữu thủy hơi quan liêu một chút, là người chính trị đầu cơ lợi dụng. Bởi vậy hành động của y trong hội nghị hội đồng nhân dân lâm thời, cũng không nên để ý, hắn cũng không có ý định tìm hiểu kỹ thêm. Nhưng trước tiên là sự việc của huyện Bào Mã đã giày vò chính mình, sự việc sự tích anh hùng của Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh muốn lên báp, sau đó còn có Dương Kiếm kiểm tra được vấn đề vi phạm quy định, bây giờ lại có Lưu Nhất Cửu rơi nước mắt lên án, hắn biết, nội tình của huyện Bào Mã tuyệt đối không được sạch sẽ. Sạch sẽ mới là lạ, liên tiếp nhiều sự việc phát sinh ở huyện này. Nếu trùng hợp và do con người tạo nên vụ oan, xem như là giai thoại của thế giới rồi. Hạ Tưởng hạ quyết tâm, nếu sự tình là thật, không đem chuyện của huyện Bào Mã làm rõ ràng, hắn sẽ không còn là một Hạ Tưởng vang danh khắp bốn phương. Lưu Nhất Cửu thấy thị trưởng Hạ lửa giận ngút trời, biết đã tìm đúng người, lập tức lấy lại khí phách. Thị trưởng Hạ, chỉ cần anh trả lại sự công bằng cho Lô Thắng, tôi Lưu Nhất Cửu mệnh này sẽ giao cho anh, về sau chỉ cần anh nói một câu. Tôi cho dù dãi nắng dầm mưa, tuyệt đối cũng không lùi lại một bước. Cũng may Hạ Tưởng cũng quen với cách nói chuyện của Lưu Nhất Cửu, biểu thị sự trung thành quá mức như vậy, khiến người ngoài nghe xong sẽ cảm thấy ngứa ngáy, rất giả, nhưng hắn lại tin câu nói của Lưu Nhất Cửu là hoàn toàn xuất phát tận đáy lòng, nhất định không hề hề có nửa câu giả dối. Hạ Tưởng phá lệ uống ba ly với Lưu Nhất Cửu. Nhất Cửu, anh là cảnh sát nhân dân rất tốt, tôi cùng với anh ba chén. Thị trưởng không dễ dàng chủ động cùng ly với người khác, cho dù là coi trọng lắm, nhiều lắm cũng chỉ một ly, thị trưởng Hạ uống luôn ba ly, Bành Vân Phong ở một bên mừng thầm, Lưu Nhất Cửu cảm thấy vì được sủng ái mà vừa mừng vừa lo, đứng lên. Cảm ơn thị trưởng Hạ, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Tôi tuy rằng tạo ra một chút thành tích, nhưng tôi không thể cứu được Lô Thắng, tôi thật hổ thẹn. Lưu Nhất Cửu một hơi uống liền ba ly. Tôi thay mặt cả nhà Lô Thắng. Cảm ơn đại ân đại đức của thị trưởng Hạ. Nói xong, Lưu Nhất Cửu quỳ xuống. Hạ Tưởng vội vàng đỡ y đứng dậy, biết cái quỳ của Lưu Nhất Cửu thể hiện đầy áp thâm tình, là giải thích cho tình cảm chân thành nhất dành cho chiến hữu của mình, trong lòng hắn xúc động và cảm xúc mãnh liệt. Từ thành phố Lang đến thành phố Thiên Trạch, bị một vũng nước đọng của thành phố Thiên Trạch làm cho thiếu chút nữa đánh mất đi nhiệt huyết, hiện tại Lưu Nhất Cửu lại lần nữa nhen nhóm nhiệt huyết cho hắn. Nhất Cửu, chuyện này tôi đã sẽ can dự. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Nắm chắc chứng cứ xác thực trong tay, bảo vệ sự an toàn cho Lô Thắng. Vâng. Lưu Nhất Cửu đứng nghiêm, cúi đầu kính lễ. Phạm Minh Vĩ cũng không phải người tốt. Lưu Nhất Cửu tiếp tục vạch trần mặt nạ huyện Bào Mã. Gã và Minh Lam hiểu có quan hệ nam nữ bất chính, ai mà không biết. Kiểm tra công việc lúc ban đêm, chó má, gã và Minh Lam hiểu cùng đến vùng nông thôn. Vốn muốn ở tại xã Vấn Nhu, lại nhận được điện thoại nói là ở xã Hoàng Toàn có tiệc rượu, liền quyết định đi ăn tiệc thịt lừa, tục ngữ nói trên trời có thịt rồng dưới đất có thịt lừa, Phạm Minh Vĩ thích cả hai, tham ăn háo sắc, kết
kết quả chết ở giữa đường. Biện hữu thủy thực biết làm càn, một tên bí thư thích rượu thịt háo sắc, một tên phó cục trưởng trùm ma túy, vậy mà cũng được tài liệu chuyên truyền là anh hùng, tôi thật muốn đánh một cái tát tai vào khuôn mặt phì nộn của lão. Dựa vào tình huống mà Lưu Nhất Cửu nắm giữ có thể xác định, Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh tuyệt đối đều có vấn đề, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp nhắm vào Biện hữu thủy và Trương Hòa Hưng. Tuy nhiên dường như có thể khẳng định rằng, Biện hữu thủy và Trương Hòa Hưng cũng khó thoát khỏi không can hệ. Hạ Tưởng thậm chí có thể khẳng định, nếu điều tra thuận lợi, tiếp tục tìm ra manh mối nữa, tuyệt đối sẽ khiến cho giới quan lại của huyện Bào Mã chấn động. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tưởng chỉ dặn một câu. Vân Phong, cho người trong đêm đến đón vợ của Lô Thắng tại huyện Bào Mã về thành phố, sau đó gọi điện thoại cho bệnh viện thành phố, để cho bọn họ miễn phí trị liệu, nếu điều kiện trị liệu của thành phố Thiên Trạch không tốt mới đưa lên Bắc Kinh. Sau đó lại gọi một cuộc điện thoại. Lão Dương, có một việc anh thay mặt tôi ứng phó một chút, có một phóng viên đến từ Bắc Kinh, y tên là Nguyên Giã, trong tay y có một số tin tức về huyện Bào Mã. Tôi có việc phải về thành phố Yến. Dương Kiếm vừa nghe đã vui mừng. Tôi còn ở huyện Bào Mã, có lẽ sẽ ở lại đây hai ngày nữa mới quay về. Vậy được, tôi bảo Nguyên Giã trực tiếp đến huyện Bào Mã tìm anh. Mọi sự sắp xếp, phải cẩn thận và chặt chẽ, không thể để cho đối phương có cơ hội nghỉ xả hơi. Gió thổi cỏ lay, với sự hiểu biết của Biện hữu thủy và Trương Hòa Hưng về huyện Bào Mã, Dương Kiếm lấy danh nghĩa thị sát, căn bản không có khả năng tiếp cận được chân tướng. Càng xuống phía dưới, trình độ rối trên lừa dưới càng cao. Nhưng Dương Kiếm nếu có sự tương trợ của Nguyên Giã, hẳn là nhanh chóng tiếp cận được với rất nhiều nội tình bên trong. Đối với điều tra ngầm của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hạ Tưởng căn bản không nuôi bất cứ hy vọng gì, với trình độ của một đám người trong Ban Tuyên giáo, muốn tiếp tục hỏi ra chân tướng, e rằng phí công. Hạ Tưởng cũng không tráng mặt mọi người, trực tiếp lại gọi điện thoại cho Nguyên Giã, bảo y trực tiếp đến huyện Bào Mã tìm Phó Chủ tịch Dương. Vì suy xét cẩn thận, hắn còn dặn dò thêm. Cơ hội thường chỉ có một lần, phải nắm bắt chắc một chút, Nguyên Giã, cậu nghĩ kỹ chưa? Nguyên Giã tuy rằng không rõ thị trưởng Hạ vì sao đột nhiên đem y chuyển giao cho Phó Thị trưởng Dương, nhưng rõ ràng Phó Thị trưởng Dương tuyệt đối là người đáng tin cậy của thị trưởng Hạ, y mặc dù có khi vô sỉ thậm chí khốn khiếp, nhưng cũng biết đạo lý tùy cơ hành sự, liền nói. Anh cứ yên tâm, tôi có không ít khuyết điểm. Nhưng cũng có ưu điểm khiến cho người khác tin phục, anh xem hành động của tôi. Lưu Nhất Cửu thấy thị trưởng Hạ điều khiển người đâu ra đó, đâu đâu cũng suy xét chu toàn, không khỏi khâm phục, là lãnh đạo, phải nhìn xa trông rộng, hắn cao minh hơn so với y. Chẳng những có trực tiếp thị sát, còn có âm thầm sắp xếp mọi việc, thật là lợi hại. Hạ Tưởng về đến nhà, trong đầu vẫn còn kích động, vừa vì sắp đón một việc hết sức rối ren, vừa vì lo cho vận mệnh của Lô Thắng mà thở dài. Sau đó hắn lại nghĩ tới Từ Hâm. Chương 959, sự việc xen giữa, thất bại. Kỷ Phong Thanh trước khi chết đã gặp mặt Từ Hâm, Từ Hâm vẫn kín như bưng, làm thế nào cạy miệng Từ Hâm bây giờ? Ấn tượng mà Từ Hâm để lại cho Hạ Tưởng là người dày dạn kinh nghiệm, mọi chuyện đều tính toán rất rõ ràng, không tham lam, nhưng cũng không chịu thiệt thòi, là một người không dễ thân thiện và còn so đo từng tí. Muốn cạy miệng Từ Hâm, quả là rất khó khăn. Đương nhiên nếu Từ Hâm mở miệng, sẽ đập tan quyền lực của Trần Khiết Văn. Quyền lực của Trần Khiết Văn rất vững chắc, dường như thâu tóm hết các nhân vật cấp cao quan trọng của thành ủy. Từ Hâm là trưởng ban tổ chức cán bộ, Bì Bất Hưu là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Bùi Nhất Phong là bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an trong thành ủy. Ngoại trừ Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ ra, tất cả các nhân vật có quyền thế đều tụ họp xung quanh bà. Khẩu, kiêm, bí thư vẫn là bí thư. Có quyền uy của nhân vật đứng đầu, lại có thêm một chút thủ đoạn chính trị, chắc chắn sẽ có người dựa dẫm. Hơn nữa nếu hắn đoán không sai, trước khi hắn đến Thiên Trạch, Ngô Minh Nghị và Trần Khiết Văn đã có can hệ với nhau, nhất định bọn họ đã có nhiều lần hợp tác với nhau. Sau khi hắn đến, bởi vì hắn và Trần Khiết Văn có chính kiến bất đồng, đồng thời bởi vì có liên quan đến nhà họ Ngô, Ngô Minh Nghị không thể không duy trì khoảng cách với Trần Khiết Văn. Nhưng cho dù không có Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ, quyền lực của Trần Khiết Văn đối với thành ủy Thiên Trạch, vẫn không thể coi thường được, hơn nữa hơn phân nửa người ở phía dưới khu huyện đều do bà cân nhắc đề bạt. Phần lớn Giang Sơn thành phố Thiên Trạch, đều nằm trong tay Trần Khiết Văn. Giả sử Từ Hâm biết chính xác một nội tình gì đó, Hạ Tưởng sẵn lòng bỏ ra thời gian dụ Từ Hâm theo hắn.
Đang ngồi ở phòng sách uống trà, Vệ Tân đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng dưng tỉnh giấc, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông, bên dưới để lộ ra đôi chân trắng nõn nà, cô một phen cướp lấy chén trà của Hạ Tường, oán trách nói. Anh xem anh đi, trà lạnh như thế này làm sao có thể uống? Sao không tự mình rót ly khác uống đi, mọi chuyện đều để cho em lo lắng hả, nếu ngày nào đó em chết đi, em có chết cũng không an lòng. Hạ Tường một tay kéo lấy cô áp vào trong ngực. Đang yên đang lành, sao em lại nói chết, xui xẻo. Vệ Tân bỗng nhiên khóc. Em vừa rồi mơ thấy em đã chết, em có gọi anh nhiều lần, anh cũng không trả lời, em cũng bực bội lắm. Vệ Tân luôn làm cho người ta vui vẻ cũng có lúc khiến người ta yêu sầu, Hạ Tường đau lòng kéo cô vào lòng. Còn nói phải chăm lo cho anh, em mới giống trẻ con đó, động cái đã khóc nhè. Vệ Tân tựa đầu sát vào ngực Hạ Tường. Em chỉ là không nỡ bỏ anh mới khóc như vậy, trước kia khi em vào đại học, mẹ bị bệnh, em vừa đi học vừa kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, em chưa từng rơi giọt lệ nào. Từ khi em quen anh, đã rơi nhiều nước mắt hơn 20 năm trước. Đều là do anh gây ra, anh còn không biết xấu hổ. Một người con gái cả đời dành nước mắt, cuối cùng lại vì một người đàn ông mà rơi lệ, tình yêu mà không rơi lệ, thì không phải là tình yêu. Hạ Tường ôm chặt Vệ Tân. Thời xưa những người có học, đều ở bên ngoài mua một căn nhà, để người tình của mình sống ở tại căn nhà ấy, gọi là lập phòng nhì. Em biết, bây giờ đều gọi là tiểu tam. Vệ Tân lại cười. Vẫn là người xưa thông minh, sự việc không tốt cũng có thể nói cho văn nhã. Hiện tại tiểu tam vừa nghe đã hiểu là nghĩa xấu, nhưng từ phòng nhì nghe có vẻ lịch sự nho nhã hơn. Em mặc kệ là phòng nhì hay là tiểu tam, dù sao trước khi anh chán em cũng đã theo anh rồi. Tuy nhiên có khi cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Sau khi vỗ về Vệ Tân ngủ thiếp đi, Hạ Tưởng lại nghĩ đến sự việc. Trên cơ bản sự việc của thành phố Thiên Trạch đã được triển khai, vấn đề của huyện Bào Mã là vấn đề lớn nhất trong giai đoạn này, cũng là báo trước mối quan hệ của hắn và Trần Khiết Văn lại một lần nữa xảy ra xung đột. Về phần Kinh Bắc Tân Thành và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, trước mắt coi như tiến triển thuận lợi, có lẽ Hạ Tưởng ít nhiều cũng nắm được chút điểm yếu của Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn trong công việc ở Ủy ban Nhân dân, những việc lớn chỉ cần đụng tới lợi ích của bà, nhất định bà sẽ nhúng tay vào, việc nhỏ coi như buông tay không thèm quan tâm. Hắn cũng rõ ràng biết Trần Khiết Văn hiện tại đối với chính sách hỗ trợ và Kinh Bắc Tân Thành không hề hỏi đến, là muốn chờ hắn sau khi chạm đến lợi ích của thế lực gia tộc, khi thế lực gia tộc phản công sẽ khiến hắn vấp phải trắc trở, bà không cần ra tay. Nhưng liên quan đến vấn đề nhân sự, quyền uy của Trần Khiết Văn không dễ gì xâm phạm, bà nhất định không nhượng bộ. Nếu thế lực thị trường có ảnh hưởng đến quyết định trọng đại của vấn đề nhân sự, vậy một bí thư như bà coi như quá thất bại. Nhưng Hạ Tưởng không thể không can thiệp vào vấn đề nhân sự, muốn thi hành việc gì đều phải có những người chấp hành cụ thể, không có nhân viên, khó có thể tiến hành. Hơn nữa có một số việc hắn đã vô tình đụng phải, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, giống như việc của Kỷ Phong Thanh và Lô Thắng. Nếu không có cái chết của Kỷ Phong Thanh đã đem đến cho hắn sự tỉnh ngộ, gặp phải cảnh ngộ của Lô Thắng, hắn nhiều lắm chỉ có đồng cảm, mà không hề tức giận. Muốn kiểm tra việc gì từ phía huyện quá khó khăn, đặc biệt là một số huyện ở vùng xa, quá xa xôi nên lãnh đạo không thể ngó tới. Nhưng hiện tại trong lòng Hạ Tưởng tràn đầy sự phẫn nộ, dù có khó khăn và trắc trở bao nhiêu đi nữa, cho dù có đào sâu ba thước huyện Bào Mã, hắn cũng muốn trả lại một đạo lý công bằng cho Lô Thắng. Cũng muốn làm cho huyện Bào Mã phục hồi lại sự trong sạch. Hạ Tưởng càng nghĩ càng giận, giận một đám rác rưởi cặn bã, đem một người anh hùng phòng chống ma túy bức ép thành kẻ buôn ma túy, còn đem hình tượng kẻ chuyên buôn ma túy tuyên truyền thành anh hùng. Huyện Bào Mã có bí thư và chủ tịch huyện như vậy, có thể phát triển kinh tế, có thể duy trì kinh tế ổn định mới là lạ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng ngồi xe tới thành phố Yến, lấy danh nghĩa là báo cáo công tác cho tỉnh ủy, quả là hợp tình hợp lý. Đương nhiên Hạ Tưởng là thị trưởng, muốn đi nơi nào chỉ cần thông báo cho văn phòng Ủy ban Nhân dân một tiếng là được. Lái xe Lý Ái Lâm là một người lái xe đã già, năm nay 45 tuổi, lái xe rất chậm, muốn bảo y chạy nhanh cũng không được. Sau khi Hạ Tưởng lên làm thị trưởng, không giống như trước kia. Trước kia hắn dùng xe của mình, thuận tiện đi lại, hiện tại trên cơ bản phải ngồi xe của nhà nước, phải chú ý đến hình tượng. Nhưng quan hệ của hắn và lái xe cũng bình thường, chưa đạt đến trình độ thân thiết giữa lãnh đạo và lái xe, có lẽ là do tính cách của hắn. Quá trình tiếp nhận của hắn với một người có lẽ hơi chậm,
cũng là xuất phát từ ý nghĩ cẩn thận. Lý Ái Lâm trong mắt hắn được xem như là người hiền lành, không nói nhiều, có chút trầm lắng. Mới rời khỏi Thiên Trạch không lâu, lại nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng, khi cậu đi ngang qua Bắc Kinh, nhớ ghé thăm Tiểu Phàm, con bé làm ầm lên vì không gặp được cậu. Theo chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Tống làm. Hạ Tưởng trả lời một câu rất quan liêu. Tống Chiêu Độ ngược lại mỉm cười. Nói cái quái gì vậy hả? Cậu nói chuyện làm như có chút kỳ dị khác thường. Hạ Tưởng cũng ý thức được cái gì, phỏng chừng hắn cũng chịu ảnh hưởng bởi cái tính bảo thủ của Lý Ái Lâm, cũng cười. Quen nếp rồi, thuận miệng thôi, thật đúng là không quen nói chuyện như vậy trước mặt anh. Buông điện thoại, Lý Ái Lâm nhìn một lát, vẫn lắm miệng chen vào một câu. Thị trưởng Hạ, anh và Chủ tịch tỉnh Tống nói chuyện cũng thật thoải mái, không có phân biệt cao thấp. Hạ Tưởng chỉ mỉm cười, không giải thích gì nhiều. Đến Đại học Bắc Kinh một chuyến, ghé thăm con gái của Chủ tịch tỉnh Tống một tí. Lý Ái Lâm đồng ý một tiếng, rồi chuyên tâm lái xe, trong lòng lại nghĩ, thảo nào nghe đồn mối quan hệ của thị trưởng Hạ và Chủ tịch tỉnh Tống không tầm thường, thật đúng là không tầm thường. Chưa bao giờ gặp qua cuộc nói chuyện nào giữa thị trưởng và Chủ tịch giống như là nói chuyện phiếm với nhau, đúng, còn yêu cầu ghé thăm con gái của Chủ tịch tỉnh, thị trưởng Hạ quả là người được Chủ tịch tỉnh Tống hết sức tin cậy. Về sau có cơ hội khoe mẽ rồi, có mấy người tài xế của lãnh đạo cấp thành phố gặp qua thiên kim của Chủ tịch tỉnh, còn lái xe cho cô. Lý Ái Lâm trong lòng bỗng nhiên trào dâng sự phấn khởi và niềm tự hào. Rất nhanh đã đến Đại học Bắc Kinh, Lý Ái Lâm đậu xe, thấy thị trưởng Hạ xuống xe gọi điện thoại, y liền đứng sang một bên đợi, trong lòng nghĩ thầm rằng thiên kim của Chủ tịch tỉnh Tống dáng vẻ có đẹp hay không. Y cũng gặp qua không ít con gái của lãnh đạo, gọi là xinh đẹp cũng không phải rất nhiều. Y vừa có chút hoài nghi, cũng có chút chờ mong. Không ngờ đợi được một lúc, không thấy cô gái xuất hiện, mà ngược lại có hai người dáng vẻ sinh viên vây quanh thị trưởng Hạ. Hơn nữa xem ra thái độ đối với thị trưởng Hạ cũng không mấy cung kính, Lý Ái Lâm liền nóng nảy, vội vàng qua đó bảo vệ thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng gọi điện cho Tống Nhất Phàm lại bảo hắn đến phòng học tìm cô đang nghe buổi tọa đàm, nửa giờ nữa mới kết thúc. Hạ Tưởng nói hắn ở đây đợi cô được rồi. Cô lại không chịu, còn nói để hai sinh viên nam đi gặp hắn một chút. Có hai người mà khiến cho Hạ Tưởng không có cách nào khác, một người là Cổ Ngọc, người kia chính là Tống Nhất Phàm. Nếu nói một cách chặt chẽ còn có một người nữa chính là Mai Hiểu Lâm. Điện thoại vừa mới ngưng, sau vài phút đã thấy xuất hiện hai nam sinh viên. Cả hai đều trong độ tuổi 20, hơi ngạo nghễ, nhìn chăm chú Hạ Tưởng một chập lâu, mới tự giới thiệu. Tôi là Lý Nhuận. Người kia là Địch Bằng, đều là bạn học của Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm nói anh là anh trai của cô ấy, tại sao tôi chưa từng nghe nói cô ấy có anh trai nhỉ? Suy nghĩ của nam sinh không thể gạt Hạ Tưởng, Hạ Tưởng thấy ánh mắt căm phẫn của y nhìn hắn, phỏng chừng y là một trong những người đang theo đuổi Tống Nhất Phàm, hắn cũng không thèm bận tâm đến lời nói của nam sinh ấy. Dẫn tôi đi đến phòng học, cảm ơn. Lời của Lý Nhuận tôi hỏi anh, tại sao anh không trả lời, thật không lễ phép. Địch Bằng giống như người hầu của Lý Nhuận, hết sức bảo vệ Lý Nhuận. Anh là anh trai của cô ấy hay là có quan hệ gì khác? Nhìn dáng vẻ của anh không giống người giàu có, cũng không phải là tướng làm quan, Tống Nhất Phàm làm sao có một người anh trai như vậy? Được rồi, anh tốt nghiệp ở trường đại học nào vậy? Trường đại học của tôi rất bình thường, không đáng giá để nhắc tới. Hạ Tưởng cười trừ cho qua chuyện. Vậy anh mở công ty gì? Địch Bằng tiếp tục đặt câu hỏi với bộ dáng tò mò, hiển nhiên y không tin Hạ Tưởng là anh trai của Tống Nhất Phàm, y hoài nghi giữa hắn và Tống Nhất Phàm có quan hệ mờ ám. Hạ Tưởng cũng rất kiên nhẫn. Không mở công ty, chỉ là làm công ăn lương bình thường. Lý Nhuận và Địch Bằng liếc nhau, hai người đều nở ra nụ cười khinh miệt. Thấy anh đã 30 tuổi, vậy mà vẫn là kẻ vô tích sự, thật sự là không nên. Tôi mà đến tuổi này ấy. Nhất định sẽ mạnh mẽ hơn anh gấp trăm lần. Mạnh mẽ gấp trăm lần. Đồ nhãi con, cậu không sợ lưỡi của cậu dính lại à? Lý Ái Lâm vừa lúc kịp tới, nhất thời tức giận, lời nói như có lửa. Không phải tôi coi khinh cậu, đừng nghĩ cậu học ở Đại học Bắc Kinh, khi cậu đến 30 tuổi, chỉ cần cậu có được bản lĩnh như anh ta, cậu đã quá giỏi rồi. Địch Bằng không phục, cười châm chọc. Ba của Lý Nhuận hiện tại là phó giám đốc sở. Y lại là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, khi y đến tuổi 30, ít nhất cũng có thể lên được chức cục trưởng.
Cục trưởng, Lý Ái Lâm ngày thường ở trước mặt của Hạ Tưởng rất là hiền lành, nhưng y cũng là lái xe cho thị trường, nên khi nói chuyện cũng có chút ngạo nghễ. Cậu có biết người trước mắt cậu là ai không? Anh ta là thị trưởng, còn ở đó mà khoe là giám đốc sở. Giám đốc sở 30 tuổi, vẫn chỉ là chức giám đốc sở, đường đường thị trưởng của một thành phố. Lý Nhuận và Địch Bằng ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đứng ngây người. Chương 960, trận chiến tranh luận, thất bại. Thật hay giả đó. Ba Lý Nhuận tốt xấu cũng là phó vụ trưởng Bắc Kinh, y coi như cũng có chút kiến thức, biết thị trưởng 30 tuổi là một cái khái niệm gì, dù là ba y hiện tại là chủ tịch tỉnh, cũng không dám cam đoan y 30 tuổi có thể lên làm thị trưởng. Thị trưởng còn có người dám giả mạo. Lý Ái Lâm tâm tư giữ gìn Hạ Tưởng vô cùng bức thiết. Còn nói so với thị trưởng Hạ mạnh hơn 100 lần, so với thị trưởng lớn 2 cấp chính là cấp bộ, so với thị trưởng lớn 100 lần, toàn Trung Quốc cũng không có à. Lý Nhuận và Địch Bằng ánh mắt trợn trắng. Anh, thật sự là thị trưởng. Trong nước còn có thị trưởng 30 tuổi, rất giỏi. Hạ Tưởng ánh mắt ôn hòa liếc mắt nhìn Lý Ái Lâm một cái. Lão Lý, không cần nhiều chuyện, lên xe đợi tôi một lát. Ngoài là phê bình, thực tế là ý tán thưởng, khiến cho Lý Ái Lâm trong lòng hết sức thoải mái. Hạ Tưởng lại nói với hai người. Xin đưa tôi đến giảng đường lớn, cảm ơn. Hắn cũng hiểu là đã trúng trưởng của Tống Nhất Phàm, lại dưới sự sắp xếp khéo léo của cô bé, làm người giữ trẻ của cô bé một lần. Được, hắn hiện tại đã thành tấm lá chắn đặc biệt của cô. Cách giảng đường lớn không tới 300 mét, dọc đường đi Lý Nhuận và Địch Bằng hỏi đông hỏi tây, vô cùng tò mò, không thể tin được Hạ Tưởng thật sự là thị trưởng, nhưng lại biết nhân vật khí tức ổn định thần sắc thư thái trước mắt bọn họ so với đàn anh không lớn hơn bao nhiêu, không ngờ là đường đường thị trưởng. Bọn họ liền hỏi rất nhiều vấn đề cổ quái. Hạ Tưởng cũng rất có kiên nhẫn mà trả lời một số. Giảng đường lớn đang cử hành một buổi tọa đàm lý luận kiến thức, người giảng dạy là giáo sư Hồ Thuyết Giáo. Hạ Tưởng vừa thấy tên liền không kìm nổi cười, vốn tên gọi, Thuyết Giáo, giảng đạo, là chuyện tốt, nhưng lại mang họ Hồ, Hồ Dồ liền thành phản nghĩa. Đi vào liền phát hiện giảng đường có sức chứa 500 người đã kín mít không còn chỗ ngồi, bởi vì là tọa đàm mở, ai ai đều có thể dự thính. Hạ Tưởng dưới sự dẫn dắt của Lý Nhuận và Địch Bằng, đi tới chỗ ngồi của Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm vừa thấy Hạ Tưởng, vui mừng vẫy tay về phía hắn, Hạ Tưởng thấy Tống Nhất Phàm ngồi ở giữa, vốn không muốn qua đó, nhưng Tống Nhất Phàm vẫn cứ mãi vẫy tay, hắn liền trở thành tiêu điểm của mọi người, đành phải chen chúc tiến vào. Kết quả là hắn tới bên Tống Nhất Phàm ngồi xuống, mới phát hiện bên cạnh cũng là một nữ sinh, còn là một mỹ nữ. Tóc dài, mặt trái xoan đúng chuẩn, khuôn mặt không biết sao mà có vài phần giống cổ ngọc, khiến cho hắn ngây người sửng sốt. Nữ sinh không vui, đối với ánh mắt của Hạ Tưởng rất có thái độ thù địch. Vô duyên, nhìn gì đó. Hạ Tưởng phất tay, mỉm cười không nói gì, Tống Nhất Phàm liền kéo cánh tay hắn, nhỏ giọng nói. Cô ấy là kêu Mộ Dung Dung, tên quái người cũng lạ, luôn thích lạnh lùng đối với người khác, làm như cô ta là nữ xinh đẹp nhất toàn Đại học Bắc Kinh vậy. Kỳ thật cô ta không xinh bằng em, đúng không? Tống Nhất Phàm cũng là nói thật, Mộ Dung Dung so với cô bé quả thật kém cỏi 3 phần, Hạ Tưởng liền vui vẻ. Mộ Dung Dung là họ Mộ Dung tên Dung, hay là họ Mộ tên Dung Dung? Anh đoán đi. Tống Tiểu Phàm chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt pha trò. Khẳng định là cái sau. Hạ Tưởng đối với Tống Nhất Phàm rất hiểu biết, cô nói Mộ Dung Dung tên quái, khẳng định là bởi vì họ Mộ. Nhưng cố tình đặt một cái tên Dung Dung, làm cho người ta có cảm giác dường như là họ Mộ Dung vậy. Tống Nhất Phàm trạng thái không tồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, môi bong mẩy, thành thục quyến rũ, Hạ Tưởng liền vỗ vỗ bả vai của cô. Tọa đàm gì mà em cứ đòi nghe cho xong vậy? Chủ tịch tỉnh Tống muốn đón em về, khẳng định là nhớ em rồi. Tọa đàm của giáo sư Hồ Thuyết Giáo luôn rất sắc bén, em thích nghe. Hôm nay đề mục ông ta diễn thuyết là mối quan hệ giữa bằng cấp cao và thu nhập cao, anh cũng có thể nghe một chút, nói không chừng rất có thu hoạch. Nghe thì nghe, dù sao Bắc Kinh cách thành phố Yến không xa, việc đi lại cũng dễ dàng, Hạ Tưởng cũng liền dành ra chút thời gian, lắng nghe cao kiến của Hồ Thuyết Giáo. Chỉ nghe vài câu, liền cảm thấy không được ổn lắm. Trong ấn tượng, giáo sư trường cao đẳng sẽ không nói trực tiếp như vậy, lại càng không thực tế như vậy. Giáo sư Hồ Thuyết Giáo say sưa mà giảng, nói ra rất có tính kích động, nhưng nghe ở trong tai Hạ Tưởng, cũng là càng nghe phương hướng càng không nhiều.
tốt xấu cũng là giáo sư trường cao đẳng, cho dù không truyền đạt giáo dục tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác Lênin cho học sinh, cũng phải để học sinh tạo dựng nhân sinh quan và thế giới quan chính xác, giáo sư Hồ thì ngược lại có thể ăn nói lung tung. Bằng cấp cao chính là sự bảo đảm của thu nhập cao. Giáo sư Hồ chậm rãi nói. Cho tới nay, ý thức tài phú của việc đào tạo sinh viên là một trong những nội dung tư tưởng của tôi. Giàu có nghĩa là tạo ra rất nhiều GDP, thu nhập từ thuế, cương vị vào nghề, có nghĩa là cống hiến nhiều cho xã hội, cũng trợ giúp người thu nhập thấp, cũng tránh cho bản thân, người nhà cùng họ hàng trở thành gánh nặng xã hội. Đối với người bằng cấp cao mà nói, bần cùng có nghĩa là sỉ nhục và thất bại. Nhất là các em là học sinh Đại học Bắc Kinh, là tinh anh trong tinh anh, nếu có học sinh Đại học Bắc Kinh ra trường, ở trong xã hội bươn trải khó khăn, thậm chí có người đánh giày, bán vỉa hè, bán khoai lang, còn bán thịt lợn, không cảm thấy đáng xấu hổ mà tự cho là quang vinh, tôi đối với bọn họ đau lòng sâu sắc. Các em đang ngồi đây nếu giống như bọn họ vậy, ngàn vạn lần không được nói là học sinh của tôi không đủ khả năng để dạy người này. Hạ Tưởng càng nghe càng phản cảm, thân là giáo sư trường cao đẳng, chẳng những con buôn lấy của cải luận anh hùng, trong mắt y rõ ràng có sự phân biệt đối xử giữa giai cấp và địa vị xã hội, người làm thấy, giảng đạo lý dạy nghiệp vụ. Giảng đạo lý là đứng đầu, đạo đức quan niệm không chính xác, thì học sinh được đào tạo ra có học vấn càng cao bản lĩnh càng lớn, ngược lại sẽ nguy hại đối với xã hội càng lớn. Cho nên những sinh viên đời sau, người có gia cảnh giàu có lái xe đến trường, kết quả đâm chết người nhìn mãi quen mắt. Thậm chí có người, bởi vì học đàn dương cầm, kết quả khi giết người đâm liên tiếp 8 nhát, còn nổi tiếng với cái tên đẹp là tay đàn dương cầm. Lái xe để làm gì? Học đàn để làm chi? Sinh viên với ý thức đạo đức nông cạn, quả thật có liên quan với việc cha mẹ nuôi dạy chỉ chú trọng học tập không chú trọng đạo đức, cũng không phải là không có quan hệ với các giáo sư không đủ đạo đức làm thầy. Khi mà Hạ Tưởng nghe được giáo sư Hồ thuyết giáo dõng dạc nói ra đoạn sau, cuối cùng không kìm nổi cười nhạt. Các em là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, là nhân tài xuất sắc nhất trong toàn bộ xã hội. Kỳ vọng của tôi đối với các em là, khi 40 tuổi, phải có được tài sản 40 triệu. Nếu không các em không còn mặt mũi đến gặp tôi, các em sẽ không xứng đáng làm học sinh của tôi. Hay cho một giáo sư Hồ thuyết giáo, hay cho những lời nói hùng hồn, hay cho một lý luận mê hoặc lòng người. Giáo sư Hồ vừa dứt lời, trong giảng đường liền nhốn nháo những lời bàn luận. Hạ Tưởng tiếp tục đối với lý luận của y khinh thường không để ý, cũng đã qua rồi cái tuổi biện luận so đo cao thấp, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không lên tiếng. Không ngờ giáo sư Hồ thuyết giáo dường như rất có ý khẩu chiến với mọi người, lớn tiếng nói. Các học sinh có ý kiến gì cứ việc đề xuất, ai không có cùng cái nhìn đều có thể cùng tôi biện luận, tôi đồng ý các em có quyền lên tiếng, nếu như các em cho rằng có đủ tài ăn nói, cũng có thể thử thuyết phục tôi. Một trận tranh luận vo ve qua đi, bắt đầu có người lần lượt đề xuất ý kiến phản đối, nhưng lại bị giáo sư Hồ thuyết giáo bác bỏ mà thua không còn manh giáp, kết quả sau 5-6 người ra trận. Không có một người nào chiếm được thượng phong, thanh âm phản đối liền nhỏ đi nhiều. Hạ Tưởng cảm thấy không có ý nghĩa gì, liền nhỏ giọng nói. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Giáo sư Hồ, bạn học Hạ Tưởng muốn phát biểu. Tống Nhất Phàm đột nhiên giơ tay lên tiếng, đề cử Hạ Tưởng, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Giáo sư Hồ thuyết giáo cũng có lễ độ, không chú ý tới tuổi của Hạ Tưởng kỳ thật Hạ Tưởng mới 30 tuổi. Trong viện nghiên cứu và tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh, hắn cũng không già hơn bao nhiêu còn rất khách khí nói. Bạn học Hạ có gì cứ nói, không cần ngượng ngùng, còn để bạn nữ thay cậu giơ tay lên tiếng, có phải quá nhát gan hay không? Cả khán phòng cười phá lên. Hạ Tưởng bị ép buộc bất đắc dĩ, đành phải ứng chiến. Giáo sư Hồ, đầu tiên xin nói rõ, tôi không phải sinh viên của Đại học Bắc Kinh, cũng không có cơ hội đến Đại học Bắc Kinh tiếp tục nghiên cứu sâu thêm. Cũng là một sự tiếc nuối. Nhưng tôi không ủng hộ cách nói bằng cấp cao có nghĩa là thu nhập cao, trường đại học chỉ trợ giúp anh có một khởi điểm tốt đẹp, nhưng xã hội mới là trường đại học thực tế nhất của cuộc sống, chỉ có trong trường đại học xã hội lấy được bằng cấp cao, mới là khởi đầu của sự thành công. Giáo sư Hồ thuyết giáo khẽ gật đầu. Cách nói này không có ý gì mới. Đúng rồi, bạn học Hạ nếu không phải học sinh của Đại học Bắc Kinh, vậy hiện tại đã ra xã hội, có địa vị xã hội hay không? Thu nhập như thế nào? Làm công tác gì? Hạ Tưởng vẻ mặt vẻ xấu hổ. Tôi công tác ở đơn vị cơ quan, thu nhập hàng tháng vào khoảng 2.000 tệ.
Lại là một trận cười vang, có cười nhạo, có cười khẽ, cũng có tiếng cười không sao cả. Vậy bên cạnh có phải có sinh viên tốt nghiệp của Đại học Bắc Kinh, địa vị xã hội và thu nhập đều cao hơn người một bậc hay không? Giáo sư Hồ Thuyết Giáo tiếp tục đặt câu hỏi, dường như cố ý lấy Hạ Tưởng làm tài liệu phản diện để nghiệm chứng tính chính xác của cách nói của y. Quả thật có. Có thể đưa ra một ví dụ hay không? Giáo sư Hồ vẻ tươi cười trên mặt tăng lên thấy rõ. Ông ta là một cục trưởng của thành phố cấp 3, là sinh viên tốt nghiệp khóa nào của Đại học Bắc Kinh, tôi cũng không nhớ rõ, dù sao ông ta quả thật rất thành công, tay nắm quyền cao, người người tôn kính, ông ta năm nay hẳn là hơn 50 tuổi, có tài sản hơn 40 triệu không thì tôi không dám khẳng định, nhưng bảo thủ dự đoán hẳn là có 20 triệu. Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, không có một chút khoa trương. Giáo sư Hồ liền vui vẻ mỉm cười. Các học sinh, tôi nói không hề sai phải không? Bằng cấp cao chẳng khác nào thu nhập cao, chẳng khác nào là nước cờ đầu có được của cải. Các em xem bạn học này và vị cục trưởng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, chênh lệch cỡ nào? Sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm nay 50 tuổi, so với các em lớn hơn 30 tuổi, thì đã có thành tựu như thế này, các em hiện tại ra ngoài hướng xã hội, đến lúc 40 tuổi, khẳng định có thể vượt qua ông ta rất nhiều. Giáo sư Hồ Thuyết Giáo thao thao bất tuyệt diễn thuyết mấy câu, mới như chợt nghĩ ra chuyện gì, lại hỏi Hạ Tưởng. Bạn học Hạ có tiết lộ một chút, cậu có hâm mộ vị cục trưởng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đó không? Đúng rồi, cậu có phải là cấp dưới của ông ấy không? Tôi không hâm mộ ông ta. Hạ Tưởng nói rất rõ ràng. Vì sao, có phải cảm thấy vĩnh viễn không bằng ông ta, nên đến hâm mộ cũng không có luôn? Giáo sư Hồ có sức tưởng tượng cũng khá phong phú. Cũng không phải vậy, chủ yếu là ông ta bây giờ không còn ở thế gian này nữa. Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh nói. Ông ta bởi vì tham ô nhận hối lộ đã bị phán xử tử hình, cách đây không lâu đã bị xử bắn. Qua, một tiếng, trong giảng đường như ong vỡ tổ, các học sinh nhao nhao nghị luận, đều không ngừng kinh ngạc. Mắt kính của giáo sư Hồ thiếu chút nữa rơi xuống đất, dùng sức đầy đầy vài cái, mới miễn cưỡng giữ được. Cậu cố ý quấy rối phải không? Tôi nghĩ dù ông ta bị xử bắn, con đường nhân sinh của ổng cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với cậu đấy. Hay, lại một câu mạnh hơn gấp trăm lần, Hạ Tưởng chưa kịp phản bác, Tống Nhất Phàm Phàm rốt cục đứng dậy. Mạnh hơn gấp trăm lần. Giáo sư Hồ, thầy nói xem dưới thể chế chính trị trong nước hiện hành, có ai dám nói so với cấp bậc của thị trưởng lớn hơn gấp trăm lần? Chương 961, sự giao đấu vĩ mô, thất bại. Thị trưởng. Giáo sư Hồ Thuyết Giáo không thể tin được tai của mình. Anh ta có thể là thị trưởng sao? Hiếm thấy nên thấy lạ. Tống Nhất Phàm liếc mắt nhìn Hồ Thuyết Giáo một cái rồi kéo Hạ Tưởng đi. Chưa đủ 40 triệu thì đừng có đến gặp thầy. Thầy cũng gần 50 tuổi đầu rồi. Nói về cấp bậc, chỉ là cấp cục. Nói về thu nhập thì một tháng mấy nghìn tệ. Thế mà còn mở miệng ra là nói 40 triệu. Thầy tưởng rằng cả cái đất nước này chỉ có học sinh của thầy là nhân tài thôi sao? Còn người khác đều là kẻ ngốc hả? Giáo sư Hồ, thầy lạc hậu rồi. Câu nói nổi tiếng của Khải Công tiên sinh là học làm thầy người ta thì hành vi phải gương mẫu. Hy vọng giáo sư Hồ đọc sách của Khổng Tử và Hiền Triết nhiều hơn. Hy vọng về sau trong thầy sẽ chảy nhiều dòng máu đạo đức hơn chứ không phải là tiền bạc và lợi ích. Hạ Tưởng cũng cười lạnh một tiếng có chút hít khinh bỉ rồi cùng đi với Tống Nhất Phàm. Đối với giáo sư truyền dạy lý thuyết bậy bạ cho học sinh của mình về duy vật tiền tài thì hắn không cần phải nể làm gì. Còn nhớ năm xưa ngay cả chuyên gia bậc thầy Trình Hy học, hắn còn dám giáp mặt luận chiến huống chi là một ông giáo sư Hồ Thuyết ra ó không ra gì. Hạ Tưởng giận dữ chính là bởi vì đầy rẫy các học giả bên trong trường đại học, đều giống như ông giáo sư Hồ Thuyết giáo kia với vấn đề tu dưỡng đạo đức, mới dẫn đến đạo đức của học sinh bây giờ không còn. Mới xuất hiện những vụ việc phạm tội của sinh viên khiến cho ai nấy đều phải thở dài ngao ngán. Của thế hệ sau, tình cảm quần chúng dạt dào xúc động. Sinh viên đã từ con cưng của trời lại một lần nữa suy đồi trở thành những người vô dụng, 100 người không lấy được một người nào. Cuối cùng là lỗi của ai? Tìm căn nguyên nguồn gốc của nó, những người là tấm gương cho người khác dẫn đến rất nhiều nhân tố không chính xác ở bên trong. Cũng là căn nguyên cơn giận dữ của Hạ Tưởng ngày hôm nay. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đi rồi, giáo sư Hồ Thuyết ra ó nghẹn họng nhìn chân chối, đứng ở bục giảng hồi lâu chẳng nói lên lời nào.
Đợi Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đi ra rất xa mới nghe thấy trong phòng học truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi và tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Nhất Phàm khi ôm chặt cánh tay của Hạ Tưởng ngồi trong xe ô tô, Lý Ái Lâm chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn tiếp nữa. Quả thực chính là một tiểu tiên nữ. Anh ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Vẻ xinh đẹp mà khiến người ta chỉ dám nhìn một lần chứ không dám nhìn lần thứ hai nữa. Lại thấy cái dáng vẻ thân thiết ôm chặt cánh tay Hạ Tưởng của Tống Nhất Phàm thì Lý Ái Lâm liền chẳng có gì để nói nữa. Người trẻ tuổi tuấn tú, lại là thị trưởng, không khiến phụ nữ thích mới là lạ. Anh ta cũng thấy vẻ vang, lãnh đạo của mình vừa trẻ tuổi vừa có tài, là lái xe cho hắn cũng là vinh quang. Dọc đường đi Tống Nhất Phàm líu díu nói không ngừng, Hạ Tưởng từ đầu đến cuối mỉm cười lắng nghe, chẳng ngoài những chuyện ai theo đuổi cô ấy, ai đánh nhau vì cô ấy, ai tự cho là đúng hoặc là bài giảng của một vị giáo sư nào đó không ra sao, giáo sư nào đó rất phong độ v.v. Toàn là những vấn đề của cô nữ sinh nhỏ bé, không có một chút thông tin gì về việc điều động của Tống Chiêu Độ. Rốt cuộc thì cũng là nữ sinh, chẳng những hướng ngoại mà còn chẳng quan tâm gì đến chính trị. Hạ Tưởng trong khi nghe Tống Nhất Phàm nói thì tâm tư đã sớm bay đến thành phố Yến rồi. Tới thành phố Yến là vừa vào lúc giã trưa, bởi vì muốn đến nhà Tống Chiêu Độ, Lý Ái Lâm là lái xe nên không tiện đi theo cùng. Hạ Tưởng bảo anh ta đến tổ lái xe ở tỉnh ủy để nghỉ ngơi. Gọi một cuộc điện thoại cho Phương Cách, Phương Cách nói yên tâm, anh ta sẽ chăm lo tốt. Lý Ái Lâm liền vô cùng cảm động. Thị trưởng Hạ thật sự là cẩn thận lại còn chú ý đến cả cảm nhận của anh ta nữa. Anh ta cảm ơn rối rít, sau đó đi đến tỉnh ủy. Phương Cách cũng khá nể tình, đích thân đến đón, càng khiến cho Lý Ái Lâm thấy được hưởng thụ. Thị trưởng Hạ ở tỉnh ủy thật đúng là được hoan nghênh, sớm muộn thì cũng sẽ trở thành nhân vật số một ở Thiên Trạch mà thôi. Tống Chiêu Độ về trước giờ tan ca, vừa vào cửa đã nói. Tiểu Phàm, đi ra giúp ba mua một ít hoa quả về ăn đi. Ba, bình thường chẳng phải ba không thích ăn hoa quả sao? Tống Nhất Phàm có chút không hiểu ý của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ bất đắc dĩ. Ông ta thân là chủ tịch tỉnh, trong tay ông ta bao nhiêu người đang phỏng đoán suy nghĩ của ông ta. Nhất cử nhất động của ông ta thì đều sẽ có người suy đoán. Nhưng con gái của ông ta thì căn bản không cho ông ta chút sĩ diện chút nào. Hạ Tưởng liền nói. Tiểu Phàm nghe lời, đi mua dưa hấu cho anh đi. Tống Nhất Phàm mới, ồ, lên một tiếng. Con hiểu rồi, mọi người nói chuyện không muốn cho con nghe, con cũng chẳng muốn nghe. Thật đấy, cứ nói rõ ra là được rồi. Con cũng không phải là đồ ngốc. Được thôi anh Hạ, anh bảo em đi mua dưa hấu cho anh, có phải là châm chọc em là đồ ngốc phải không đấy? Tống Nhất Phàm bất mãn là bất mãn vậy đấy nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài. Cô vừa đi ra, Tống Chiêu Độ liền ngồi trên ghế, dùng lực đẩy và nằm ra phía sau. Phiền phức quá, gần đây nhiều chuyện đau đầu quá. Hạ Tưởng, từ lần đầu tiên cậu giúp tôi đến giờ đã 7-8 năm rồi. Lâu lắm rồi cậu không có giúp tôi ra chủ ý. Hôm nay cậu nhất định phải giúp tôi giải quyết mấy vấn đề khó mới được. Hạ Tưởng giật mình. Chủ tịch tỉnh Tống, là phiền toái gì vậy? Thấy Tống Chiêu Độ vẻ mặt mỏi mệt, so với trước kia phong thái quả thật kém vài phần, trong lòng hắn cũng thấy không tốt lắm. Chủ tịch tỉnh cũng là người. Hình ảnh sau lưng cũng là sự mệt mỏi và sự mệt mỏi trong tâm vô tận. Dân chúng thường thường không hiểu, cho rằng làm quan đều nắm quyền, đều muốn làm gì thì làm. Thực ra không cần biết là đi đến đâu thì cũng đều có quy chế cả, đều có những vấn đề gian nan khó giải quyết. Bản thân là người có địa vị cao, đặc biệt là đã lên đến cấp tỉnh. Những điều suy nghĩ đều là những chuyện quốc gia đại sự và quốc kế dân sinh, đều có ý chí muốn báo đền đất nước, đều muốn vì nhân dân. Đều muốn kinh tế phát triển để dân chúng hạnh phúc. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Tống Chiêu Độ thân là chủ tịch tỉnh Yến, loạn trong giặc ngoài, áp lực phải chịu quả thật không nhỏ. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu tình cảnh hiện tại của ông ta. Lại có liên quan đến tin đồn điều động ông ta đi. Chắc chắn là khiến ông ta tâm tư lao lực quá độ, hơn nữa lại bị nhà họ Ngô bức bách nên càng khiến ông ta trong lòng không nói được gì. Chuyện rất nhiều, rất phiền phức, đều cùng nhau kéo đến. Tống Chiêu Độ phải nói ra câu nói này thì có thể thấy ông ta thực sự trong hoàn cảnh khó khăn. Ông ta là một người không dễ thừa nhận thua. Hạ Tưởng quen ông ta 10 năm nay rồi, chưa bao giờ thấy ông ta buồn đau và lùi bước bao giờ. Hay là vì vấn đề điều động?
Hạ Tưởng vẫn là hỏi câu hỏi đang nghi vấn trong lòng. Điều động, là nhà họ Ngô gây ra phiền toái, chỉ là một phương diện của vấn đề, còn có vấn đề liên hợp ngành gang thép tỉnh Yến nữa. Đây mới là vấn đề nan giải lớn nhất, cũng chính là vì sự liên hợp của ngành gang thép nên nhà họ Ngô mới có ý muốn điều động tôi. Hạ Tưởng này, trước mặt cậu tôi cũng nói thẳng, nhà họ Ngô là đại diện cho thế lực gia tộc. Quan niệm chính trị của tôi với thế lực gia tộc không phù hợp nhau. Tất nhiên sẽ có xung đột và mâu thuẫn, nhưng dù là áp lực lớn thế nào thì tôi cũng sẽ xúc tiến quan niệm cầm quyền của chính mình. Tống Chiêu Độ ánh mắt rất kiên định. Hạ Tưởng liền gật đầu. Nói vậy là chú cũng biết chính sách cháu thi hành ở thành phố Thiên Trạch. Lợi ích của nhân dân là nằm ở trong tim cháu, luôn chiếm giữ vị trí hàng đầu. Tống Chiêu Độ dường như rất tin tưởng vào lập trường của Hạ Tưởng. Căn bản không quan tâm hắn theo khuynh hướng thế lực gia tộc hay thế lực bình dân mà trực tiếp nói đến vấn đề còn tồn tại. Ý của cấp trên là muốn cả nước liên hợp ngành gang thép. Muốn liên hợp ba xí nghiệp lớn Bảo Cương, Võ Cương và An Cương liên hợp toàn quốc. Bảo Cương phải liên hợp với nhà máy thép Đan Cương của thành phố Yến. Đan Cương chỉ có đồng ý. Ai mà biết được dự án của Đan Cương sau khi báo cáo lên thì Ủy ban Kế hoạch và Phát triển không phê chuẩn, yêu cầu phải là Bảo Cương khống chế cổ phần, tôi không đồng ý. Dựa vào đâu mà lại để Bảo Cương khống chế cổ phần? Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải được lập trường của Tống Chiêu Độ. Theo nguyên tắc chế độ phân thuế, điều này có ý nghĩa là sau khi các doanh nghiệp của tập đoàn Đan Bảo liên hợp, thuế thu nhập phải nộp 50% cho Thượng Hải. Tỉnh Yến đồng ý mới lạ. Thượng Hải về những chỗ này, thu nhập từ thuế cao như vậy không phải là vì kinh tế của họ thực sự phát triển mạnh như thế, mà phần nhiều là do chế độ thuế hiện hành gây ra. Hay nói cách khác, vì nguyên nhân chính sách thiên lệch của nhà nước. Thu nhập từ thuế của khu Tây Thành Bắc Kinh có thể xếp thứ 9 trong danh sách các tỉnh trên toàn quốc. Bởi vì năm ngân hàng lớn, dầu mỏ, hóa dầu Trung Quốc, điện lực, điện tín toàn bộ đều tổng hợp nộp ở đây, không phải là khu Tây Thành có nhiều nhân tài. Cũng không phải có nhiều ưu thế mà chính là có được địa lợi. Còn từ phía Tây sang phía Đông kéo dài qua 12 tỉnh nhưng Tân Cương, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, những vùng đầu ra của tài nguyên thì lại không nhận được sự ưu đãi từ thuế. Bởi vì công ty là đăng ký tại Thượng Hải nên thuế phải nộp cho Thượng Hải. Sự phồn vinh của Thượng Hải ở một mức độ lớn là đến từ sự chiếu cố của chính sách. Vì thế bình tĩnh nhận định rõ tình thế, có lợi cho sự phát triển lâu dài về sau này. Bởi vậy, các địa phương bảo vệ nguồn thuế của chính mình là một yêu cầu hợp tình hợp lý, đừng có lấy lợi ích quốc gia, chiến lược quốc gia, đại cục đất nước ra để chụp mũ dọa người. Điểm xuất phát của nền kinh tế thị trường chính là khuếch tán lợi ích. Không theo đuổi lợi ích thì sẽ không còn là nền kinh tế thị trường nữa rồi. Lợi ích của mỗi quần thể lợi ích là bình đẳng. Nhà nước hủy thành Đông đắp vào thành Tây thì cao hứng, thành Đông lại muốn hỏi. Dựa vào đâu mà lại lấy sự bần cùng của thành Đông để đổi lấy sự phồn vinh của thành Tây cơ chứ? Giữa lợi ích địa phương và lợi ích trung ương, giữa lợi ích địa phương và lợi ích địa phương có mâu thuẫn thì là sự thật. Trước đây có, bây giờ càng có. Nói thật, nguyên nhân căn bản thực ra là do trung ương tạo ra. Nắm giữ kinh tế là quốc sách cơ bản không sai, nhưng trong việc thực thi cụ thể thì trung ương không ngừng tác động đến đặc khu. Đem đến chính sách ưu đãi cho một số địa khu. Có ý đồ tập trung nguồn tài nguyên để một số địa khu giàu lên trước đã rồi sau đó kéo theo sự giàu lên của các địa khu khác. Ý tưởng là tốt, nhưng đã xem nhẹ thói hư tật xấu của con người rồi. Đầu tiên tất nhiên sẽ tạo nên sự mất cân bằng về tài nguyên của địa khu. Ai mà chẳng muốn giàu lên trước nhưng hiện thực lại là những ai giàu lên trước sẽ không chủ động giúp đỡ những người giàu lên sau. Mà ngược lại họ sẽ lợi dụng ưu thế giàu lên trước đó để tái mở rộng ưu thế. Từ đó dẫn đến một hiện trạng chính là những khu vực đã giàu thì càng giàu, mà đã nghèo thì càng nghèo. Trên quốc tế người ta nói đến sự phân chia ba thế giới, trong nước cũng phân chia ba thế giới như vậy. Bởi vì, nguyên nhân của chính sách dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế. Các phương tiện truyền thông đẩy trách nhiệm cho các khu lạc hậu là tư tưởng bảo thủ, lười biếng. Đây tuyệt đối đều là những lời phiến diện hơn nữa lại là đánh yểm trợ cho nhà nước. Nhưng nếu như không đồng ý, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển không phê. Nhà nước thật ra là cưỡng ép phân chia. Tống Chiêu Độ day day cái chán. Tôi cứng rắn, mạnh mẽ được một thời gian. Đến bây giờ không chịu nổi áp lực nữa rồi. Chủ yếu là thế lực gia tộc ở phương diện này đã đầu tư vốn ban đầu. Hạ Tưởng hiểu, Bắc Kinh và Thượng Hải lớn như vậy. Rất nhiều doanh nghiệp loại lớn.
chắc chắn là phía sau có cái bóng của thế lực gia tộc. Sau khi liên hợp lại mặt trái của ngành công nghiệp gang thép của cả nước, thực ra lại là một cuộc giao đấu quy mô lớn giữa thế lực gia tộc và thế lực bình dân. Tống Chiêu Độ hỏi Kế Hạ Tưởng, thực sự đúng là hỏi đúng chỗ rồi, bởi vì Hạ Tưởng là người Đan Thành. Đối với một loạt các biến cố xảy ra của nhà máy thép Đan Thành đời sau này thì hắn vẫn nhớ rất rõ. Hắn liền ngay sau đó đưa ra một diệu kế cho Tống Chiêu Độ, chẳng những khiến nhà máy thép Đan Thành khắc phục khó khăn một cách ngoạn mục mà còn một lần nữa tác động đến lợi ích gia tộc, đem đến không ít vấn đề rối loạn. Chương 962, mâu thuẫn tập trung, thất bại. Tống Chiêu Độ tuy cũng hiểu được chính sách nhất quán của Trung ương là như thế. Nhưng thật sự xảy ra trên người mình thì trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Đồng nghĩa với việc lấy nguồn tài nguyên của tỉnh Yến để đi trợ cấp người khác. Dựa vào cái gì cơ chứ? Tỉnh Yến kỳ thật không thiếu nhân tài, không thiếu tài nguyên, không thiếu cơ hội phát triển. Nhưng Trung ương chụp mũ ấn xuống, chỉ là một thành phố bao bọc xung quanh mà kìm nén tỉnh Yến bao nhiêu năm nay khiến tỉnh Yến từ đầu đến cuối tiến thoái lưỡng nan, chính trị suy yếu, kinh tế không khởi sắc lên được. Nói trắng ra thì chính là lấy ích lợi của tỉnh Yến để đổi lấy ích lợi của Trung ương. Tỉnh Yến hy sinh bao nhiêu năm, bất kể là nguồn nhân lực hay nguồn lực xã hội, thì hàng năm đều bị ràng buộc hoặc bị ép cung cấp giá thấp cung ứng cho Bắc Kinh. Đương nhiên chính trị chính là chính trị, không thể có sự dỗi hơn. Nhưng nói đi phải nói lại, khó khăn lắm thì nền kinh tế của thủ đô mới lên đà phát triển. Rõ ràng là muốn nâng cao sự phát triển kinh tế của tỉnh Yên thế mà lại đem việc quy hoạch chỉnh thể ngành gang thép ra để áp bức tài nguyên gang thép của tỉnh Yên. Tống Chiêu Độ chẳng những tức giận mà còn vô cùng tức giận. Ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng rất không vui, cũng ủng hộ sự cứng rắn, mạnh mẽ của Tống Chiêu Độ. Lợi ích của mình mà không kiên trì thì ai chắp tay vái cho mình đây? Có thể cứ đáp ứng trước đã, các cổ phần khống chế 50%. Hạ Tưởng căn cứ vào hướng đi đời sau và sự nắm vững về thị trường hiện tại của mình nên biết được rằng, hiện tại Tống Chiêu Độ vô cùng vào đầu, thế nên cũng không muốn lại phải cầu kỳ nữa mà hắn trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Nguồn tài nguyên gang thép của tỉnh Yến rất phát đạt, Đan Cương và Tần Cương đều là những nhà máy lớn mà nhà nước đứng đầu trong danh sách. Lại thêm các nhà máy thép Ngưu Cương, Thiên Cương, Tuyên Cương nữa. Toàn bộ tài nguyên gang thép của tỉnh Yến tuy rằng phân tán nhưng hợp lại một chỗ thì phải xếp thứ hai toàn quốc, là tập đoàn gang thép lớn thứ tư trên thế giới. Tống Chiêu Độ thấy khó hiểu. Ý của cậu là, Đan Cương và Bảo Cương sáp nhập, nếu Trung ương có quy hoạch thì phải chấp nhận thôi. Nhưng phải nắm giữ mấu chốt 50% trong tay. Sau khi liên hợp thì lại lấy lý do là nguồn tài nguyên quay vòng để tiếp tục liên hợp toàn bộ nguồn tài nguyên của tỉnh Yến. Dù sao thì nguồn tài nguyên của tỉnh Yến tuy là phong phú nhưng lại phân tán, nên không hình thành được quy mô hiệu quả và lợi ích. Trong quá trình liên hợp toàn bộ tài nguyên gang thép của tỉnh Yến thì phương diện Đan Cương chiếm tỷ trọng càng lúc càng lớn. Ưu thế của Bảo Cương sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó không cần chúng ta đề xuất, Bảo Cương cũng sẽ tự giác cảm thấy không hứng thú, bỏ chạy lấy người thôi. Tống Chiêu Độ vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tưởng vài lần, sau đó kéo từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu. Ước chừng xem khoảng 5-6 phút rồi mới đưa xấp tài liệu cho Hạ Tưởng. Không thể tưởng được, cậu là thị trưởng của một thành phố cấp 3 mà còn hiểu biết về tài nguyên gang thép hơn cả phó chủ tịch chủ quản ngành sản xuất gang thép. Theo tôi thấy, cho cậu làm cái chức phó chủ tịch đó thì cậu cũng có thể đảm nhiệm được. Hạ Tưởng vội khiêm tốn. Cháu quen chú nên chịu sự ảnh hưởng năng lực phán đoán lý trí của chú. Cháu đâu có đủ tư cách làm phó chủ tịch chứ. Chú đừng muốn giết cháu thế chứ. Cũng là mối quan hệ quá thân quen với chủ tịch tỉnh Tống nên hắn nói tùy tiện hơn rất nhiều. Chứ không thì một vị thị trưởng ở trước chủ tịch tỉnh thì phải khúm núm mới đúng. Trong khi nói chuyện, Hạ Tưởng nhận lấy xấp tài liệu, xem kỹ vài lần, liệt kê ra một cách tỉ mỉ về quy mô, giá trị sản lượng và ưu thế của mấy nhà máy thép lớn của tỉnh Yến. Nhưng vẫn chưa đem tất cả các nhà máy thép xuyên vào một mối, chính là liên hợp làm một. Đề nghị của Hạ Tưởng can đảm và vượt mức quy định. Nhưng không phải là ăn nói lung tung, mà là tỉnh Yến đời sau trải qua bài học máu và nước mắt, trải qua hàng loạt các cuộc nghiên cứu điều tra, lại trải qua không biết bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng mới đạt được thành công. Bây giờ hắn đưa ra, là muốn ngành gang thép của tỉnh Yến đi đường tắt, tránh bị người ta luôn coi là miếng mồi béo bở. Như thế thì tất sẽ có một ngày nào đó sẽ bị chia ra xâm hại. Liên hợp sớm trở thành đồ vật khổng lồ thì người khác có thèm cũng không thể nuốt được.
Chủ nghĩa bảo hộ địa phương tuy là thường xuyên bị truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí lên án, nhưng không bảo vệ thì không được. Tài nguyên của những nơi nghèo đều bị những khu vực phát triển khống chế và theo hình thức chia thuế để mang đi. Thế thì còn phát triển nổi gì? Càng nghèo càng lạc hậu. Giống như sau đời giàu thứ hai là đời giàu thứ ba, thứ tư, lẽ nào sau đời nghèo thứ hai chỉ có thể là đời nghèo thứ hai, đời nghèo thứ ba? Ai cũng mặc kệ. Chính sách của Mỹ thi hành trên thế giới thực tế chính là như vậy. Chiếm đoạt và áp bức tài nguyên quốc gia của nước khác, hoàn toàn vì để phục vụ lợi ích quốc gia. Dân số nước Mỹ chỉ chiếm không đến 5% thế giới nhưng lại tiêu hao 25% nguồn tài nguyên của trái đất. Dựa vào đâu mà lại như thế? Chính là dựa vào chế định công pháp quốc tế của nước Mỹ. Nói trắng ra, chính là chính sách cây gậy và củ cà rốt, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, vừa dọa nạt vừa lừa dối. Điều đáng tiếc chính là, những quốc gia vĩ đại cũng bị lừa bịp rất nhiều năm. Cũng giống như chính sách cải cách mở cửa trong nước vậy. Sự nghiêng lệch về chính sách tạo nên một số địa khu giàu lên trước. Những địa khu giàu lên trước đó lại tự cao tự đại cho rằng mình là tài trí hơn người, hơn nữa truyền thông cũng thường xuyên trợ giúp, tuyên truyền khắp nơi rằng con người những địa khu nghèo lười biếng ngu muội. Ngay cả Hạ Tưởng trước đây cũng bị truyền thông tẩy não, cho rằng thật sự là như thế. Nhưng bây giờ hắn dần dần trưởng thành và đứng trên vị trí cao nhìn nhận vấn đề nên đã có sự chuyển biến quan niệm. Thực ra là một cách nói rất tổn thương và vô tri. Ví dụ như các địa khu miền Duyên Hải trải qua cải cách mở cửa 20 năm cuối cùng thành một tỉnh giàu có nhất cả nước. Cái gọi là người trở nên giàu có thì bộ mặt cũng thay đổi, liền cảm thấy mình ở trên cao tài trí hơn người chứ không biết rằng đó là sự tập trung tài nguyên để một địa khu phát triển. Không phát triển lên được thì đúng là ngu ngốc. Thậm chí nói trắng ra một câu, lẽ nào trước khi cải cách mở cửa những địa khu vùng Duyên Hải luôn vô cùng lạc hậu chính là vì tư tưởng bảo thủ và lạc hậu. Một khi cải cách thì con người liền trở nên thông minh. Không hiểu rõ uy lực của sự nâng đỡ chính sách thì đừng có cái gì cũng quy về bảo thủ và lạc hậu. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, từ lúc đầu, khu công nghiệp Singapore là chuẩn bị làm ở Tân Thành, đều đã nói chuyện xong xuôi cả rồi. Nhưng nghe lời khuyên của Trung ương thì lại chuyển về Tô Châu. Cái gọi là lời khuyên chẳng phải là mệnh lệnh hành chính đó sao? Cuối cùng lại lấy những lý do khác để nói Tân Thành lạc hậu bảo thủ, Tân Thành làm sao mà phục được chứ? Mà trong thời kỳ quy hoạch kinh tế, Đông Bắc là địa khu phát triển nhất cả nước. Tỷ lệ thành thị hóa cao nhất, nhưng sau khi cải cách mở cửa thì không những không đưa ra chính sách cho Đông Bắc mà lại dùng quy hoạch giá thấp để phân phối dầu mỏ, than đá, gang thép, sản phẩm công nghiệp nặng của Đông Bắc. Lại cho lĩnh Nam. Giang Chiết ưu đãi thu nhập thuế doanh nghiệp, giá cả buông ra. Như thế khiến cho nền kinh tế Đông Bắc nhanh chóng suy sụp. Bây giờ lại quay ra chỉ trích tư tưởng Đông Bắc lạc hậu sao? Thế thì công bằng ở đâu đây? Tỉnh Yên cũng là như thế. Sự trưng dụng tài nguyên, về chính sách thì không nghiêng lệch, chính là vì Bắc Kinh thiên tân bao quanh, nên cứ tiến thoái lưỡng nan bao nhiêu năm nay. Hạ Tưởng không phải chủ tịch tỉnh, không nên quan tâm đến chuyện của toàn tỉnh. Nhưng ai bảo hắn lại có quan hệ tốt với chủ tịch tỉnh Tống như thế? Hơn nữa chủ tịch tỉnh Tống lại hỏi kế hắn nữa. Hắn không thể không lộ ra chút ít suy nghĩ của mình ra. Tài liệu của chủ tịch tỉnh Tống vô cùng tỉ mỉ xác thực. Chỉ thiếu một chỗ là can đảm bước về phía trước một bước, liên hợp toàn bộ tài nguyên của tỉnh. Kiến nghị của Hạ Tưởng chính là những nét chính của vấn đề. Dùng một đường dây mấu chốt để xuyên suốt các tài liệu với nhau đạt được tác dụng nội dung rõ ràng, sinh động. Tống Chiêu Độ xem trọng Hạ Tưởng như vậy không phải là không có nguyên do. Đề nghị của Hạ Tưởng đơn giản, nhưng trên thực tế chính là ở tình hình trước mắt, trong điều kiện chính trị trong nước như vậy, thì tỉnh Yên chỉ có thể đưa ra sự phản kích ôn hòa và cũng là hữu hiệu nhất. Làm mạnh thì không được, Trung ương không đồng ý. Làm nhẹ thì có thể có khả năng may áo cho người khác. Tống Chiêu Độ lại trầm tư một lát, bỏ qua thái độ mệt mỏi vừa rồi, cười ha hả. Sáng mai sẽ trả lời Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, đồng ý liên hợp, chiếm mỗi bên 50% cổ phần. Chiều mai sẽ có cuộc họp, nghiên cứu quy hoạch tài nguyên gang thép của tỉnh Yên. Tỉnh Yên cần phải khắc phục khó khăn một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, cùng với đó ông ta cũng ý thức được vấn đề còn tồn tại. Toàn bộ kế hoạch trong giai đoạn này phải bảo mật, hơn nữa không được để cho người ngoài biết là chủ ý của cậu. Hạ Tưởng gật đầu. Cháu biết mà. Cứ theo tinh thần chỉ thị của chú mà làm.
Tống Chiêu Độ cũng không phải là coi con đường suy nghĩ của Hạ Tưởng làm suy nghĩ của riêng mình, mà là không muốn người ngoài biết được chủ ý mà ông ta đưa ra. Nếu không thì chắc chắn sẽ làm thế lực gia tộc tức giận. Nhưng về sau không biết thế nào vẫn để lọt tin tức ra, khiến mấy nhà đều biết là thủ đoạn của Hạ Tưởng. Kết quả vẫn là dẫn đến một nguy cơ. Chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. Không giấu gì cậu, Hạ Tưởng, việc liên hợp Đan Cương và Bảo Cương là một cửa ải khó khăn của tôi. Qua được thì tin đồn sẽ nhỏ, không qua được thì tin đồn ầm lên. Tống Chiêu Độ xem như đã nói hết với Hạ Tưởng, làm chủ tịch tỉnh, có thể nói ra mối liên hệ nội tại của một số vấn đề thì tuyệt đối là sự thể hiện của sự tín nhiệm hoàn toàn đối với hắn. Cũng là sự báo đáp với kiến nghị quý báu mà hắn vừa đưa ra. Hạ Tưởng gật gật đầu, ngầm hiểu. Chủ tịch tỉnh Tống đã mở ra một cục diện ở tỉnh Yến. Nếu như tiếp tục phát triển một bước nữa của công việc thì mới có nhiều đất dụng võ. Tống Chiêu Độ cười cười. Khó đấy, khẩu hiệu của vòng kinh tế của thủ đô hô lên khá vang, nhưng thực tế thì thao tác không làm nổi, khó khăn chồng chất. Tuy nhiên nếu như cho tôi thời gian 3 năm, tôi có niềm tin đưa nền kinh tế tỉnh Yến lên một tầm cao mới. Nhưng lực cản ở các phương diện là rất lớn. Những cái khác thì không nói, chỉ nói đến liên hợp tài nguyên gang thép của tỉnh Yên, thành phố Thiên Trạch cũng có phần. Đến lúc đó cậu cũng không dễ làm đâu. Công ty cổ phần hữu hạn Vanadium Titanium Thiên Trạch là thành viên của công ty gang thép Thiên Trạch. Là sản nghiệp của nhà họ Ngô, muốn liên hợp thì tất nhiên sẽ gặp phải sự chống lại của nhà họ Ngô, không thể thiếu được. Lại có trò hay. Hơn nữa chuyện của huyện Bào Mã nói không chừng còn đề cập đến lợi ích của Đông Y Thiên Trạch. Đông Y Thiên Trạch là sản nghiệp của nhà họ Khâu. Sự kiện huyện Bào Mã muốn gây tác động đến lợi ích của nhà họ Khâu. Sự kiện liên hợp gang thép gây tác động đến lợi ích nhà họ Ngô. Mối quan hệ giữa hắn và thế lực gia tộc càng ngày càng xa. Mâu thuẫn sắp trồi lên mặt nước trở thành mâu thuẫn chủ yếu rồi. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Hạ Tưởng không có đường lui. Hắn không phải là người thấy khó khăn là lùi bước. Hơn nữa hắn cũng đã sớm kiên định lập trường rồi. Cũng biết rằng con đường phía trước tất sẽ có nhiều gian nan hiểm trở, nhưng con người sinh ra luôn phải lựa chọn, có cái nên làm, có cái không nên làm. Buổi tối, dưới lời đề nghị của Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng gọi Tào Thù Lê và Hạ Đông cùng ra ngoài ăn tối. Hạ Đông vừa thấy Tống Nhất Phàm liền thích cô ta ngay, nói ngọt vô cùng, một câu chị hai câu chị. Tống Nhất Phàm vui một hồi rồi sau đó tỉnh ngộ, mặt nghiêm túc bảo nó phải gọi cô là gì. Nếu không thì không quan tâm đến nó nữa. Khiến ai nấy cũng phải cười. Đang lúc ăn cơm dở, Tào Thù Lê bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong thì mặt cô biến sắc, vốn là nụ cười tươi vui nay lại là tiếng khóc giống thất thanh, khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Cha bị xuất huyết não, phải nằm viện rồi. Ngay lúc Tào Vĩnh Quốc sắp sửa đến một lần lên chức quan trọng nhất trong cuộc đời thì đột nhiên lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn không ngờ. Chương 963, từ bộ phận lan ra toàn cục, thất bại. Tình cảm của Hạ Tưởng với Tào Vĩnh Quốc vô cùng phức tạp. Tuy nói Tào Vĩnh Quốc không phải là người dẫn đường chỉ lối cho hắn trên con đường làm quan, nhưng khi hắn không một xu dính túi, bố vợ cũng không phản đối quan hệ của hắn và Tào Thù Lê. Hơn nữa lúc ấy dựa vào thân phận cán bộ cấp sở, đối với hắn vô cùng lễ nghĩa. Tuy rằng cũng có yếu tố tình đồng hương trong đó, nhưng cách đối nhân xử thế của bố vợ vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cũng chính sự chất phác và trung hậu của Tào Vĩnh Quốc mới có thể nuôi dưỡng được một người con gái thông minh hiền thục như Tào Thù Lê, cũng là nuôi dưỡng một người vợ hiền hoàn hảo cho hắn. Khi hắn một mình vừa đặt chân đến thành phố Yến lưu lạc kiếm sống, cũng chính Tào Vĩnh Quốc bằng thái độ ấm áp và khoan dung đã mang đến cho hắn cảm giác đầm ấm như ở nhà, để tình yêu của hắn và Tào Thù Lê suôn sẻ êm đềm, gần như không gặp bất cứ cản trở gì. Kinh ngạc khi nghe tin bố vợ mắc bệnh nặng phải nhập viện, Hạ Tưởng cũng sững sờ đến ngây ra ngay tại chỗ. Tống Chiêu Độ cũng vô cùng sửng sốt. Có cần tôi sắp xếp xe đưa mọi người tới tỉnh Tây không? Vĩnh Quốc vất vả quá rồi, hy vọng ông ấy có thể bình an vô sự. Tống Nhất Phàm không để ý Tào Thù Lê đang ở đó, giữ chặt tay Hạ Tưởng. Em đi cùng anh Hạ, anh đừng hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh. Hạ Tưởng chỉ hơi hoảng hốt một chút rồi trấn tĩnh lại ngay, đơn giản hỏi thăm vài điều về bệnh tình. Tào Vĩnh Quốc là phó chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ. Tỉnh Tây chắc chắn sẽ điều động những y bác sĩ tốt nhất để tiến hành cấp cứu. Hắn và Tào Thù Lê chắc chắn phải đến đó, nhưng cũng không thể hoảng loạn, khi hoảng loạn sẽ rất dễ mắc sai lầm.
Tống Chiêu Độ không nói thêm lời nào liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Hình Đoan Đài. Đoan Đài, tình trạng Vĩnh Quốc thế nào rồi? Hạ Tưởng vừa lúc đang dùng cơm cùng tôi. Hình Đoan Đài là chủ tịch tỉnh Tây, có quan hệ rất thân thiết với Tống Chiêu Độ, cũng không khách sáo. Đã cứu được rồi, tình hình đã ổn định. Vĩnh Quốc là bị bệnh do kiệt sức, tôi không chăm sóc tốt cho ông ấy, giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đồng chí Hạ Tưởng. Nói một lời xin lỗi. Câu trước là giọng quan cách, câu sau thì chính là lời nói thật lòng. Tào Vĩnh Quốc tới tỉnh Tây quả thật là để giúp đỡ Hình Đoan Đài. Ông ấy bệnh vì suy nhược, Hình Đoan Đài trong lòng thấy xấu hổ cũng là chuyện bình thường, cũng coi như có tình người. Hạ Tưởng liền nhận điện thoại, nói xã giao vài câu, hỏi thăm bệnh tình, khi biết tin không nguy hiểm đến tính mạng mới yên tâm. Và lại sự việc không bị lan rộng, được khống chế trong phạm vi nhất định, không có mấy người biết. Hình Đoan Đài suy xét chu toàn về mọi mặt, lo rằng bệnh tình của Tào Vĩnh Quốc sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo trên con đường thăng tiến của ông ta. Hạ Tưởng lại tỏ ý cảm ơn. Hình Đoan Đài làm việc kín kẽ, hắn không còn lời nào để nói, chỉ có thể cảm ơn. Xe chạy suốt đêm đưa cả nhà Hạ Tưởng thẳng đến tỉnh Tây. Cũng may thành phố Yến cách tỉnh Lỵ Cẩm Thành của tỉnh Tây cũng không xa, không đến 200 km. Chỉ có điều hơn phân nửa đường cao tốc là xây xuyên qua núi, tốc độ xe không cao, chạy hơn 3 tiếng mới đến nơi. Hạ Tưởng vẫn không quên nói lời cảm ơn với Lý Ái Lâm. Ông Lý đã vất vả rồi. Đâu có, thị trưởng Hạ đừng khách sáo. Đây là việc nên tôi làm mà. Bây giờ lòng kính yêu của Lý Ái Lâm với thị trưởng Hạ xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vì thị trưởng Hạ quả thật không hề có thái độ ăn trên ngồi trước với người cấp dưới, nói chuyện hòa nhã, còn có thể suy xét mọi chuyện rất chu đáo, tuổi lại rất trẻ, thực sự là hiếm có. Hơn nữa y là theo tỉnh ủy tỉnh Yến đến thẳng tỉnh ủy tỉnh Tây, thật sự là được mở rộng tầm nhìn. Chịu khổ chịu mệt chẳng vấn đề gì, chỉ cần có thể phục vụ tốt cho lãnh đạo là được. Chủ tịch tỉnh Tào lại bị bệnh khi đang làm việc, lại càng khiến y thấy muôn phần kính nể. Ô tô đi thẳng vào bệnh viện số 1 tỉnh Tây, vừa có người định ngăn lại, liền nhìn thấy Hình Đoan Đài vẻ mặt trang trọng đi ra, khiến không ít người giật mình người nào lại có địa vị ghê gớm như vậy, khiến chủ tịch tỉnh đích thân ra nghênh đón. Hạ Tưởng thấy Hình Đoan Đài quá nể mặt, cũng vội nói khách sáo vài câu. Hình Đoan Đài quen Hạ Tưởng cũng đã gần 10 năm, biết Hạ Tưởng về sau nhất định rất có tiền đồ, trước mặt hắn cũng không ra vẻ chủ tịch tỉnh, liền lấy thân phận bề trên nói. Tiểu Hạ, Vĩnh Quốc đổ bệnh phải nhập viện, trong đó cũng có trách nhiệm của tôi. Đến phòng chăm sóc đặc biệt mới phát hiện ra, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Tưởng Tuyết Tùng cũng đang ở đó. Tào Vĩnh Quốc vừa đổ bệnh, những nhân vật số 1, số 2 tỉnh Tây đều có mặt, xem như thể diện cũng không nhỏ. Cũng từ một khía cạnh nào đó chứng minh cách đối nhân xử thế và năng lực của Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng liền tỏ ý cảm ơn bí thư Tưởng. Tưởng Tuyết Tùng năm nay 55 tuổi, đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đã 3 năm, nghe nói vẫn có khả năng thăng tiến. Thái độ ông ta hòa nhã, đầu tiên là tỏ ý an ủi Hạ Tưởng, lại đại diện tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện ý kiến, đa phần là những lời quan cách khách sáo. Nhưng cảnh tượng khi đó cũng đã là đủ, cũng khiến Hạ Tưởng thầm cảm thán. Bố vợ quả thật tài giỏi, có thể có vị trí ở tỉnh Tây như ngày nay chắc chắn gắn bó chặt chẽ với năng lực cá nhân và nhân cách của ông. Tào Vĩnh Quốc đã tỉnh lại, cũng không có gì đáng lo ngại. Ông thấy Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi xe suốt đêm đến, còn trách bọn họ không nên hấp tấp, trời tối như vậy, nếu chẳng may gặp chuyện không may thì khổ biết mấy. Đôi mắt Vương Vu Phân đỏ mọng, rõ ràng là đã khóc, vừa thấy Tào Thù Lê, lại muốn rơi lệ. Tào Thù Lê liền cùng bà ngồi sang một bên nói chuyện. Tất cả mọi người xin phép ra về. Hạ Tường liền muốn mượn cơ hội nói chuyện với bố vợ, muốn để ông lấy lý do bị bệnh mà tạm hoãn việc tới tỉnh Tề. Ba, không khỏe thì trước tiên ba hãy nghỉ ngơi một thời gian, chuyện công việc tạm thời cứ gác lại đã, cũng không vội. Không gì quan trọng bằng sức khỏe, ba còn có cơ hội. Tào Vĩnh Quốc khó hiểu nhìn Hạ Tường hai lần. Con nói thật với ta đi. Tại sao con luôn phản đối việc ta đến tỉnh Tề? Tỉnh Tề là địa bàn của nhà họ Khâu, ba đi, chắc chắn là đứng vào bộ máy của Khâu Nhân Lễ. Nhà họ Khâu đứng sau thúc giục ba, chắc chắn là có ý đồ, có một số việc không tiện nói rõ, nhưng Hạ Tưởng tin rằng bố vợ có thể hiểu được. Lập trường của ta cũng là lập trường bình dân, ta hiểu ý của con, nhưng người trong quan trường, ai cũng sẽ nắm chặt lấy cơ hội trước mặt. Tất cả những người bình dân không ai thúc giục ta. Khâu gia đưa tay ra, ta nắm lấy,
là có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta không nắm lấy, là phụ lòng tốt của người ta. Ta không nắm tay nhà họ Khâu, không chỉ có đắc tội với họ, chính cả thế lực bình dân cũng không chắc sẽ cảm kích. Bò bò giữ mình không phải con đường tiến thủ. Hạ Tưởng im lặng không nói, trong lòng lại âm thầm ca ngợi. Trên trường chính trị cha vợ càng thành thục hơn so với trước kia, cũng có tầm nhìn xa hơn, điều ông nói kỳ thật cũng không phải không có lý. Lại nghĩ kỹ hơn, có lẽ là do hắn quá đa nghi. Lại hoặc là bố vợ quá vội vàng muốn thăng tiến. Tóm lại bất kể như thế nào, hắn biết rõ rằng không thể thuyết phục được bố vợ. Tốt nhất vẫn là tĩnh dưỡng một thời gian, ba cũng đừng làm việc nhiều quá, ba là trụ cột của nhà họ Tào. Tào Thù Quân đã tốt nghiệp đại học, đi làm ở sở tài chính tỉnh, gần như có thể khẳng định là không thể có tương lai về chính trị gì cả. Tào Thù Lê lại càng không có khả năng tham gia chính trị. Nhà họ Tào chỉ có thể dựa vào Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc không đổ hắn càng không phải mong chờ bố vợ có thể giúp đỡ trên con đường làm quan, nhưng ít ra nhà họ Tào có một cây đại thụ che mưa chắn gió. Tào Thù Lê cũng đến bên khuyên. Ba nên nghe lời, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng. Giọng điệu của cô rất kiên quyết. Hạ Đông cũng tinh khôn mà chui vào trong lòng Tào Vĩnh Quốc. Ông ngoại về thành phố Yến chơi cùng Đông Đông được không ạ? Đông Đông nhớ ông chẳng chơi cùng Đông Đông gì cả. Lời nói của bất kỳ ai cũng không có tác dụng như lời của Hạ Đông, Tào Vĩnh Quốc bỗng mềm lòng. Được rồi, thì nghỉ nửa tháng. Bởi vì bố vợ bất ngờ đổ bệnh, Hạ Tưởng phải ở lại thêm 1-2 ngày rồi mới trở về Thiên Trạch. Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong đều lần lượt gọi điện thoại tới. Thành phố Thiên Trạch tạm thời tất cả yên ổn, ngoại trừ việc trưởng ban Từ đến tỉnh ủy mở cuộc họp trưởng ban tổ chức cán bộ ra, không có việc gì xảy ra. Huyện Bào Mã cũng không có tin tức gì truyền ra. Đương nhiên không thể có tin gì rồi, Hạ Tưởng mới rời khỏi thành phố Thiên Trạch một ngày, sự việc sao có thể có chuyển biến nhanh như vậy. Theo hắn dự đoán, sự việc huyện Bào Mã ít nhất cũng phải mất một tuần mới có manh mối cụ thể. Buổi tối, Hạ Tưởng một mình trông đêm để Tào Thù Lê và Vương Vu Phân về nghỉ ngơi, hắn cũng làm đầy đủ bổn phận của một người con. Sáng sớm hôm sau, trong phòng bệnh liền náo nhiệt hẳn lên. Có thể ngăn được cấp dưới đến thăm. Nhưng ngăn không nổi những cuộc điện thoại thăm hỏi sau khi biết tin, hơn nữa có những cuộc điện thoại không thể không nghe. Ví dụ như Trần Phong. Giọng nói của Trần Phong rất hoảng hốt. Vĩnh Quốc, sức khỏe ông luôn luôn hơn tôi, tại sao lại xảy ra chuyện đó? Về sau phải chú ý sức khỏe là vốn liếng của cách mạng. Tiểu Hạ cũng ở đó hả? Được, cho tôi nói với nó mấy câu. Trần Phong giữ chức thị trưởng ở Sơn Thành. Hợp tác với bí thư thành ủy cũng tạm coi là tốt, không có sự bất hòa như Hạ Tưởng lo lắng. Có lẽ là Trần Phong tuổi cũng đã cao hơn, sự sắc sảo cũng giảm đi không ít. Chưa nói được mấy câu với Trần Phong, lại có điện thoại từ Hồ Tăng Chu. Theo sau, lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố tỉnh Yến từng là đồng nghiệp của Tào Vĩnh Quốc đều lần lượt gọi điện thoại tới hỏi thăm. Có người là nể mặt Tào Vĩnh Quốc, có người là bởi vì nể mặt Hạ Tưởng. Cuối cùng gần như trong vài chục cuộc điện thoại gọi đến, quan hệ của Hạ Tưởng chiếm khoảng một nửa. Tào Vĩnh Quốc liền tự giễu mà cười. Ta tốt xấu cũng là bề trên của con, vẫn là phó chủ tịch tỉnh, con mới là thị trưởng, uy tín cũng chẳng mấy mà lớn như ta. Hạ Tưởng cũng biết bố vợ tuyệt đối không phải than phiền gì, trong giọng nói còn có một chút đắc ý, cũng là cảm thấy tự hào về hắn. Thực ra hắn còn chưa nói sự việc vẫn chưa lan truyền ra ngoài, ngộ nhỡ loan tin này ra, số người gọi điện thoại tới sẽ càng nhiều. Hơn nữa tỷ lệ những mối quan hệ của hắn trong đó sẽ càng lớn. Đã tới giữa trưa, có điện thoại của Tống Chiêu Độ gọi tới. Nếu nói cuộc điện thoại của Tống Chiêu Độ còn nằm trong dự đoán, cuộc gọi của Phạm Duệ Hằng liền ít nhiều khiến Hạ Tưởng cảm thấy có phần bất ngờ. Bởi vì giữa Phạm Duệ Hằng và Tào Vĩnh Quốc không hề có quan hệ gì, nếu nói là nể mặt hắn, dường như trong mắt Phạm Duệ Hằng hắn lại không hề có uy tín lớn đến như vậy. Dù cho bí thư Phạm xuất phát từ mục đích gì, người ta gọi điện thoại tới đã là thể hiện ý coi trọng, nhất định phải lịch sự. Sau đó lại đến điện thoại của những người như Vương Bằng Phi, Cao Tấn Chu, bận tối mày tối mặt. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Buổi chiều, một cuộc điện thoại quan trọng gọi đến, không ngờ là Khâu Nhân Lễ. Nguồn tin của Khâu Nhân Lễ cũng thật nhạy bén. Đầu tiên là dặn dò Tào Vĩnh Quốc tĩnh dưỡng cẩn thận. Sau đó lại căn dặn Hạ Tưởng nếu không được thì tới ngay Bắc Kinh chạy chữa, y sẽ bố trí bệnh viện.
Kỳ thật dựa vào cấp bậc của Tào Vĩnh Quốc, muốn đi bệnh viện ở Bắc Kinh chẳng có gì khó. Khâu Nhân Lễ sở dĩ nhiệt tình mà chủ động đề nghị, chẳng qua là muốn ban ơn mà thôi. Xem ra còn có ẩn ý đằng sau. Quả nhiên, Khâu Nhân Lễ lại nhắc tới tỉnh Tề. Vĩnh Quốc, khí hậu tỉnh Tề dễ chịu hơn so với tỉnh Tây. Ở đó có biển, thời tiết không hanh khô, ông tới tỉnh Tề cũng có lợi cho cả thể xác và tinh thần. Đề nghị của bí thư Khâu rất hay, tôi cũng hy vọng có cơ hội tới tỉnh Tề xem sao. Ha ha, chỉ cần Vĩnh Quốc muốn đến tỉnh Tề, tôi giơ cả hai tay chào mừng. Khâu Nhân Lễ ngừng lại một chút. Chỉ sợ Hạ Tưởng sẽ có ý tưởng gì đó, lần trước tôi đã nói qua với cậu ta, dường như cậu ta hơi đắn đo điều gì đó. Tào Vĩnh Quốc thầm sửng sốt, dựa vào thế lực của nhà họ Khâu, vẫn còn phải để ý đến thái độ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một thị trưởng mà thôi, có lẽ trong mắt những người dân bình thường thì hắn quyền cao chức trọng, nhưng đối với nhà họ Khâu, cấp giám đốc sở thì chẳng là gì. Có thể khiến Khâu Nhân Lễ nói ra những lời vừa rồi, cho dù có coi là nói giỡn, cũng chứng tỏ rằng y rất để ý đến ý kiến của Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc cũng biết rõ, con đường làm quan của Hạ Tưởng nhìn bề ngoài thì rất suôn sẻ, trên thực tế lại đầy rẫy hiểm nguy. Ông không phải không muốn giúp Hạ Tưởng, mà là cảm thấy quan niệm chính trị và phương pháp cầm quyền của ông và Hạ Tưởng khác xa nhau, không thể tìm được điểm chung. Suy xét sâu hơn nữa, những mối quan hệ cấp cao của Hạ Tưởng thậm chí còn nhiều hơn ông, căn bản cũng không cần ông phải ra tay. Mà đối với tranh chấp lợi ích giữa Hạ Tưởng và bốn dòng họ lớn, cùng với sự thỏa thuận ngầm với Thủ tướng, Tào Vĩnh Quốc biết rất ít. Cho nên cho dù hiện giờ ông đường đường là Phó Chủ tịch Tỉnh ủy viên Thường vụ, còn có hy vọng bước tiếp theo chính thức bước vào hàng ngũ cấp bộ trưởng, vẫn thấy sửng sốt vì sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Gác điện thoại của Khâu Nhân Lễ, liền bình tĩnh lại nhiều. Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong chỉ hỏi sơ qua về bệnh tình Tào Vĩnh Quốc, liền lập tức chuyển đề tài tới Đông Y Thiên Trạch. Hạ Tưởng, Biện Hữu Thủy ở huyện Bào Mã có biết cách làm việc không vậy? Tôi vừa mới gọi điện thoại phê bình ông ta một trận. Biện Hữu Thủy còn có thể có quan hệ với nhà họ Khâu. Nghĩ lại Hạ Tưởng lại rõ ràng, Đông Y Thiên Trạch của nhà họ Khâu ở ngay huyện Bào Mã. Biện Hữu Thủy bị nhà họ Khâu mua chuộc cũng được, mà vốn là người nhà họ Khâu cũng tốt. Dựa vào sức mạnh của nhà họ Khâu, muốn lôi kéo một bí thư huyện ủy nho nhỏ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ lại khi có xung đột ở Bắc Kinh, Khâu Tự Phong rõ ràng thiên hướng về lập trường của Trần Khiết Văn, lại liên tưởng đến nhà họ Khâu và Quốc Hàm Thanh cũng coi như có quan hệ chặt chẽ, rất nhiều mối liên hệ bên trong liền lộ ra. Hạ Tưởng liền nắm chặt bàn tay. Biện Hữu Thủy, để tôi nhớ xem, bí thư huyện ủy huyện Bào Mã, ông ta cũng khá lắm, điều hành huyện Bào Mã phát triển ổn định, sao lại không làm được việc? Khâu Tự Phong cười ha hả. Sự việc tôi cũng đã nghe nói. Ông ta cũng là nhất thời hồ đồ làm việc ngu ngốc, bây giờ đã hối hận rồi. Khi nãy lúc tôi phê bình ông ta, thái độ ông ta rất thành khẩn, vội nói về sau nhất định sẽ xin ý kiến và báo cáo với thị trưởng Hạ nhiều hơn. Có một số việc xảy ra rồi mới hối hận thì cũng không thể bù đắp nổi. Có một câu nói chính là hối hận cũng đã muộn, Hạ Tưởng không thể nói trắng ra, nhưng vẫn tiếp tục đùa giỡn. Thế thì ông ta nghĩ nhiều quá rồi, cứ làm tốt chức bí thư huyện ủy là được rồi, đâu cần thường xuyên tới thành phố. Tự Phong, dạo này ông thế nào? Khâu Tự Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, Hạ Tưởng rõ ràng không nể mặt y, không chịu thứ lỗi cho Biện Hữu Thủy, không chút khoa trương mà nói, đúng là một bước cũng không chịu nhượng bộ. Trong lòng y cũng rất khó chịu. Nói thật, Đông Y Thiên Trạch là sản nghiệp nhà họ Khâu. Bây giờ Phó Thị trưởng Dương muốn xử lý Đông Y Thiên Trạch, xu hướng không tốt lắm. Tôi không tiện nói gì với Phó Bí Thư Mai. Hạ Tưởng, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần nói nhiều, cũng chỉ có anh mới có thể ngăn cản Dương Kiếm. Hóa ra căn nguyên nằm ở Dương Kiếm. Khâu Tự Phong cho rằng Dương Kiếm là do nhà họ Mai xúi dục, cố ý làm khó dễ Đông Y Thiên Trạch. Y nghĩ quá xa rồi. Trên thực tế vấn đề xuất phát từ bản thân Biện Hữu Thủy, không hề có quan hệ trực tiếp với mâu thuẫn về lợi ích gia tộc. Khâu Tự Phong không thể hiểu hết thế cục Thiên Trạch, dù sao y là người ngoài. Biện Hữu Thủy tự nguyện trở thành vật hy sinh chính trị, cũng chẳng trách được người khác ra tay trừng trị y, mình làm mình chịu. Hạ Tưởng vốn định hàm xúc nói chút một cho Khâu Tự Phong, không ngờ sau đó Khâu Tự Phong lại nói một câu khiến hắn vô cùng không vui. Không sợ nói anh biết.
Dương Kiếm còn nuôi ý muốn đánh Đông Y Thiên Trạch thì đến Phó Bí Thư Mai cũng không bảo vệ nổi y. Hạ Tưởng vốn vì chuyện của bố vợ nên có phần không hứng thú lắm, cũng sớm đã bất mãn với Biện Hữu Thủy tới cực độ, chỉ thiếu một chút là bộc phát ra. Bây giờ bỗng Dương Khâu Tự Phong lại đến gây hấn, hắn liền nổi giận. Tự Phong, tôi cũng không sợ mà nói cho ông biết, nếu như Biện Hữu Thủy có làm gì mờ ám, tôi muốn bắt hắn, không ai có thể cản được. Ý tứ ẩn sau câu, không ai có để cản được, chính là đừng lấy tên tuổi nhà họ Khâu để dọa người khác. Thấy Hạ Tưởng đã gác máy mà vẫn còn tức giận, Tào Vĩnh Quốc trái lại mỉm cười. Con mà cũng có lúc tức giận ư, trong quan trường, điều không sợ nhất là lời nói mạnh miệng không có tác dụng gì, xử lý mạnh tay mới có tác dụng. Hạ Tưởng không giải thích nhiều về thế cục thành phố Thiên Trạch với Tào Vĩnh Quốc, càng không đề cập tới việc huyện Bào Mã xảy ra chuyện hèn mạt. Sau khi bình tĩnh lại gọi điện cho Mai Thái Bình. Phó Bí Thư Mai, hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ toàn tỉnh khi nào thì kết thúc? Mai Thái Bình lập tức hiểu rõ ý Hạ Tưởng, mỉm cười. Ngày mai, sao thế, lại tính toán chủ ý của tôi rồi sao? À, tôi nghe nói Dương Kiếm tới huyện Bào Mã gây rắc rối với Đông Y Thiên Trạch, nhà họ Khâu ngầm thể hiện sự bất mãn. Nhà họ Khâu ngầm thể hiện thái độ với Mai Thái Bình, là bởi vì nhà họ Khâu không dám cứng rắn với nhà họ Mai. Khâu Tự Phong nói quyết liệt với hắn là vì y nghi ngờ những việc làm của Dương Kiếm có sự ủng hộ của hắn trong đó. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, mâu thuẫn giữa hắn và thế lực các gia tộc đang dần lộ rõ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lật ngửa cả ván bài. Nhưng có một điểm cũng khiến hắn hơi lo lắng, từ việc của Tống Chiêu Độ có thể rút ra kết luận, quả thật thế lực dân thường còn lâu mới bằng thế lực các gia tộc liên kết lại với nhau. Khi Tống Chiêu Độ bị thế lực gia tộc chèn ép, ông ta dường như luôn một mình chiến đấu hăng hái. Sự ủng hộ từ cấp cao có lẽ có, nhưng cũng không nhiều, phần lớn là dựa vào tầm nhìn và thủ đoạn của mình. Chương 964, lời mạnh miệng, lời nói thật, thất bại. Đương nhiên làm được tới chức chủ tịch tỉnh, nhất định phải có tầm nhìn xa trông rộng hơn người và thủ đoạn cao siêu, cũng sẽ có ánh hào quang và ảnh hưởng do địa vị của bản thân mình mang lại. Tuy nhiên hắn hiện tại mới là thị trưởng, làm phép so sánh, vận mệnh của một thị trưởng nằm hoàn toàn trong tay lãnh đạo tỉnh ủy, kém hai cấp với chủ tịch tỉnh, trên thực tế kém xa vô vàn. Chủ tịch tỉnh khó đánh đổ, thị trưởng thì chỉ nói cách chức là cách chức ngay. Không phải vấn đề của Dương Kiếm, là bản thân huyện Bào Mã có vấn đề. Nhà họ Khâu không vừa lòng cũng chẳng có cách gì, lý lẽ công bằng ở tại lòng người. Hạ Tưởng không tiện nói nhiều nội tình mâu thuẫn lại nổi lên giữa nhà họ Khâu và nhà họ Mai là gì, cũng không nói rõ lập trường của mình. Chiều nay tôi sẽ về thành phố Yến, có thể sẽ ở lại đó thêm một ngày. Sau cuộc điện thoại với Mai Thái Bình không lâu, chưa đến nửa giờ sau, lại có điện thoại từ Từ Hâm. Thị trưởng Hạ, nghe nói ngài cũng đang ở thành phố Yến. Tôi vừa khéo đang họp ở tỉnh. Bất luận Mai Thái Bình dùng cách gì để gợi ý cho Từ Hâm. Điều Hạ Tưởng muốn chính là việc Từ Hâm chủ động gọi điện thoại tới, liền nói. Được, là người thành phố Yến, tôi chắc chắn phải làm tròn vai trò chủ nhà, trưởng ban Từ thích ăn món gì. Tôi mời. Từ Hâm cũng biết thị trưởng Hạ sẽ không chỉ đơn giản vì mời y dùng cơm. Dựa vào cấp bậc của y và thị trưởng Hạ, cùng nhau dùng cơm, chắc chắn phải có lý do. Thị trưởng Hạ đã mở lời, y còn từ chối, chính là phụ lòng tốt, liền khách khí nói. Món gì cũng được hết, chủ yếu là vừa đúng lúc tôi muốn báo cáo với ngài một chút về tinh thần cuộc họp. Hẹn thời gian cụ thể, Hạ Tưởng liền để Tào Thù Lê và Hạ Đông ở lại cùng Tào Vĩnh Quốc bố vợ đã không còn gì đáng ngại, hắn lưu lại cũng chẳng để làm gì. Chủ yếu là bố vợ cũng luôn yêu cầu hắn phải đặt công việc lên hàng đầu, dù sao hắn cũng là thị trưởng hắn liền cùng Lý Ái Lâm quay về thành phố Yến. Buổi tối gặp Từ Hâm ở Yến Phong Lầu, Hạ Tưởng không gọi người tiếp khách. Hắn và Từ Hâm cũng coi như từng tiếp xúc vài lần, cũng không cần rào đón quá nhiều, sau khi trực tiếp ngồi vào bàn, gọi món liền vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Hâm cũng nghe nói chuyện Tào Vĩnh Quốc nằm viện, nói vài câu an ủi. Cái chết của Kỷ Phong Thanh đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng trong quan trường, những người ngay thẳng và cứng nhắc không bao giờ có được đất sống. Thật ra cách nghĩ đó quá võ đoán, với tính cách của Kỷ Phong Thanh. Ông ấy vẫn rất thích hợp làm việc ở ủy ban kỷ luật. Ông Từ, ông đã làm việc ở ban tổ chức cán bộ nhiều năm, chắc chắn cũng có những điều tâm đắc trong việc dùng người. Ông nói xem, Kỷ Phong Thanh nếu như không chết,
làm một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có phải là rất thích hợp hay không? Hạ Tưởng uống vài chén rượu, liền mượn rượu mà nói. Chỉ là cuộc nói chuyện cá nhân giữa hai người chúng ta mà thôi, cứ tùy ý nói, không coi là thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở lĩnh vực nhân sự, thị trưởng không có quyền lực lớn như bí thư, nhưng hắn cũng là nhân vật số 2 của thành ủy, có quyền đề nghị, có quyền bổ nhiệm một vài vị trí then chốt. Một thị trưởng cứng rắn hoàn toàn có thể đối đầu với sức ép, để bí thư không dám tùy tiện làm mưa làm gió. Nhưng Hạ Tưởng vẫn nhấn mạnh đây là cuộc trò chuyện cá nhân, Từ Hâm đương nhiên trong lòng tường tận. Cùng lúc khiến y thầm kinh hãi chính là, lời nói của thị trưởng Hạ mang nhiều ẩn ý, chỉ rõ rất nhiều tình tiết nội bộ không ai biết, khiến cho y trong lòng bồn chồn lo lắng. Lời hứa hẹn của phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, là do Bì Bất Hưu chính miệng nói với Kỷ Phong Thanh. Dĩ nhiên y hiểu rõ ẩn khúc trong đó, nó thể hiện thị trưởng Hạ bề ngoài dù không hỏi về việc của Kỷ Phong Thanh, trên thực tế vẫn luôn âm thầm điều tra, chưa từng buông tha. Bây giờ lại nói điều đó ra ngay trước mặt y, lúc đầu lại là thông qua cầu nối để khiến y chủ động đề nghị gặp mặt riêng. Chẳng lẽ là thị trưởng Hạ đã biết được điều gì? Từ Hâm thấy chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Y hiểu về thị trưởng Hạ càng sâu, thì càng sợ các thủ đoạn và thái độ bình tĩnh của hắn, càng biết thị trưởng Hạ là người không dễ dàng buông tay lùi bước. Ông Kỳ thật đáng thương, chính là tính tình quá thẳng thắn, hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, cho nên mới bước tới đường cùng. Hai, một thời đã là đồng nghiệp, tôi cũng rất đau xót. Tôi đã quen ông ấy mười mấy năm rồi. Ông ta cũng thật là, bỏ lại vợ con không ai chăm sóc, một người chết đi là xong, nhưng đàn ông thì phải có trách nhiệm. Từ Hâm uống liền một mạch vài chén rượu, có chút cảm xúc rượu vào lời ra. Việc huyện Bào Mã chắc chắn sẽ dẫn tới một vòng mâu thuẫn mới, hơn nữa tất nhiên sẽ có sự điều chỉnh nhân sự. Bởi vậy trước khi sự việc xảy ra đánh động Từ Hâm một cách thích hợp là vô cùng cần thiết. Đối với người ngoài, trưởng ban tổ chức cán bộ xem ra quyền cao chức trọng, trên thực tế chỉ có thể điều hành việc thăng tiến của các cán bộ từ cấp trung và dưới đó. Việc điều động các cán bộ then chốt, tất cả đều nằm trong tay bí thư, phải dân chủ, cũng phải tập trung. Hơn nữa trên thực tế hầu như các địa phương đều bỏ qua giai đoạn dân chủ mà trực tiếp đến tập trung. Bí thư nắm quyền lực trong tay, toàn quyền quyết định. Cũng là không có ai dám chống lại quyền uy của bí thư. Nếu có một thị trưởng cứng rắn và một trưởng ban tổ chức cán bộ có nguyên tắc, hoàn toàn có thể khống chế một cách có hiệu quả quyền hạn của bí thư trong vấn đề nhân sự. Điều Hạ Tưởng muốn không phải là lôi kéo Từ Hâm, mà là cho y một cơ hội lựa chọn. Hơn nữa với tính cách của Từ Hâm, muốn để y trực tiếp đối đầu với Trần Khiết Văn cũng là không thể. Chủ yếu vẫn là Hạ Tưởng muốn để Từ Hâm chủ động tiết lộ chút ít nội tình. Hắn rất muốn biết rốt cuộc trước khi chết Kỷ Phong Thanh đã nói gì với Từ Hâm. Đàn ông sống phải có trách nhiệm, ông Từ, Kỷ Phong Thanh là bạn lâu năm của ông ta vì sao phải bước đến đường cùng, ông ta nghĩ gì, e rằng ông hiểu rõ hơn người khác. Hạ Tưởng đương nhiên không thể nói quá thẳng, liền nói bóng nói gió. Gương mặt Từ Hâm hơi ửng đỏ, không biết là do uống rượu hay là trong lòng đang hoang mang. Thị trưởng Hạ, tôi cũng không hiểu nổi, với tính cách của ông ấy, đều đã mười mấy năm, không nên. Không nên cái gì, y không nói tiếp được nữa, chỉ cúi đầu uống rượu. Thường thì với kinh nghiệm nhiều năm trong quan trường của Từ Hâm, nói dối trắng trợn từ trước đến nay chưa bao giờ đỏ mặt. Nhưng ở trước mặt Hạ Tưởng, y lại cảm thấy hệt như tất cả các bí mật đều đã bị bại lộ, khiến y đứng ngồi không yên. Huyện Bào Mã trình báo cáo câu chuyện anh hùng cho Phạm Minh Vĩ, lại Quang Minh, ông Từ nghĩ thế nào? Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng có quyền thẩm tra tài liệu về Phạm Minh Vĩ và lại Quang Minh, cũng có quyền lên tiếng. Tôi còn chưa xem kỹ, chỉ xét bề ngoài thì đó là một chuyện tốt. Có điều nghe nói tình hình cụ thể và tài liệu trình báo có phần không nhất quán. Đợi sau khi tôi quay về sẽ tìm hiểu rõ thêm một chút. Từ Hâm vẫn cứ không muốn nói thật, nói vòng vo luẩn quẩn. Hạ Tưởng cũng liền lập lờ mà, ồ, lên vài tiếng, không nhắc tới chuyện chính nữa mà nói chuyện trên trời dưới biển. Nói thì cứ nói nhưng chỉ đến một mức nào đó là dừng lại, nếu không nói cao hứng quá sẽ thành tự mình nói khoác. Dùng cơm xong, hai người bắt tay từ biệt, Hạ Tưởng nói một câu đầy thâm ý. Mùa xuân cũng đã gần kề rồi. Mùa xuân ở thành phố Thiên Trạch tuy tới muộn, nhưng sớm muộn gì cũng đến. Trước tiên phải làm tốt công việc chuẩn bị khi thời tiết ấm lên, như thế mới có thể thích ứng với thay đổi. Từ, thay đổi,
với cả nghĩa đen và nghĩa bóng, sắc mặt Từ Hâm bỗng thay đổi. Hạ Tưởng ngồi trong xe nhìn bóng dáng Từ Hâm đi xa dần, trong lòng biết rõ e rằng y sẽ có một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng đã nhận được điện thoại của Từ Hâm. Giọng điệu Từ Hâm vô cùng cung kính. Thị trưởng Hạ, buổi trưa tôi sẽ họp xong, nếu tiện lợi đối với ngài, tôi muốn cùng ngài trở về Thiên Trạch. Đường từ thành phố Yến đến Thiên Trạch dài dằng dặc, có rất nhiều chuyện có thể nói, Hạ Tưởng đương nhiên không thể từ chối. Hạ Tưởng lại hỏi han về bệnh tình Tào Vĩnh Quốc, biết tin ít hôm nữa Tào Vĩnh Quốc sẽ trở về thành phố Yến tĩnh dưỡng vài ngày, hắn liền hoàn toàn yên tâm, dặn dò thêm vài câu, để Tào Thù Lê ở lại với Tào Vĩnh Quốc. Hắn phải trở lại Thiên Trạch ngay bây giờ. Tào Vĩnh Quốc còn dặn dò hết lần này đến lần khác, bảo hắn phải ưu tiên công việc, mau chóng trở về Thiên Trạch, không được phân tâm. Hắn hiểu tấm lòng của bố vợ, bây giờ là thời kỳ vô cùng quan trọng, nếu hắn lúc nào cũng ở cạnh bố vợ, một bố vợ là phó chủ tịch tỉnh, một con rể là thị trưởng, sẽ rơi vào tầm mắt của không ít người. Như thế sẽ khiến cho người ta một khoảng trống tưởng tượng vô hạn. Làm không tốt sẽ bị kẻ có ý đồ khác lợi dụng, đánh đồng quan hệ và chức vụ của hai người, đưa lên mạng, sẽ thành một vụ việc để người ta múa ngòi bút. Trên đường, Từ Hâm đi cùng xe với Hạ Tưởng, xe của y bám theo đằng sau. Hạ Tưởng và Từ Hâm ngồi ở ghế sau, đầu tiên là nói vài câu về sự khác biệt về thời tiết của Thiên Trạch và thành phố Yến, sau đó liền chuyển đề tài, Từ Hâm đã nói ra một lời nói thật. Thị trưởng Hạ, tôi xin nói thật với ngài, trước khi chết Kỷ Phong Thanh đã tìm tôi uống rượu. Từ Hâm vốn tưởng rằng thị trưởng Hạ chắc chắn sẽ ngạc nhiên, không ngờ thị trưởng Hạ tuyệt đối không hề kinh ngạc, gật đầu cười. Sau đó, nói những gì? Trong nháy mắt Từ Hâm hiểu rõ ngay, thị trưởng Hạ đã sớm biết việc y và Kỷ Phong Thanh gặp mặt, và luôn đang chờ y tiết lộ tình hình chi tiết. Y bỗng nhiên cảm giác ra đầu giật giật, giống như giữa ngày đông giá rét không mặc quần áo mà đi giữa băng tuyết, toàn thân lạnh đến gai người. Từ Hâm biết, y nhất định phải nói thật. Chương 965, gợi ý, thăm dò, thất bại. Thị trưởng Hạ thật cao tay, biết rõ một mặt không tốt đẹp gì của y, nhưng vẫn im lặng, cứ chờ y chủ động nói ra. Y hiện giờ xem như hiểu rõ hoàn toàn, muốn giở trò khôn vặt trước mặt thị trưởng Hạ, cuối cùng sẽ thành gậy ông đập lưng ông. Trong ô tô nhiệt độ vô cùng dễ chịu nhưng Từ Hâm vẫn thấy cả người nóng ran, rất không thoải mái. Có phần im lặng một lúc, khó khăn lắm mới mở miệng. Kỷ Phong Thanh tìm tôi, là muốn nhờ tôi đứng ra giúp ông ta giảm bớt sức ép từ phía Bỉ Bất Hưu. Tôi xuất phát từ suy nghĩ người khôn giữ mình nên không nhận lời. Tôi còn khuyên ông ta nên nghĩ thoáng một chút, chủ nhiệm Bỉ chưa chắc có ý kiến gì không tốt, hơn nữa. Y không nói thêm gì nữa, sắc mặt rất kém, có lẽ là day dứt, cũng có thể là hoảng sợ, cũng có thể còn có nguyên nhân khác. Hạ Tưởng vỗ nhẹ nhẹ vào tay ghế, nói với Lý Ái Lâm. Ông Lý, bật một bài hát nhẹ nhàng một chút. Lý Ái Lâm sớm đã biết thị trưởng Hạ thích nghe nhạc nhẹ và nhạc xưa, là tài xế, phải sớm hoàn thành công việc, liền vội mở nhạc, chỉnh âm lượng vừa phải. Âm thanh êm dịu chậm chậm làm xoa dịu không khí nặng nề trong xe. Ông Từ, cuộc nói chuyện hôm nay chỉ là chuyện cá nhân, nghe xong là cho qua. Bỉ Bất Hưu sai Kỷ Phong Thanh viết bài nói bóng gió tác phong sinh hoạt của tôi. Kỷ Phong Thanh không muốn bị làm công cụ của người khác, tới tìm ông, thực ra là muốn ông cho ông ấy một tia hy vọng sống. Ông tính toán được mất, thấy rằng giúp ông ấy lợi bất cập hại nên từ chối lời cầu xin đó. Là trưởng ban tổ chức cán bộ, ông không quan tâm đúng mức tới cấp dưới. Là bằng hữu, ông lại không có trách nhiệm. Hạ Tưởng nói là cuộc nói chuyện cá nhân, rõ ràng là dựa vào thân phận cấp trên và cả tư cách cá nhân. Tôi mới đến Thiên Trạch, vẫn còn chưa hiểu nhiều điều, giờ đây đang từ từ tìm hiểu rõ ràng. Nhưng lúc này còn có người muốn che mắt tôi không thể nào đồng ý. Trưởng ban Từ, ông là trưởng ban tổ chức cán bộ, thường xuyên phối hợp với công tác bí thư là trách nhiệm của ông, nhưng sự phát triển kinh tế thành phố Thiên Trạch cũng cần ông cống hiến một phần sức lực. Vừa đấm vừa xoa, vừa chỉ trích vừa lôi kéo, Từ Hâm trong lòng hoang mang, lòng rối như tơ vò. Bí thư Trần có chỗ dựa vững chắc ở tỉnh ủy, thị trưởng Hạ cũng có. Hơn nữa rất dễ thấy, thị trưởng Hạ càng có quyền hơn ở tỉnh ủy. Tuy nhiên hiện nay tỉnh ủy đồn đại chủ tịch tỉnh Tống có thể sẽ bị điều đi. Nếu chẳng may tin đồn đó trở thành sự thật, chỗ dựa vững chắc nhất của thị trưởng Hạ ở tỉnh ủy sẽ không còn. Từ Hâm trong lòng suy đi tính lại, cân nhắc thiệt hơn, khó lòng đưa ra quyết định.
Xét từ tầm nhìn lâu dài, đương nhiên là thị trưởng Hạ có tiền đồ hơn. Nhưng y dù sao cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ, không đồng lòng với bí thư, rất khó triển khai công việc. Trước mắt, nền tảng của thị trưởng Hạ ở thành phố Thiên Trạch đang dần vững chắc, hơn nữa hắn có những nước cờ cao siêu, khiến người ta chẳng thể đề phòng. Nói tóm lại, thời gian đứng về phía thị trưởng Hạ. Cảnh thê lương và tuyệt vọng của người nhà Kỷ Phong Thanh lại hiện lên trong đầu, trong lòng Từ Hâm thật sự không dễ chịu, đột nhiên hạ quyết tâm. Thị trưởng Hạ, người chết không thể sống lại. Kỷ Phong Thanh cho dù có bị người ta bức chết, nhưng kẻ giết người bằng thủ đoạn tinh vi không cần đền mạng. Ông ấy cũng chỉ có thể chết oan như vậy thôi. Hạ Tưởng gật đầu. Thực sự là như vậy, có lẽ không thể truy cứu trách nhiệm của bất cứ kẻ nào trên phương diện pháp luật, nhưng vẫn có cách khác có thể đòi lại công lý cho ông ấy. Thấy thị trưởng Hạ vô cùng kiên quyết, con tim Từ Hâm chợt đập dồn dập. Y không rõ vì sao thị trưởng Hạ lại quan tâm đến Kỷ Phong Thanh như vậy. Người ta cũng đã chết một thời gian rồi, còn muốn truy cứu sự việc không buông tha. Sau đó, Từ Hâm tiết lộ một vài chi tiết và tin nội bộ với Hạ Tưởng. Tuy rằng không phải là nhiều nhưng cũng giúp Hạ Tưởng thu hoạch được không ít. Đã đến Bắc Kinh, Từ Hâm xuống khỏi xe của Hạ Tưởng, lên xe của mình về Thiên Trạch trước. Nếu như y cứ ngồi trên xe Hạ Tưởng vào thẳng tòa nhà thành ủy thì đó mới chính là việc lớn gây xôn xao thành ủy Thiên Trạch. Hạ Tưởng dừng ở Bắc Kinh, bảo Lý Ái Lâm tìm một nhà khách trước rồi chờ hắn. Hắn một mình đi gặp Tiếu Giai, thăm con gái, lại trao đổi một chút với Tiếu Giai về việc đầu tư kinh Bắc Tân Thành. Tiếu Giai bây giờ dồn hết tâm sức chăm sóc cho con gái, gần như không hỏi nhiều về công việc công ty, toàn quyền giao cho Lý Thấm và Tùng Phong Nhi xử lý. Đối với đề nghị của Hạ Tưởng, cô không cần suy nghĩ liền gật đầu. Con gái Thiếu Hạ đã hơn một tuổi, đã có thể gọi cha gọi mẹ, nhưng rất xa cách với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng thấy rất có lỗi với Thiếu Hạ. Trong mấy đứa nhỏ, chính Thiếu Hạ là đứa xa cách với hắn nhất. Đến Mai Đình còn có khi được hưởng tình yêu thương của cha, Thiếu Hạ thì lại là đứa ít ở bên hắn nhất. Cũng không có cách nào, hiện nay thời gian hắn và Hạ Đông, Liên Hạ ở bên nhau đều rất ít. Chức vụ càng ngày càng cao, thời gian cho chính mình lại càng ngày càng ít. Đời người, được cái này thì mất cái kia cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ ở bên Tiếu Giai được 2 tiếng đã phải lên đường về. Dạo này, vì việc đầu tư và một số việc riêng Hạ Tưởng sẽ thường xuyên đến Bắc Kinh, hắn cũng quyết định sẽ dành thời gian ở bên mẹ con Tiếu Giai nhiều hơn. Trong mấy người phụ nữ, Tiếu Giai là người quyết một lòng với hắn nhất và chưa bao giờ mong được báo đáp. Dù trước kia cô đã từng làm những việc gì xấu, bây giờ cô có thể đối xử với hắn như vậy, hắn chắc chắn phải ghi nhớ điểm tốt của cô cả một đời. Trở về Thiên Trạch, tất cả đều gió yên sóng lặng. Dương Kiếm vẫn ở huyện Bào Mã chưa về, Nguyên Giã cũng đã tới huyện Bào Mã gặp Dương Kiếm. Cũng không biết Nguyên Giã đã thuyết phục Dương Kiếm như thế nào, Dương Kiếm còn rất quý y, tạm thời giữ y ở bên cạnh. Tuy rằng Nguyên Giã không là phóng viên, cũng không phải là nhân viên chính phủ. Thân phận có phần khó nói, nhưng cũng không ai nói gì. Bên cạnh lãnh đạo thường có những người lai lịch không rõ ràng cũng là chuyện bình thường, ai nhiều chuyện thì người đó chính là tự làm trò hề. Tin Tào Vĩnh Quốc bị bệnh không có mấy ai ở thành ủy Thiên Trạch biết. Mấy ngày hôm nay, toàn bộ sự chú ý của cả thành ủy Thiên Trạch đều dồn vào một quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó chính là Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia phê duyệt dự án hợp nhất thép Đan Thành và thép Bảo Thành. Thép Đan Thành và thép Bảo Thành mỗi bên chiếm 50% cổ phần, thành lập tập đoàn Đan Bảo. Khi mở hội nghị thường vụ, Ngô Minh Nghị lại đột nhiên nói một câu việc tập đoàn Đan Bảo thành lập là một việc vô cùng tốt, có thể tận dụng tối đa ưu thế về kỹ thuật của thép Bảo Thành để cải thiện kỹ thuật lạc hậu của thép Đan Thành. Trần Khiết Văn cũng phụ họa với cách nói Ngô Minh Nghị. Trần Thiên Vũ lại đưa ra ý kiến ngược lại. Nói thép Bảo Thành có kỹ thuật tiên tiến, e rằng không đúng với thực tế. Quan điểm của tôi và Bí Thư Ngô có phần khác biệt. Đã nói tới vấn đề hợp nhất nhà máy thép, tôi xin nói ra thiện ý của cá nhân tôi. Trần Thiên Vũ là dân kinh tế, hiểu biết trong lĩnh vực kinh tế của y sâu rộng hơn so với tất cả những người có mặt ở đó. Đương nhiên là ngoại trừ Hạ Tưởng, y thấy mọi người đều rất hứng thú với chủ đề này, liền có phần nhập tâm mà nói. Nói thép Bảo Thành có kỹ thuật tiên tiến, doanh thu cao. Thật ra là nói quá sự thật. Tại sao lại nói như vậy? Trong đó có một nguyên nhân là sự lũng đoạn. Đầu tư tiền kỳ của thép Bảo Thành hơn 100 tỷ, quặng sắt toàn bộ đều là nhập khẩu, giá thành cao ngất ngưởng so với các nhà máy thép khác ở trong nước.
giá thành cao hơn so với các nhà máy thép khác trong nước, khoản vay ngân hàng với con số khổng lồ gây sức ép tới mức không ngóc nổi đầu dậy, chỉ tính riêng tiền lãi mỗi năm đã là gánh nặng nề, giải quyết thế nào? Để đảm bảo lợi nhuận của thép Bảo Thành, nhà nước trong suốt 10 năm ròng rã trong nước không phê chuẩn bất kỳ một dự án sản xuất boong thuyền, ô tô nào. Từ mặt hành chính đảm bảo vị trí độc quyền của thép Bảo Thành, An Cương, Bản Cương đều đã bị chèn ép suốt 10 năm, huống chi là các doanh nghiệp khác. Là kỹ thuật tiên tiến đảm bảo được khả năng giành lợi nhuận cao sao? Chẳng qua chỉ là cách nói dối mình dối người mà thôi. Lời nói của Trần Thiên Vũ nhằm đúng vào bản chất vấn đề. Ngô Minh Nghị lập tức nổi giận. Đồng chí Thiên Vũ, xin đồng chí thẳng thắn trình bày rõ lập trường của mình, không cần cứ mở miệng ra là nhà nước như thế nào. Nhà nước đứng trên góc độ cao của chiến lược toàn cục giải quyết vấn đề, đang đấu một ván cờ rất lớn. Ván cờ rất lớn đã đấu một thời gian quá dài rồi. Hạ Tưởng đã cất lời. Nói thật hắn rất ghét câu nói này. Bởi vì đời sau hễ có việc xảy ra, luôn có người nhảy ra lấy lý do nhà nước đang đấu một ván cờ lớn để lấp liếm vấn đề. Hoàn toàn là giọng điệu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, lúc nào cũng là đang đấu cờ, tới tận bây giờ vẫn chưa thắng. Các đảo nhỏ ở Nam Hải phần lớn đều đã bị mất, đảo phóng thủy cũng sắp sửa mất. Tình hình vô cùng cấp bách mà vẫn cứ đang chơi cờ, không phải bình tĩnh, mà là bịt tai trộm chuông. Vấn đề là, ván cờ dường như chưa bao giờ thắng. Xét trong phạm vi nhỏ hơn, cả nước là một ván cờ lớn, dựa vào cứ gì lại không cho thép Đan Thành làm xe, để thép Bảo Thành làm con tốt qua sông. Trước tiên đừng quan tâm ai là kỳ thủ, vấn đề là, chẳng ai muốn làm mã trước tốt. Một câu nói khiến tất cả mọi người đều câm lặng, một lúc lâu không có ai phản bác. Trần Khiết Văn thấy hàm ý oán trách trong lời nói của Hạ Tưởng quá nhiều, liền nói. Ý kiến của thị trưởng Hạ cũng có lý, nhưng cũng phải hiểu cho nỗi khổ của nhà nước. Phát triển không đồng đều, có sự chênh lệch giữa các địa phương, không thể chu toàn mọi mặt, chắc chắn phải có thứ tự trước sau. Nhà nước có nỗi khổ của nhà nước, chúng ta nên san sẻ. Tôi cũng rất muốn san sẻ cho nhà nước, đáng tiếc là không đủ tư cách. Hạ Tưởng nửa thật nửa giả mà nói một câu vui đùa. Tôi chỉ là thị trưởng thành phố Thiên Trạch, cũng chỉ đứng ở lập trường của Thiên Trạch để nói. Nhà nước nói cho tôi biết, thành phố Thiên Trạch phải phát huy phong cách, lấy tiền thuế để trợ giúp cho một số khu vực phát triển. Tôi sẽ nói với nhà nước, rất xin lỗi, tôi người nghèo chí ngắn, không muốn phát huy phong cách, chỉ muốn đủ ăn đủ mặc thôi. Mọi người cười ầm lên. Sắc mặt Trần Khiết Văn có phần khó coi, Ngô Minh Nghị cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cả hai đều có vẻ lo lắng. Hạ Tưởng cũng nhìn ra chỉ cần đề cập tới lợi ích của thế lực gia tộc, lập trường của Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị đều rất kiên định, sẽ không nhượng bộ. Ý kiến của Trần Thiên Vũ hôm nay thật ra là do hắn gợi ý, cố ý tung ra, mục đích chính là thử phản ứng của mọi người một chút. Bởi vì vài ngày sau đợi đến khi tin điều chỉnh tài nguyên sắt thép tỉnh Yên truyền ra, muốn điều chỉnh sắt thép Thiên Trạch, đương nhiên sẽ gặp phải sức cản rất lớn. Đến lúc đó chẳng những Trần Khiết Văn sẽ kiên quyết phản đối. Ngô Minh Nghị cũng sẽ đứng trên lập trường nhà họ Ngô. Trong một số việc nhà họ Ngô cũng có lẽ sẽ không trực tiếp ra mặt ngăn cản hắn ngay trước mặt, nhưng thủ đoạn trên trường chính trị vẫn có không ít. Ti ti nhất nếu như Ngô Minh Nghị duy trì khoảng cách với hắn, tiếng nói của hắn ở hội nghị thường vụ sẽ giảm đi rất nhiều. Điều then chốt vẫn còn, Dương Kiếm động chạm đến lợi ích của Đông Y Thiên Trạch, hắn nên làm thế nào? Ủng hộ Dương Kiếm, nhà họ Khâu đương nhiên không vui, không ủng hộ Dương Kiếm. Nếu như Đông Y Thiên Trạch thực sự có vấn đề, hắn sao có thể coi đó như không phải việc của mình. Nhưng đồng thời đụng chạm đến lợi ích của cả nhà họ Ngô và nhà họ Khâu, hắn thực sự không chống đỡ nổi. Ngày hôm sau, Dương Kiếm liền từ huyện Bào Mã quay trở về thành phố. Y muốn nói chuyện trực tiếp cùng Hạ Tưởng liền nhận lời. Buổi tối đã hẹn chắc gặp mặt Dương Kiếm ở khách sạn Hoa Khải, Hạ Tưởng đưa Bành Vân Phong đi cùng, bởi vì hắn còn có việc cần Bành Vân Phong xử lý. Nơi gặp mặt cũng tạm coi là yên tĩnh, Dương Kiếm không đưa thư ký theo, chỉ đưa Nguyên Dã đi cùng. Xem ra, Nguyên Dã rất được Dương Kiếm tín nhiệm, cũng khiến Hạ Tưởng có phần đánh giá cao y một chút. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến Dương Kiếm tin tưởng y như vậy, y quả thực là có điểm hơn người. Hạ Tưởng đã đoán đúng, bởi vì Dương Kiếm đã một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở huyện Bào Mã, nếu không có Nguyên Dã, y có lẽ đã thân bại danh liệt. Chương 966, Thị Phi, Phục Bút, Thất Bại.
huyện Bào Mã thật đúng là nơi đầy rẫy thị phi. Dương Kiếm đi công tác ở huyện Bào Mã phát hiện ra nhiều vấn đề vi phạm quy định chuyển giao ruộng đất, Ủy ban Nhân dân huyện và Đông Y Thiên Trạch kết hợp lại để ép giá thu mua thảo dược của nông dân, còn cưỡng chế tịch thu ruộng đất của nông dân, một loạt vấn đề khiến người ta đau lòng được tìm ra, hơn nữa còn có dấu hiệu cho thấy Đông Y Thiên Trạch lật lọng, hứa hẹn giá cả thu mua thảo dược để người dân tiến hành gieo trồng, nhưng năm sau lại lấy lý do thị trường bão hòa để từ chối thu mua. Người dân mất một năm vất vả ấy vậy đến mùa thu hoạch lại bị bỏ rơi nên rất bức xúc, sau đó Ủy ban Nhân dân huyện ra mặt giải quyết, cuối cùng Đông Y Thiên Trạch giả vờ tỏ thái độ sẽ ra tay giúp đỡ người dân NS âng đưa ra giá chỉ bằng 1/3 giá đã hứa hẹn lúc đầu. Dược tiện thương nông. Huyện Bào Mã cái gì cũng thiếu nhưng lại không thiếu những mảnh đất hoang có thể gieo trồng thuốc Đông Y, chịu bao nhiêu thiệt thòi về mình vẫn bị mắc mưu, vẫn không ít người dân gia nhập đội ngũ lao động giá rẻ. Độc quyền thị trường chính là do địa phương không can thiệp theo đúng đạo lý. Nếu nói Đông Y Thiên Trạch thao túng giá cả miễn cưỡng cũng chấp nhận được đi, lấy lý do từ kinh tế thị trường thì cũng không thể nào chỉ trích họ được, nhưng có mấy trăm mẫu đất vi phạm quy định chuyển nhượng đất đai là hoàn toàn do Đông Y Thiên Trạch và Ủy ban Nhân dân huyện liên kết lại để dở trò, có thể nói rất vô trách nhiệm với sự sống chết của người dân. Dùng biện pháp hành chính để mua đất của nông dân với giá cực thấp, sau đó bán lại cho Đông Y Thiên Trạch với giá cao hơn, phần chênh lệch kếch xù rơi vào túi ai có trời mới biết được. Dương Kiếm phát hiện ra vấn đề rất tức giận, trực tiếp tiến thẳng đến huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ truy tới cùng việc này và nghiêm túc xét xử. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng cũng không cảm kích nhưng huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện có thái độ rõ ràng, sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố để điều tra. Một khi chân tướng sự việc được làm rõ sẽ nghiêm túc xử lý trách nhiệm của từng người. Thái độ của Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng khiến người ta không nói được lời nào, hai người tỏ ra rất cung kính đối với Dương Kiếm, thái độ đó khiến người ta không tìm được vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. Dương Kiếm hoài nghi hai người điều gì cũng không thể thẳng thừng nói ra được, điều tra một cán bộ là việc hết sức nghiêm túc, nhất là nhân vật đứng đầu của một huyện, với cương vị là phó thị trưởng thường trực anh chỉ có quyền đề nghị chứ không có quyền quyết định. Dĩ nhiên Ủy ban Nhân dân thành phố có thể thành lập đội điều tra, nhưng chỉ điều tra về vấn đề vi phạm quy định lĩnh vực đất đai tại huyện Bào Mã, Ủy ban Nhân dân thành phố không có quyền điều tra về vấn đề kinh tế của cán bộ, cho dù Ủy ban Kỷ luật thành phố có căn cứ xác thực để điều tra cũng cần có sự đồng ý của bí thư và thị trưởng. Dương Kiếm ở lại 2 ngày rồi quyết định trở về Thiên Trạch, tới thành ủy báo cáo vấn đề, vừa lúc Nguyên Giã cũng đang tới huyện Bào Mã, hai người gặp mặt nhau. Lần đầu gặp mặt, Dương Kiếm không mấy ấn tượng về Nguyên Giã, cảm thấy con người này có chút ba hoa khoác lác, hơn nữa đối nhân xử thế cũng không đứng đắn cho lắm, không hứng thú nói chuyện và có ý muốn lảng tránh anh ta. Nhưng sau một hồi nói chuyện, cách nhìn của Dương Kiếm về Nguyên Giã thay đổi rất nhiều, bởi vì Nguyên Giã có hiểu biết nội tình huyện Bào Mã, so với những gì anh đang có thì những cái Bào Mã biết xác thực và tỉ mỉ hơn, tuy rằng nguồn gốc không rõ ràng lắm nhưng chó mực mà bắt được thỏ mới là con chó tốt. Hơn nữa hiện tại đúng là Dương Kiếm đang rất cần những thông tin về huyện Bào Mã. Dương Kiếm tiếp chuyện Nguyên Giã, tiếp tục nghe anh ta nói về huyện Bào Mã, ví như Phạm Minh Vĩ là con quỷ háo sắc, thường xuyên lấy lý do tăng ca để quan hệ với nhân viên nữ cấp dưới. Tuy rằng ở xã rất ít nhân viên nữ cấp dưới nhưng gã ta rất cao tay, lôi kéo cả ở huyện, đừng nhìn Phạm Minh Vĩ chỉ là một bí thư đảng ủy xã thôi, nghe nói gã vừa dụ dỗ lừa gạt một nữ nhân viên cấp dưới. Nữ nhân viên tạp vụ đến hơn 20 người. Còn như Lại Quang Minh, gã ta là trùm buôn thuốc phiện lớn nhất huyện Bào Mã, việc buôn bán thuốc phiện ở huyện Bào Mã không ngừng phát triển cũng vì Lại Quang Minh. Thông tin mà Nguyên Giã có được không biết bắt nguồn từ đâu, lai lịch không rõ, nhưng nói được đạo lý rõ ràng không thể không tin được. Anh ta còn nói Biện Hữu Thủy là một kẻ gian, Trương Hòa Hưng cũng vậy, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, hiếm thấy giữa họ có xảy ra mâu thuẫn. Hai người phối hợp rất ăn ý, liên kết rối trên lửa dưới tiến hành kinh doanh ở huyện Bào Mã. Bởi vậy Nguyên Giã cũng đoán những chuyện phát sinh ở huyện Bào Mã thì Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng chắc chắn biết rõ, nhưng không thẳng thừng chỉ trực tiếp họ, nghiễm nhiên họ trở nên vô can.